cái này liệt nhật mệnh tinh, còn chỉ là luân hồi thất tinh bên trong thứ hai tinh, phía sau nửa đêm mệnh tinh, thiên hỏa mệnh tinh, uy năng chỉ sẽ càng kinh khủng hơn. Nghĩ tới đây, thiên nữ nội tâm nóng bỏng lên, đối luân hồi huyết mạch khát vọng, càng khẩn cấp hơn, nhìn Diệp Thần cao ngất kia thân thể, nàng thậm chí hận không được muốn đem Diệp Thần toàn bộ nuốt trọn. Ở liệt nhật mệnh tinh ánh sáng ánh chiếu hạ, chung quanh sương mù dày đặc, nhanh chóng tán loạn. Rất nhanh, bao phủ thiên địa sương mù dày đặc, tản đi hết. Một phiến hoang không, thê lương, u ám, kinh khủng hoàn cảnh, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ở đám người phía trước, là một tòa thật to đài cao, lấy núi đá xây, đó chính là Nguyên Thiên Đế tự tay nơi xây dựng thần quyền đài. Ở thần quyền trên đài, đổ cắm một cái thương. Cây súng này, cũng là vô cùng to lớn, hình như là một tòa dốc thẳng đỉnh núi, thẳng vào vân tiêu. Cây súng này, hoàn toàn là đá chế tạo mà thành, cho đen, lạnh lùng, phong cách cổ xưa, trên thân súng chạm trổ rất nhiều đơn giản thần bí minh văn, phía trên lượn lờ từng luồng hắc ám khí tức, như xương ải vậy chập chờn. Diệp Thần, Trùng Dương chân nhân, thiên nữ các người, thấy được vậy cầm thương, đều cảm thấy rung động. Đó là Nguyên Thiên Đế đã từng là binh khí, Thiên Đế Đoạn Hồn Thương. Năm đó, Nguyên Thiên Đế chính là dùng cây súng này, ở nơi này thần quyền trên đài, đánh chết hồn Thiên Đế. Giờ phút này, ở đó Thiên Đế trên Đoạn Hồn Thương, thân súng nhưng dính có tiên vết máu. Năm tháng bể dâu, máu tươi kia dấu vết, lại còn đặc biệt tươi, không có bất kỳ khô kiệt hình dáng, còn dọc theo thân súng, chậm rãi dòng nước chảy xuống. Nhưng đó cũng không phải là hồn Thiên Đế máu. Năm đó, Nguyên Thiên Đế đánh chết hồn Thiên Đế thời điểm, cũng đã đem đối phương tất cả tồn tại dấu vết, nơi có thời gian tuyến, xóa bỏ toàn bộ hết, không cho hắn bất kỳ sống lại cơ hội. Hồn Thiên Đế đã sớm tan thành mây khói, liền một giọt máu, một viên xám cũng không có để lại tới. Cho nên, Thiên Đế trên Đoạn Hồn Thương máu, cũng không phải là hồn Thiên Đế, mà là thuộc về một người khác. Là Ngạo Thiên Đế. Diệp Thần một mắt tới giữa, thiên cơ bắt, thấy được cổ xưa hình ảnh. Năm xưa, Ngạo Thiên Đế và Kiếm Thiên Đế, truy đuổi Đoạn Long Thiên Đế, muốn mời đối phương ra mặt, khuyên can Nguyên Thiên Đế, không muốn đánh vào tinh không bờ bên kia. Nhưng, Long Thiên Đế không chịu, hai bên bùng nổ kịch chiến. Cuối cùng, Long Thiên Đế mượn dùng hồn Thiên Đế hồn khí lực lượng, đem Ngạo Thiên Đế và Kiếm Thiên Đế song song giết chết. Vào năm đó, Ngạo Thiên Đế thấy Long Thiên Đế điều động hồn khí, đã cảm thấy không ổn. Hắn chạy trốn tới thần quyền đài, muốn rút ra cái này cầm Thiên Đế Đoạn Hồn Thương, đối kháng Long Thiên Đế. Cái này cầm Thiên Đế Đoạn Hồn Thương, là ngày xưa Nguyên Thiên Đế binh khí. Mà Nguyên Thiên Đế, chính là Long Thiên Đế chủ nhân. Nếu như, Ngạo Thiên Đế có thể rút ra cây súng này, có lẽ có cơ hội, dựa vào Nguyên Thiên Đế còn để lại uy áp, áp chế Long Thiên Đế. Nhưng, hắn còn chưa kịp đem Thiên Đế Đoạn Hồn Thương rút ra, một món bóng tối ánh sáng, chính là bắn tới. Đó là hồn khí giết hại ánh sáng. Ngạo Thiên Đế tại chỗ liền bị giết chết, hắn mang vô biên hối hận cùng tiếc nuối chết đi, máu tươi vĩnh viễn ở lại Thiên Đế trên Đoạn Hồn Thương mặt. Bởi vì hắn oán niệm, quá mức nồng nặc, cho dù sau đó hắn bị Phật Tổ sống lại, hắn Thiên Đế máu, vẫn là tàn ở lại chỗ này, không được siêu thoát, thành hắn vĩnh viễn tâm ma. Diệp Thần nhìn ngày trước Đế Đoạn Hồn Thương, nhìn trên thân súng máu tươi, cổ xưa thiên cơ hình ảnh, chiếu vào hắn đầu óc bên trong. Hắn có thể cảm nhận được, Ngạo Thiên Đế mãnh liệt không cam lòng, mãnh liệt oán niệm. Nếu như năm đó, Ngạo Thiên Đế có thể rút ra Thiên Đế Đoạn Hồn Thương mà nói, hắn chưa chắc sẽ chết. Thiên Nữ và Trùng Dương chân nhân, cũng là bắt được cổ xưa thiên cơ, đều là chấn động. Chung quanh các võ giả, cũng biết cảm nhận được liền Ngạo Thiên Đế tàn niệm. Cái này cổ tàn niệm oán khí, đủ để làm người ta nghẹt thở. Ở thần quyền chung quanh đài, trong xung quanh trăm dặm chi địa, tán lạc một cái bộ xương khô, còn có rất nhiều phủ đầy bụi thi thể, khắp nơi đều là đoạn đao kiếm gãy, tình cảnh một phiến thê lương. Đó là vạn thế kỷ nguyên tới nay, vô số tiến vào chu thần chiến trường các võ giả, lưu lại hài cốt. Những cái kia muốn rút ra Thiên Đế Đoạn Hồn Thương, muốn luyện hóa Ngạo Thiên Đế máu người, bọn họ đều chết hết. Thiên Đế Đoạn Hồn Thương, Ngạo Thiên Đế máu, đều là không thể có nhiều đại cơ duyên. Thiên Đế Đoạn Hồn Thương, là Nguyên Thiên Đế chế tạo binh khí, năm đó lấy này chu diệt hồn Thiên Đế, lực sát thương có thể tưởng tượng được, giá trị tuyệt đối đủ để sánh bằng bốn đại chí cao thần khí.
còn như ngạo thiên đế máu, bàn về giá trị, dĩ nhiên xa xa không thể cùng thiên đế đoạn hồn thương so sánh. Nhưng, ngạo thiên đế là cấp 9 thiên đế, hắn lưu lại đế máu, nếu như bị phổ thông thiên đế cũng hoặc là thần đạo cảnh võ giả hấp thu, đủ để nhô lên bay mãnh vào, tự nhiên dẫn được không ít người thèm thuồng. Càng mấu chốt chính là, ngạo thiên đế còn chấp trưởng 33 thiên thần thuật, ngạo thế cửu trọng thiên. Nếu là luyện hóa máu hắn, là có thể lĩnh ngộ ngạo thế cửu trọng thiên, có thiên đại chỗ tốt. Diệp thần, thiên nữ, trùng dương chân nhân, còn có tại chỗ tất cả các võ giả, nhìn thần quyền chung quanh đài, tán lạc phủ đầy bụi xương khô cùng thi hài, bọn họ đều thấy được cổ xưa thiên cơ hình ảnh. Trong quá khứ kỷ nguyên bên trong, ở không không lúc nào không bên trong, không biết có nhiều ít võ giả, hơn thiểu gia tộc môn phái, nhiều ít thế lực, điên cuồng xông vào chu thần chiến trường, muốn cướp đoạt thiên đế đoạn hồn thương. Nhưng, thiên đế đoạn hồn thương, sát khí quá kinh khủng, năm đó từng chu diệt hồn thiên đế, mang theo vô cùng kinh khủng sát phạt uy áp. Vô số kỷ nguyên tới nay, cho tới bây giờ không người nào có thể rút ra cây súng này, bất kỳ muốn rút súng người, tất cả đều chết hết. Bởi vì người chết quá nhiều, xúc động thiên địa quy luật, bầu trời rơi xuống thần phạt, đưa đến chu thần chiến trường bị phong tỏa, từ đây bị năm tháng bụi bậm chìm ngập, cho tới hôm nay lần nữa xuất thế. Đó là, chu diệt hồn thiên đế binh khí, thiên đế đoạn hồn thương. Trời ạ, thật là khủng khiếp sát khí. Cây súng này, tuyệt đối không phải người bất kỳ có thể rút ra. Xem ra cái này đạo cơ duyên, vậy không người có thể mang đi. Hôm nay có thể dò ngó gặp cường hãn như vậy binh khí, cũng không uổng cuộc đời này. Rất nhiều võ giả, ở dò ngó gặp cổ xưa thiên cơ qua lại sau đó, rối rít phát ra rung động thanh âm thán phục. Thiên đế đoạn hồn thương, uy năng chân thực quá kinh khủng, không không lúc nào không vạn thế kỷ nguyên, đều không người có thể thu phục. Tại chỗ các võ giả, tự nhiên cũng không hy vọng xa vời, mình có thể thu phục thiên đế đoạn hồn thương. Nhưng, bọn họ cũng không hối hận, cũng không hối hận đi tới nơi này. Bởi vì, có thể dò ngó thấy vậy binh khí nghịch thiên, cuộc đời này vậy coi là không tiếc. Hơn nữa, cái này cầm thiên đế đoạn hồn thương, mang theo cổ xưa ý niệm, học hỏi thương này, có thể tăng tiến tự thân võ đạo. Giao, giao, giao. Có một số võ giả, lại là tại chỗ đột phá, trên người có linh quang vọt lên. Mà không hề thiếu võ giả, ở thán phục cùng cảm ngộ sau này, liền muốn rời đi. Bởi vì, thiên đế đoạn hồn thương cái này đạo cơ duyên, chân thực lớn được ngoại hạng, không ai dám đi chấm mút. Con kiến hôi, quấy rối ta trật tự, còn muốn đi. Bỗng nhiên, một đạo lãnh khốc lạnh lùng thanh âm, từ thiên đế đoạn hồn thương bên trong phát ra. Rồi sau đó, từng luồng màu máu ánh sáng, giống như nổ tiễn vậy nổ bắn ra ra, những cái kia muốn rời đi các võ giả, tại chỗ gặp phải màu máu tia sáng bắn chết, rên lên một tiếng, ngã xuống đất toi mạng. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm được toàn trường đều kinh hãi. Diệp thần, thiên nữ, trùng dương chân nhân rối rít lui về phía sau, rất nhiều võ giả cũng là lui về phía sau, sợ hãi nhìn về phía ngày trước đế đoạn hồn thương. Chỉ gặp thiên đế trên đoạn hồn thương, một đạo chiến hồn bóng người, hiển hóa đi ra. Vậy đạo chiến hồn, tràn đầy ngạo thị thiên hạ đại khí phách, giữa trán một phiến uy nghiêm, tầm vóc to lớn hùng tráng, trong tay cố chấp một cái thương, phơi bày bằng đá. Mặt ngoài cùng thiên đế đoạn hồn thương giống nhau như đúc. Là ngạo thiên đế. Thiên nữ sắc mặt trầm xuống, lần nữa lui về phía sau mấy bước. Vậy đạo chiến hồn, chính là ngạo thiên đế tàn niệm biến thành, tràn đầy oán khí. Diệp thần thấy ngạo thiên đế chán tới giữa, hiện đầy hắc ám che lấp hơi thở, cũng biết hắn oán khí tích lũy quá sâu, đã rơi vào hắc ám. Ngạo thiên đế, là ngươi sao? Ta là kiếm thiên đế bằng hữu. Diệp thần thử nghiệm đặt câu hỏi. Cái gì kiếm thiên đế, ta chưa từng nghe qua. Các ngươi đều là con kiến hôi, đều là vô liêm sỉ, muốn chấm mút ta thiên đế đoạn hồn thương, các ngươi đều phải chết. Ngạo thiên đế giận dữ, thanh âm như sấm. Quả nhiên, hắn cái này đạo chiến hồn, đã rơi vào hắc ám, mất đi lý trí cùng trí nhớ, liền mình bản thân kiếm thiên đế, cũng không nhớ. Oanh! Ngạo thiên đế huy động súng trường, thế như bôn lôi. Khí thế hung hãn vô cùng, hướng Diệp thần càn quét tới. Diệp thần thật sâu cảm thấy nguy hiểm, vội vàng rút người ra lui về phía sau. Lúc này đám người cho hắn mượn lực lượng, đã tiêu hao hầu như không còn, liệt nhật mệnh tinh cũng trở về quay về trong cơ thể hắn.
Đối mặt Ngạo Thiên Đế, Diệp Thần nhất thời cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Ngạo Thiên Đế đỉnh cấp thời điểm, chính là cấp 9 Thiên Đế, vô cùng mạnh mẽ, hắn máu tự oán niệm hóa ra chiến hồn, coi như ở Chu Thần chiến trường quy luật hạ, thực lực bị hạn chế đến thần đạo cảnh tầng thứ 1, đó cũng là đặc biệt đáng sợ, so vậy thần đạo cảnh võ giả cường đại hơn. Mà vào lúc này, Diệp Thần cảm thấy trong cơ thể luân hồi mộ địa, một tòa mộ bia lóe lên, rồi sau đó một đạo mạnh mẽ thân ảnh khôi ngô, chậm rãi nổi lên. Đó là một cái người đàn ông trung niên, mặt mũi cường tráng, hơi thở như vực sâu đại hải, không lường được tính. Tân đại năng thức tỉnh. Diệp Thần thấy người trung niên này nam tử, trong lòng nhất thời đại hỉ. Người đàn ông trung niên chau mày, ánh mắt nhìn về Ngạo Thiên Đế, tựa hồ là Ngạo Thiên Đế đem hắn đánh thức. Mộ chủ đại nhân, cái này Ngạo Thiên Đế khó đối phó, người hay là đi mau đi. Người đàn ông trung niên ánh mắt nhìn về phía Ngạo Thiên Đế, thần sắc mang sâu đậm kiêng kỵ. Tiền bối, người biết Ngạo Thiên Đế? Diệp Thần hỏi. Người đàn ông trung niên nghe được Diệp Thần mà nói, trong mắt lộ ra một chút mờ mịt, tựa như lâm vào tưởng nhớ bên trong, dùng mộng nghệ bàn giọng. Hẳn biết đi. Ta trí nhớ đã nghiêm trọng mài mòn, rất nhiều chuyện cũng không nhớ nổi, nhưng ta còn nhớ ta tên chữ. Ta kêu Thất Huyên. Ta còn nhớ Ngạo Thiên Đế, năm đó ta từng bước vào Chu Thần chiến trường, cũng tại Thiên Đế đoạn hồn thương hạ cảm ngộ võ đạo, lĩnh ngộ một môn tuyệt thế thương pháp. Vị này mới thức tỉnh đại năng, tên là Thất Huyên, lại đã từng tới Chu Thần chiến trường lịch luyện, thậm chí từng tại Thiên Đế đoạn hồn thương hạ cảm ngộ võ đạo. Hắn nói chuyện lúc đầu như mộng nghệ bàn mê mang, nhưng nói xong lời cuối cùng, trong mắt dần dần thấm ra mũi nhọn, trong tay linh khí hội tụ, hóa ra một cái chiến thương. Lúc này, Ngạo Thiên Đế điên cuồng hét lên, huy động súng trường, hướng Diệp Thần đuổi giết tới đây. Cuồng bạo thần đạo cảnh hơi thở, từ Ngạo Thiên Đế trên mình nổ lên, tạo thành một đạo màu đỏ nhạt sát khí trùm tia sáng, thẳng ngất trời khung, đặc biệt nguy nga. Chung quanh các võ giả, thấy Ngạo Thiên Đế như vậy cuồng bạo hình dáng, nội tâm vô cùng rung động, vừa âm thầm là Diệp Thần lau mồ hôi một cái. Diệp Thần lần nữa lui về phía sau né tránh, lấy hắn thực lực trước mắt, có thể nghịch phạt phổ thông Tiên Đế, nhưng muốn đối phó thần đạo cảnh tầng thứ một cường giả, dù là nửa bước thần đạo cảnh cường giả, rõ ràng lực không hề đạt tới. Thần đạo cảnh cùng Tiên Đế tới giữa, tuy chỉ chênh lệch một nước, nhưng trong thực tế nhưng là khác biệt một trời. Bởi vì thần đạo cảnh cao thủ, là chân chánh thần minh, coi như chỉ là hạ vị thần, vậy xa xa bao trùm ở cái gọi là thượng vị giả bên trên. Thấy Diệp Thần không ngừng né tránh hình dáng, Thất Huyên nói, mộ chủ đại nhân, cần mượn dùng ta lực lượng sao? Ta Thất Huyên huyễn thế thương, có lẽ có thể giúp ngươi một tay. Thất Huyên nắm trong tay chiến thương, cả người linh khí nổ, vô cùng thần quang thả ra, ánh chiếu toàn bộ luân hồi mộ địa. Hắn thương, như mộng như ảo. Sát phạt dọn ra, mang theo vực sâu đại hải vậy mênh mông hơi thở. Năm đó hắn tại Thiên Đế đoạn hồn thương hạ, hiểu võ đạo, nơi lĩnh ngộ được võ kỹ, chính là cửa này Thất Huyên huyễn thế thương. Diệp Thần một bên né tránh Ngạo Thiên Đế công kích, vừa hướng Thất Huyên nói, đa tạ tiền bối ý tốt, hiện tại còn không dùng. Hắn không hề muốn quá mức lệ thuộc vào luân hồi mộ địa lực lượng, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn chẳng muốn dựa vào luân hồi đại năng. Thất Huyên nói, người một thân một mình, sợ rằng khó mà đối kháng Ngạo Thiên Đế, năm đó ta chính là bị hắn giết chết. Trên thực tế, rất nhiều xông vào Chu Thần chiến trường, muốn nhận lấy Thiên Đế đoạn hồn thương người, đều là bị Ngạo Thiên Đế giết chết. Thất Huyên trí nhớ, đã mài mòn liền rất nhiều, nhưng liên quan tới Chu Thần chiến trường hết thảy, hắn cũng nhớ rõ ràng. Bởi vì ở Chu Thần chiến trường bên trong trải qua, chân thực để cho hắn quá khắc sâu. Hắn năm đó chính là bị Ngạo Thiên Đế giết chết, Ngạo Thiên Đế máu tự oán niệm, một mực lưu lại tại Thiên Đế trên đoạn hồn thương mặt, bất kỳ muốn nhận lấy Thiên Đế đoạn hồn thương người, cũng sẽ gặp phải hắn giết hại. Cho dù có người may mắn đột phá Ngạo Thiên Đế khốn trở, tiếp xúc tới Thiên Đế đoạn hồn thương, cuối cùng cũng sẽ bị Thiên Đế trên đoạn hồn thương mặt sát khí, trực tiếp cắn trả xóa bỏ. Cho nên, từ cổ chí kim, cho tới bây giờ không người nào có thể thu phục Thiên Đế đoạn hồn thương. Năm đó Thất Huyên, vậy không vọng tưởng thu phục, bởi vì hắn biết cái này là không thể nào. Thiên Đế đoạn hồn thương, là nguyên Thiên Đế lưu lại binh khí, năm đó Chu Diệt hồn Thiên Đế tồn tại, sát phạt hạng cường hãn, coi như là Thiên Đế chủ thần tới, cũng chưa chắc có thể thu lấy.
Năm đó Thất Huyên, chỉ là tại thiên đế đoạn hồn thương hạ hiểu, không ngừng hiểu võ đạo. Đáng tiếc dù vậy, hắn vẫn là chọc giận tới Ngạo Thiên Đế, cuối cùng bị giết. Ngạo Thiên Đế cường hãn, Diệp Thần hôm nay cũng là đích thân cảm nhận được, ngang dọc bãi hạp, thật là vô cùng khủng bố. Oanh! Ngạo Thiên Đế lại là một súng, như gào thét thiên địa, xen lẫn phong lôi tiếng nổ, càn quét hướng Diệp Thần. Cái này một súng, phong tỏa Diệp Thần tất cả đường đi, không thể tránh né. Vạn kiếm thần tinh, vạn kiếm khí lưu. Diệp Thần quát to một tiếng, mãnh như vậy sử dụng vạn kiếm thần tinh, vô số kiếm khí hội tụ thành nước lũ, hung hăng giết ra, hướng Ngạo Thiên Đế chém tới. Con kiến hôi, còn dám đánh lại. Ngạo Thiên Đế khinh thường gầm lên, thương thế ngút trời, phong lôi nổ vang, hoành thương đảo qua, lại là ngay tức thì liền đem Diệp Thần kiếm khí nước lũ, toàn bộ nghiền diệt. Diệp Thần bị to lớn phản chấn, liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt khá làm khó xem. Ngạo Thiên Đế đích xác là cường hãn, cho dù ở Chu Thần chiến trường quy luật hạn chế hạ, tu vi chỉ có thần đạo cảnh tầng thứ một, nhưng bộc phát ra uy thế, vượt xa phổ thông hạ vị thần, Diệp Thần hoàn toàn không thấy được chiến thắng cơ hội. Hừ! Ngạo Thiên Đế ở nhất kích nghiền nát Diệp Thần kiếm khí nước lũ sau đó, hừ lạnh một tiếng, liền muốn lần nữa đuổi giết đi. Nhưng bỗng nhiên, hắn thấy Diệp Thần trên đỉnh đầu vạn kiếm thần tinh, thật giống như có trí nhớ gì bị xúc động. Hắn ngẩn ngơ, ngạc nhiên nhìn viên kia vạn kiếm thần tinh, dù gì nói, ngôi sao này. Tại sao sẽ để cho ta đạo tâm, đột nhiên kích động. Diệp Thần thấy vậy, biết là vạn kiếm thần tinh thượng mặt, kiếm thiên đế lưu lại ý chí hơi thở, để cho Ngạo Thiên Đế xúc động. Hống! Vừa lúc đó, một đạo kinh khủng tiếng thú gào, từ bên cạnh truyền ra. Trùng Dương chân nhân ra tay. Chỉ gặp Trùng Dương chân nhân trên mình, từng luồng mây đen sôi trào, đó là bán vĩ thần thú năng lượng khí tức, hôm nay hoàn toàn bùng nổ, vang lên động trời thú hống. Những cái kia mây đen bên trong, có các loại quỷ dị không thể danh trạng khí tượng nhấp nhô, từng cái mọc đầy răng nanh miệng to như chậu máu, từng hạt tròn đỏ tươi cùng màu xanh đậm con ngươi, không ngừng lóe lên. Đó là ác mộng vậy khí tượng, là thế giới hiện thật nơi không từng có quỷ bí tình cảnh. Trùng Dương chân nhân nắm quyền, quả đấm như giận thú bảo hiếu, cùng hắn già nua trầm ổn thân thể, đặc biệt không tương xứng. Hắn thừa dịp Ngạo Thiên Đế thất thần để gặp, trực tiếp trùng trùng một quyền, đánh phía Ngạo Thiên Đế đầu. Lệ! Một bên kia, một tiếng băng hoàng kêu to truyền tới. Thiên nữ sách băng hoàng thiên kiếm, cũng là ở cùng trong chốc lát ra tay. Chỉ gặp nàng băng hoàng thiên kiếm phía trên, còn quấn từng đạo nham phù văn, đó lại là địa hoàng sách thần phù văn. Thiên nữ lại có thể đem băng hoàng thiên kiếm, cùng địa hoàng sách thần dung hợp. Địa hoàng sách thần, là tam hoàng chí bảo một trong, có mặt đất uy dận khí tượng, 10 phần hung mãnh. Băng hoàng thiên kiếm dung hợp địa hoàng sách thần, thanh kiếm này, lập tức thành thần khí nghịch thiên, vừa có băng hoàng phiêu giật, lại có mặt đất dày nặng, như trời hòa vào nhau. Một kiếm này, cũng là chỉ hướng Ngạo Thiên Đế đầu. Trùng Dương chân nhân cùng thiên nữ song song ra tay, không có ngồi nhìn Diệp Thần gặp nạn. Bởi vì bọn họ đều là người thông minh. Bọn họ rất rõ ràng, nếu như Diệp Thần bị đánh bại, vậy kế tiếp liền đến phiên bọn họ. Ngạo Thiên Đế quá mạnh mẽ, muốn chiến thắng hắn mà nói, chỉ có ba người liên thủ. Muốn đánh lén ta. Ngạo Thiên Đế phục hồi tinh thần lại, tay phải huy động súng trường, đánh lại thiên nữ kiếm, tay trái bóp một cái pháp quyết, bày nhân quả luật không khí tường. Đinh! Hắn thương, cùng thiên nữ băng hoàng thiên kiếm giao kích, nhất thời nổ ra mảng lớn đốm lửa, tại chỗ đem thiên nữ ép được liên tiếp lui về phía sau. Phịch! Trùng Dương chân nhân huy quyền đánh giết tới, nhưng cũng bị Ngạo Thiên Đế bày ra nhân quả luật không khí tường, trực tiếp ngăn trở, căn bản không tổn thương được hắn. Tên này! Trùng Dương chân nhân cùng thiên nữ đều là sắc mặt cuồng biến, thật sâu cảm thấy Ngạo Thiên Đế mạnh mẽ. Bọn họ là ra tay đánh lén, lại cũng không cách nào chiếm được chút tiện nghi nào. Diệp Thần thấy một màn này, biết ngày hôm nay muốn chiến thắng Ngạo Thiên Đế mà nói, chỉ có vận dụng lá bài tẩy. Trùng Dương chân nhân, thiên nữ, mượn nữa lực cho ta. Diệp Thần hướng về phía Trùng Dương chân nhân và thiên nữ quát lên, trên mình ẩn nhiên tràn ra mặt trời gay gắt chói lọi. Hắn muốn cho gọi ra liệt nhật mệnh tinh, dựa vào liệt nhật mệnh tinh uy năng, trực tiếp trấn áp Ngạo Thiên Đế. Nhưng, Ngạo Thiên Đế quá mạnh mẽ, nếu như dựa hết vào Diệp Thần mình lực lượng,
hắn không chắc chắn đem trấn áp. Nếu như có thể tập hợp thiên nữ và trùng dương chân nhân lực lượng, hắn mới có một đường cơ hội. Thiên nữ và trùng dương chân nhân nhìn nhau, cũng biết Ngạo Thiên Đế quá mạnh mẽ, muốn chiến thắng nói, chỉ có dựa vào Diệp Thần lực lượng. Chỉ có Diệp Thần luân hồi huyết mạch, mới có đầy đủ lực lượng, có thể giết ngược Ngạo Thiên Đế này nhóm cường giả. Đừng để cho ta thất vọng. Thiên nữ hít sâu một hơi, ngực phập phồng một tí, rồi sau đó chính là thiêu đốt lên tự thân khí huyết, đem đại lượng linh khí tinh hoa, thả ra, hóa thành một món tia máu, bơm vào đến Diệp Thần trong cơ thể. Mới vừa xua tan sương mù dày đặc thời điểm, nàng mượn lực cho Diệp Thần, chỉ là cho mượn một phần nhỏ, nhưng hiện tại, vì trấn áp Ngạo Thiên Đế, nàng thậm chí là cháy khí huyết, đem đại lượng linh khí thả ra ngoài, toàn bộ cho mượn Diệp Thần. Nhất định phải thành công. Trùng Dương chân nhân vậy là đặc biệt quả quyết, như trời nữ như vậy, cũng là thiêu đốt lên tự thân khí huyết, đem đại lượng khí huyết linh khí tinh hoa, toàn bộ chuyển vận cho Diệp Thần. Hai đại tiên đế trợ lực, cuồng bạo hào hùng linh khí, truyền đến Diệp Thần trong cơ thể, nhất thời để cho được Diệp Thần cả người bắp thịt bạo tăng, linh khí điên cuồng tăng vọt, quanh thân nổ lên cuồn cuộn khí lưu, ùng ùng vang dội, để cho được thiên địa kịch liệt chấn động, tình cảnh khá là kinh người. Chung quanh các võ giả, liên tiếp lui về phía sau, thật sâu cảm thấy đáng sợ. Liệt nhật mệnh tinh, mở. Diệp Thần cuồng quát một tiếng, lúc này cho gọi ra liệt nhật mệnh tinh. Vù vù. Một vòng to lớn mặt trời, từ Diệp Thần đỉnh đầu dâng lên, trôi lơ lửng ở giữa không trung, toát ra ngàn vạn nặng nóng rực chói lọi. Ở trên trời nữ và trùng dương chân nhân hết sức dưới sự ủng hộ, Diệp Thần nơi cho đòi ra liệt nhật mệnh tinh, khí tượng trước đó chưa từng có huy hoàng, màu sắc bởi vì năng lượng điên cuồng hội tụ, từ màu vàng hóa thành đỏ tươi màu sắc, giống như là trong vũ trụ nhất là nhức mắt đỏ siêu ngôi sao khổng lồ, vô số nóng rực huy hoàng quy luật lượn lờ bốn phía. Tại chỗ các võ giả, bởi vì sớm biết liệt nhật mệnh tinh đáng sợ, cho nên ở Diệp Thần cho gọi ra liệt nhật mệnh tinh trước, bọn họ cũng đã nhanh chóng lui về phía sau, che lại ánh mắt, che giấu ngũ giác, rất sợ gặp phải liệt nhật mệnh tinh tia sáng sát phạt. Ùm ùm, liệt nhật mệnh tinh vừa ra, màu đỏ thẫm nóng rực chói lọi, bao phủ chu vi mặt đất, để cho được thần quyền chung quanh đài mặt đất, tất cả cỏ cây rừng cây, ngay tức thì khô héo, rồi sau đó bạo đốt thiêu hủy. Kịch liệt nhiệt độ cao, ở bốn phía lan tràn, để cho được không gian đều vặn vẹo. Thần quyền đài bốn phía võ giả, coi như đã lui về phía sau, nhưng ở liệt nhật mệnh tinh dưới nhiệt độ, bọn họ vẫn là cảm thấy đau khổ, không ít người hét thảm lên, tất cả võ giả chật vật mà kinh hoàng, tứ tán chạy trốn đi, lại cũng không dám đến gần thần quyền đài nửa bước. Toàn bộ thần quyền đài địa giới, đã hoàn toàn bị Diệp Thần liệt nhật mệnh tinh trói lọi bao phủ. Nhiệt độ kinh khủng. Để cho được mặt đất bản khối nứt ra, nước ngầm một tràn ra, ngay tại mặt trời gay gắt dưới nhiệt độ, biến thành nham thạch nóng chảy. Vốn là tràn đầy u ám hơi thở thần quyền đài địa giới, ở ngay lập tức hóa thành một phiến tràn ngập khủng bố nhiệt độ cao nham thạch nóng chảy thế giới. Thiên nữ và trùng dương chân nhân, đều là vô cùng chấn động. Bọn họ vậy thật sâu cảm nhận được, vậy liệt nhật mệnh tinh cường hãn. Tuy nói Diệp Thần là mượn bọn họ lực lượng, mới có thể bùng nổ đến như vậy bước. Nhưng điều này đại biểu, liệt nhật mệnh tinh có cái này cường độ, tương lai Diệp Thần tu vi cường đại, tự thân luân hồi thất tinh, vậy sẽ đi theo mạnh mẽ. Đây là cái gì? Liệt nhật mệnh tinh. Ngươi là luân hồi chi chủ. Ngạo Thiên Đế gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, ở liệt nhật mệnh tinh nóng rực dưới nhiệt độ, hắn chiến hồn thân thể ở vặn vẹo, hắn tàn niệm ở dần dần đi về phía vẫn diệt. Không thể nào. Luân hồi quy luật lại có người có thể thừa kế. Đó là vượt qua sống chết, vượt qua nguyên thiên đế và hồn thiên đế quy luật lực lượng à. Ngươi làm sao có thể thừa kế? Ngươi là con kiến hôi, ta muốn giết ngươi. Ngạo Thiên Đế mất lý trí, gương mặt hoàn toàn vặn vẹo, trong tay súng trường linh khí nổ, ông tác hưởng, lại là cùng đổ cắm ở thần quyền trên đài thiên đế đoạn hồn thương, kịch liệt đồng tình đứng lên. Lúc đầu Ngạo Thiên Đế máu tươi oán niệm, lưu lại tại thiên đế trên đoạn hồn thương mặt, năm tháng kinh niên, hắn cũng nhận được một chút thiên đế đoạn hồn thương chúc phúc. Cái này một chút chúc phúc, giờ phút này uy năng hiển hóa, Ngạo Thiên Đế thương thế bạo tăng, một súng càn quét ra, trong hư không lại có thể truyền ra quỷ dị tiếng kêu rên. Vậy tiếng kêu rên, đến từ mãi mãi, lại là hồn thiên đế kêu rên. Hồn thiên đế tiếng kêu rên vang lên, nhiễu loạn người đạo tâm, Diệp Thần bị chấn động, đầu ông tác hưởng.
mơ hồ dòm ngó thấy cổ xưa thiên cơ hình ảnh. Đó là hồn thiên đế bị tra tấn hình ảnh. Hồn thiên đế quỳ xuống thần quyền trên đài, một cái phong cách cổ xưa, phơi bày bằng đá thương, từ trên trời hạ xuống, đó chính là thiên đế đoạn hồn thương. Phốc xích, thiên đế đoạn hồn thương hung hăng rơi xuống, đem hồn thiên đế đầu xuyên qua, đem hắn gắt gao đóng vào thần quyền trên đài. Hồn thiên đế sinh mệnh lực mạnh mẽ, trong chốc lát không hề chết đi, phát ra kêu rên. Luân hồi chi chủ, cứu ta. Diệp thần mơ hồ nghe được cổ xưa tiếng cầu cứu, hồn thiên đế lại có thể ở hướng hắn cầu cứu. Cái này tiếng cầu cứu không biết là chân thực tồn tại, vẫn là ảo giác của hắn. Tóm lại, Diệp thần nghe được thanh âm này. Thật may, Diệp thần đạo tâm cường hãn. Hắn chấn định tâm thần, vận chuyển võ tổ đạo tâm, cũng không có bị hồn thiên đế kêu rên ảnh hưởng. Oanh! Mà lúc này, ngạo thiên đế thần sắc điên cuồng, đã huy động súng trường, càn quét tới. Nếu như là vậy dưới tình huống, Diệp thần một mình đối mặt ngạo thiên đế, tất nhiên muốn nguy hiểm. Nhưng hiện tại, hắn có bữa nữ và trùng dương chân nhân hết sức chống đỡ, trên đỉnh đầu liệt nhật mệnh tinh, đang toát ra trước đó chưa từng có rực cháy hồng quang chiếu rọi, đủ để phần thiên diệt, phai mờ hết thảy. Diệp thần chút nào không sợ, ánh mắt nhìn chằm chằm ngạo thiên đế, quát lên, liệt nhật mệnh tinh, cho ta trấn áp. Hắn bàn tay huy động, vậy to lớn cánh đỏ liệt nhật mệnh tinh, chính là hung hăng oanh rơi xuống. Ngạo thế cửu trọng thiên, phá cho ta. Ngạo thiên đế bảo hiếu, sử xuất thần thuật tuyệt kỹ, ngạo thế cửu trọng thiên chiến mang bùng nổ, sau lưng hắn có ngạo thế thiên cung thở mạnh voi hiện lên, trong tay súng trường thần quang nổ tung, ở trên đầu thương kiêu ngạo như rồng, tựa như có thể xuyên qua hết thảy. Nhưng, hắn đầu thương, cũng không có thể xuyên qua Diệp thần liệt nhật mệnh tinh. Diệp thần liệt nhật mệnh tinh, hung hăng trấn áp xuống đi. Ngạo thiên đế thân thể, ngay tức thì liền bị mặt trời gay gắt bao gồm, kịch liệt nhiệt độ cao đang sôi trào. Ngạo thiên đế hét thảm lên, gần đây từ cầm cuồng ngạo vô địch hắn, hôm nay ở liệt nhật mệnh tinh trấn áp xuống, vậy thì không cách nào phản kháng. Thiên nữ, trùng dương chân nhân, còn có xa xa xem cuộc chiến các võ giả, thấy mới vừa còn chưa có thể một đời ngạo thiên đế, lại là ngay tức thì bị Diệp thần áp chế, đều là rung động không dứt. Liệt nhật mệnh tinh uy lực, xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng. Ngạo thiên đế, yên nghỉ đi. Đã từng bị nguyên thiên đế đụng nát đại lộ, đã bổ toàn, thế gian đã sớm vượt qua mạt pháp thời đại. Người oán niệm, có thể để lắng dịu. Diệp thần phát ra trầm ổn vừa dày vừa nặng thanh âm, luân hồi huyết mạch vận chuyển, ở liệt nhật mệnh tinh bên trong, mở ra một cái luân hồi thiên đường lãnh vực, cũng đem ngạo thiên đế oan hồn, tiếp đón liền đi vào. Mới vừa còn ở kêu thảm thiết, thừa nhận liệt nhật mệnh tinh nướng khổ sở ngạo thiên đế, đang bị tiếp đón đến luân hồi thiên đường sau đó, lập tức từ bể khổ bên trong giải thoát ra. Hắn tinh thần hoảng hốt một tí, rất nhiều cổ xưa trí nhớ, chậm rãi hồi phục. Ta là ngạo thiên đế, là kiếm thiên đế bản thân. Ta từng hiến tế tự thân, khẩn cầu vận mệnh rơi xuống gợi ý, giúp thế gian vượt qua mạt pháp thời đại. Ta là cấp 9 thiên đế, ta cả người ngạo cốt. Há lại sẽ rơi vào hắc ám. Ngạo thiên đế trong mắt, dần dần thoát khỏi lệ khí, một hồi lung tung kia chập chờn sau đó, thì trở nên được kiên định cùng cương nghị. Đa tạ ngươi, luân hồi chi chủ, ta rốt cuộc có thể giải thoát. Ngạo thiên đế thư ra một hơi, ánh mắt nhìn về Diệp thần, ánh mắt nhưng là tràn đầy cảm kích. Hắn cái này đạo tàn niệm, bị vây ở chỗ này, không biết đã bao nhiêu năm, một mực tràn đầy oán hận. Cho đến hiện tại, Diệp thần lợi dụng luân hồi thiên đường lực lượng, mới rốt cục đem hắn siêu độ, giúp hắn giải thoát. Ngạo thiên đế tàn hồn thân thể, dần dần hóa thành một luồng quang mang, chậm rãi tiêu tán đi. Thần quyền trên đài, vậy cầm đổ cắm thiên đế đoạn hồn thương, run lẩy bẩy, trên thân thương máu tươi, chậm rãi chóc ra xuống, hội tụ đến Diệp thần trong tay. Đó chính là ngạo thiên đế lưu lại máu. Giờ phút này, theo Diệp thần siêu độ. Vậy ngạo thiên đế máu, cũng là rửa đi tất cả oán niệm, từ đỏ tươi màu sắc, biến thành sáng chói màu vàng, hào hùng thiên đế ý chí cùng năng lượng, tích chứa trong đó. Cái này tích thiên đế huyết, ngược lại là có thể dung hợp đến ta thanh liên phân thân bên trong, tráng đại phân thân lực lượng. Diệp thần trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn trước đây cùng đồng hồ cát chảy trang hiểu nguyệt đánh một trận, thanh liên phân thân bị đến thời gian pháp tắc ăn mòn, đã đổi được cực kỳ giả yếu, thậm chí có chết già nguy hiểm.
Cái này tích thiên đế huyết, cùng thanh liên phân thân dung hợp sau đó, là có thể hóa giải phân thân mài mòn, để cho hắn khôi phục trẻ tuổi. Lập tức, Diệp Thần liền muốn đem ngày này đế máu, cùng thanh liên phân thân dung hợp. Nhưng lúc này, Trùng Dương chân nhân ra tay. Luân hồi chi chủ, người mượn dùng ta lực lượng, trấn áp ngạo thiên đế, chẳng lẽ người muốn tư nuốt ngày này đế máu? Trùng Dương chân nhân ra tay như gió, ác liệt cương phong nổ, phá không hướng Diệp Thần đánh giết tới, muốn cướp đoạt thiên đế máu. Diệp Thần, người đây cũng không phúc hậu, nhanh như vậy liền muốn nuốt một mình cơ duyên sao? Thiên nữ cười một tiếng, băng hoàng thiên kiếm huy động, cũng là ám sát hướng Diệp Thần. Diệp Thần ánh mắt run lên, đang muốn đánh trả, bỗng nhiên trong tay thiên đế máu, toát ra vô cùng kim quang, hóa thành từng tầng một bình phong che chở, đem Trùng Dương chân nhân cùng thiên nữ thế công, toàn bộ ngăn trở. Là ngạo thiên đế lực lượng, trong sâu thẳm, bảo vệ Diệp Thần. Diệp Thần thấy vậy, liền cười nói, thiên nữ, Trùng Dương chân nhân, không phải ta muốn nuốt một mình cơ duyên, mà là cái này ngạo thiên đế máu, lựa chọn ta, ngượng ngùng. Dứt lời, Diệp Thần tay vừa thu lại, liền đem vậy một giọt màu vàng kim ngạo thiên đế máu, thu vào luân hồi mộ địa bên trong, cũng đánh vào thanh liên phân thân bên trong. Diệp Thần thanh liên phân thân, đã đặc biệt già yếu, nhưng đạt được cái này thích thiên đế huyết tư bổ sau đó, lập tức tỏa sáng sức sống, mài mòn thật to chậm tách ra, linh khí nội tình không ngừng tăng lên trước. Thấy một màn này, Diệp Thần trong lòng cũng là vô cùng mừng rỡ. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn thanh liên phân thân, liền có thể hoàn toàn dung hợp thiên đế máu, đến lúc đó, phân thân lực lượng, nhất định thật to tăng lên. Thấy Diệp Thần đã thu nạp liền thiên đế máu, thiên nữ và Trùng Dương chân nhân, sắc mặt đều là biến đổi. Ba đạo đại cơ duyên, Diệp Thần lần này có được một đạo, bọn họ còn muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, tự nhiên không phải chuyện dễ. Trùng Dương chân nhân cười khan một tiếng, ánh mắt nhìn về thiên đế đoạn hồn thương, nói, luân hồi chi chủ, ngạo thiên đế là chúng ta cùng nhau trấn áp, ngươi nuốt một mình hắn thiên đế máu, như vậy thiên đế đoạn hồn thương, ngươi đừng hòng lại chấm mút. Thiên đế đoạn hồn thương giá trị, xa xa so ngạo thiên đế máu chân quý, đây là nguyên thiên đế, đã từng chu diệt hồn thiên đế binh khí, sát phạt đặc biệt khủng bố, một khi chấp trưởng, đủ để nghịch thiên cải mệnh. Diệp Thần nghe được Trùng Dương chân nhân lời này, cũng là cười lên, nói, Trùng Dương chân nhân, thiên nữ, nếu là các ngươi có thể rút ra cái này cầm thiên đế đoạn hồn thương, các ngươi cứ việc cầm đi tốt. Trong quá khứ vạn cổ kỷ nguyên bên trong, không không lúc nào không có vô số cường giả, cũng muốn rút ra thiên đế đoạn hồn thương, đem mang đi, nhưng cho tới bây giờ không người nào có thể thành công, tất cả mọi người đều thất bại. Ở thần quyền đài trong xung quanh trăm dặm chi địa, khắp nơi tán lạc xương khô cùng thi thể, liền chứng kiến ngày xưa thảm thiết. Diệp Thần cũng chưa thấy được, Trùng Dương chân nhân và thiên nữ, có tư cách rút ra thiên đế đoạn hồn thương. Thiên đế đoạn hồn thương đổ cắm ở thần quyền trên đài, thân súng như núi đỉnh vậy dốc to lớn, nối thẳng vân tiêu, khí thế đặc biệt nguy nga. Cây súng này, chỉ là xem mặt ngoài, liền cho người to lớn cảm giác bị áp bách, làm người ta nghẹt thở, muốn rút ra, lại nói dễ vậy sao? Thiên nữ và Trùng Dương chân nhân nhìn nhau, nàng nói, Trùng Dương chân nhân, người trước vẫn là ta trước. Nàng và Trùng Dương chân nhân, đều có muốn rút ra thiên đế đoạn hồn thương ý. Tuy nói vạn cổ tới nay, cho tới bây giờ không có ai thành công qua, nhưng bọn họ nếu đi tới thần quyền đài, đã không muốn buông tha. Lão phu tới trước đi. Trùng Dương chân nhân bước chân bước ra, đi tới thiên đế đoạn hồn thương trước. Tại thiên đế đoạn hồn thương đồ sộ lớn như núi đỉnh vậy hình thể nổi bật hạ, Trùng Dương chân nhân bóng người, lộ vẻ được vô cùng nhỏ bé. Xa xa rất nhiều võ giả, lại lần nữa tụ lại tới đây, khẩn trương quan sát. Bọn họ cũng muốn xem, Trùng Dương chân nhân và thiên nữ, có thể hay không rút ra thiên đế đoạn hồn thương. Chỉ gặp Trùng Dương chân nhân, hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên ác liệt, rồi sau đó quát to một tiếng, bầu trời nứt ra, có kim quang chiếu xuống, rơi vào trên người hắn. Đó là thiên đế kim tua ánh sáng. Tuy nói thiên đế kim luân, hôm nay ở Nhâm Phi Phàm trong tay, nhưng Trùng Dương chân nhân thân là tán thần thiên tôn, tự nhiên cũng có thể mượn dùng thiên đế kim tua năng lượng. Tại thiên đế kim luân ánh sáng chiếu rọi xuống, Trùng Dương chân nhân hơi thở nổ, uy thế cuồng bạo, trên mình hiển hóa ra các loại quy luật, còn có nhân quả luật lực lượng, thậm chí còn có hắn tương lai người lực lượng. Vì rút ra thiên đế đoạn hồn thương,
Trùng Dương chân nhân lại là điều động tương lai người lực lượng. Chỉ gặp hắn khiến cho cái pháp thiên tượng địa thần thông, bàn tay hóa thành che trời vậy to lớn, bắt được thiên đế đoạn hồn thương đỉnh núi vậy thân súng. Lên! Trùng Dương chân nhân quát to một tiếng, cánh tay gân xanh nổi lên, bàn tay phát lực, các loại không cách nào thì nổ, tương lai thân lực lượng mãnh liệt, muốn đem ngày này đế đoạn hồn thương rút lên. Nhưng, thiên đế đoạn hồn thương thật sâu đóng vào thần quyền trên đài, Trùng Dương chân nhân đem hết toàn lực, lại không cách nào rút ra chút nào. Cây súng này, lại là không nhúc nhích tí nào. Trùng Dương chân nhân mắt đồng co rút lại, hoàn toàn không ngờ tới, mình ra đem hết toàn lực, lại còn không thể dung chuyển thiên đế đoạn hồn thương chút nào, chớ nói chi là rút ra. Hắn hôm nay bộc phát ra lực lượng, sợ là đủ để phai mờ ngàn vạn vũ trụ tinh không, nhưng lại không thể dung chuyển thiên đế đoạn hồn thương. Thanh binh khí này nội tình, tựa hồ so hắn tưởng tượng, còn kinh khủng hơn rất nhiều. Thấy vậy, Diệp Thần, Thiên Nữ, còn có chung quanh các võ giả, đều là khiếp sợ. Bọn họ cũng không cảm giác được, Trùng Dương chân nhân có thể rút ra thiên đế đoạn hồn thương, nhưng lại không nghĩ rằng, liền dung chuyển chút nào cũng không làm được, cái này quả thực quá ngoại hạng. Trùng Dương chân nhân ra đem hết toàn lực, đều không thể dung chuyển thiên đế đoạn hồn thương, coi như là ta ra tay, chỉ sợ cũng không cách nào rút ra thương này. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, bộc phát cảm thấy rút súng khó khăn. Trùng Dương chân nhân khẽ cắn răng, lại từ bất đồng góc độ, thử mấy lần, đáng tiếc cũng không có hiệu quả chút nào. Ngày trước đế đoạn hồn thương, như cũ gắt gao đóng xuống đất, chưa từng có nửa điểm dao động. Trùng Dương chân nhân còn muốn thử lại, nhưng thiên đế trên đoạn hồn thương, từng luồng lượn lờ hắc ám sương mù, đã như rắn độc vậy, hướng hắn cánh tay, quấn quanh tới. Đó là thiên đế đoạn hồn thương sát khí. Một khi bị sát khí triền thân, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trùng Dương chân nhân mặt liền biến sắc, đành phải nhanh chóng rút người ra lui về phía sau, buông tha rút ra thương. Trùng Dương chân nhân, như thế nào? Thiên nữ sắc mặt có chút không tốt lắm xem, hỏi. Không được, ngày này đế đoạn hồn thương, uy năng quá mức khủng bố, ta không cách nào đem nó rút ra, thậm chí liền dung chuyển chút nào cũng không làm được. Trùng Dương chân nhân lắc đầu một cái, thần sắc rất là khó khăn xem. Vậy nhiều thua thiệt hắn là tán thần thiên tôn, có bữa đế kim luân bảo vệ, nếu không, hắn thậm chí có bị thiên đế đoạn hồn thương sát khí cắn trả nguy hiểm. Đại cơ duyên đặt ở trước mắt, chẳng lẽ chúng ta đều không cách nào thu lấy? Thiên nữ chau mày, nàng biết thiên đế đoạn hồn thương lợi hại, năm đó từng chu diệt hồn thiên đế. Nếu như nàng chấp trưởng này binh, muốn giết Diệp Thần mà nói, vậy thì thật là dễ như trở bàn tay. Chỉ là, liền Trùng Dương chân nhân đều không cách nào dung chuyển này chia ra chút nào, nàng muốn rút ra, chỉ sợ cũng là khó hơn lên trời. Trùng Dương chân nhân thở dài nói, thiên nữ, ngươi ra tay thử một chút đi. Thiên nữ trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu, cướp bước đi tới thiên đế đoạn hồn thương trước. Tuy nói rút ra thương khó khăn, nhưng đến lúc này, nàng nhất định phải thử nghiệm một tí. Vạn nhất kỳ tích phát sinh, thành công đâu? Viêm hoàng đế ấn, viêm thiên đế, hạ xuống đi. Thiên nữ làm một cái hít thở sâu, tiêm vung tay lên, viêm mang nổ tung, triệu hoán ra bốn đại chí cao thần khí một trong, thuộc về ngoại thần nhất mạch thần khí, viêm hoàng đế ấn. Vù vù, viêm hoàng đế ấn vừa ra, nhất thời, nóng bỏng xích viêm mang khí, ngay tại giữa trời đất đốt thiêu cháy, liên hoàn lượn quanh thiên nữ quanh thân băng hoàng khí tượng, cũng chuyển biến thành lửa hoàng. Ở cuồn cuộn xích viêm mang khí bên trong, có một đạo thiên đế đồ đằng, hiển hóa đi ra. Vậy đạo thiên đế đồ đằng, là một cái kêu là viêm thiên đế nhân vật lớn. Truyền thuyết, viêm thiên đế là ngọn lửa phép tắc tổ nguyên. Là cổ xưa thời đại một vị cực kỳ cường đại cấp 9 thiên đế, thậm chí có lời đồn đãi nói, hắn chính là đệ nhất hỏa thần, hôm nay hỏa thần đạo thống ngọn nguồn, chính là viêm thiên đế. Cái này viêm thiên đế, cũng là viêm hoàng đế ấn ảo tưởng ngọn nguồn, nghe nói sáng tạo ra viêm hoàng đế ấn chúng thần bên trong, viêm thiên đế chính là trọng yếu nhất, cốt lõi nhất một vị. Ở viêm hoàng đế ấn bên trong, có viêm thiên đế ý chí, cực kỳ mạnh mẽ. Giờ phút này, thiên nữ cho gọi ra viêm hoàng đế ấn, lại là liền viêm thiên đế ý chí, cũng điều động ra, hóa thành một đạo to lớn thiên đế đồ đằng, bảo vệ tự thân. Ở viêm hoàng đế ấn cùng viêm thiên đế trợ lực hạ, thiên nữ linh khí bạo tăng, ánh mắt cũng là đổi được lăng lệ. Thiên đế đoạn hồn thương, nghe theo ta kêu gọi,
quy thuận tại ta. Thiên nữ ngửa mặt lên trời ngâm sướng lên tới, ngón trỏ phải cùng ngón giữa khép lại, ngón tay nhập lại khều một cái, một đạo mang nhân quả luật, mang viêm thiên đế ý chí lực lượng mạnh mẽ, bộc phát ra, muốn đem cả cây thiên đế đoạn hồn thương khơi mào. Ở trên trời nữ lực lượng dưới sự khích động, thiên đế đoạn hồn thương kịch liệt lay động, lại là chậm rãi dốc lên, thật muốn bị thiên nữ rút ra. Chậm rãi dốc lên thân súng, đầu thương từ dưới lòng đất hiển lộ ra, đó là bằng đá đầu thương, cũng không có nhiều ít mũi nhọn hiển lộ, phơi bày ra đại xảo bất công, trầm chuyết vừa dày vừa nặng sáng bóng, phía trên có cổ xưa minh văn khắc, tràn đầy thần bí ý vị. Thiên nữ muốn thành công. Diệp thần thấy một màn này, lấy làm kinh hãi, chỉ lấy là trời nữ muốn rút ra thương thành công. Chung quanh các võ giả, cũng là kinh hô lên. Nhưng hạ một sát, thiên nữ rên lên một tiếng, tựa hồ lực lượng không nhịn được, nàng chỉ đem thiên đế đoạn hồn thương đầu thương, dốc lên không tạo được 1/3, liền không cách nào lại chống đỡ tiếp. Phịch! Ngày trước đế đoạn hồn thương, lại lần nữa chìm xuống. Phốc xích! Thiên nữ tựa hồ là dây dưa lực quá độ, trực tiếp phun ra máu tươi, hoảng hốt lui về phía sau. Tại sao? Ngày này đế đoạn hồn thương, thật chẳng lẽ cùng ta vô duyên? Thiên nữ trong mắt bên trong, mang to lớn không cam lòng cùng oán nghiệp, nhìn ngày trước đế đoạn hồn thương. Đáng tiếc! Trùng Dương chân nhân lắc đầu một cái, xem ra thiên đế đoạn hồn thương nội tình, đích xác là quá thâm hậu, cả ngày nữ vậy không rút ra được. Bất quá, thiên nữ có thể dung chuyển thiên đế đoạn hồn thương, cũng dốc lên chút. Đã coi như là giỏi vô cùng. Luân hồi chi chủ, đến ngươi ra tay. Trùng Dương chân nhân ánh mắt lại nhìn hướng Diệp thần, cười nói. Diệp thần khóe miệng cũng là vuốt vẻ mỉm cười, nói các ngươi không sợ ta cướp đi cái này cơ duyên sao? Trùng Dương chân nhân nói, ngươi có thể rút ra nói sau. Hắn suy nghĩ, nếu như Diệp thần rút ra thương thành công, tương lai cùng nhau đối kháng đạo đức thiên tôn, phần thắng liền thật to tăng lên. Tuy nói ngày này đế đoạn hồn thương, nếu như rơi vào Diệp thần trong tay, sau này nhất định là Diệp thần nắm giữ quyền chủ động. Nhưng bất kể như thế nào, để cho Diệp thần chấp trưởng thiên đế đoạn hồn thương, vẫn tốt hơn để cho cây súng này, trắng trắng mai một ở chỗ này. Ha ha, người và thiên nữ đều thất bại, ta lại làm sao có thể thành công? Diệp thần cười một tí, ở thấy thiên nữ và Trùng Dương chân nhân đều thất bại sau đó, hắn cũng không cảm giác được mình có thể thành công. Trùng Dương chân nhân nói, ngươi luôn có thể sáng tạo kỳ tích, không thử một chút lại làm sao biết. Nghe vậy, Diệp thần trong lòng động một cái, ánh mắt nhìn về ngày trước đế đoạn hồn thương, tuy biết rút ra thương khó khăn, nhưng hắn đúng là muốn thử một chút. Vạn nhất thành công đem thiên đế đoạn hồn thương rút ra, đạt được cái này đạo đại cơ duyên, hắn đủ để một bước lên trời. Nghĩ như vậy, Diệp thần liền chậm rãi đi về phía thiên đế đoạn hồn thương. Thấy Diệp thần chuẩn bị thử nghiệm rút ra thương, thiên nữ, Trùng Dương chân nhân, còn có toàn trường võ giả ánh mắt, rối rít hội tụ ở trên người hắn. Rồi sau đó, một màn kinh người xuất hiện. Ở Diệp thần từng bước đi về phía thiên đế đoạn hồn thương thời điểm, thiên đế đoạn hồn thương lại có thể cùng hắn đồng tình, phát ra ông ông tiếng vang. Nguyên bản đồ sộ lớn như núi đỉnh vậy thân súng, nhanh chóng thu nhỏ lại thu nhỏ hơn nữa, vang dội. Rất nhanh liền hóa thành tầm thường trường thương lớn nhỏ, từ ngàn trượng cao biến thành chỉ có 8 xích dài. 8 xích súng trường, tóe ra hơi thở, vẫn là tràn đầy uy nghiêm cổ xưa, lạnh lùng bằng đá thân súng, còn quấn từng luồng hắc ám sương mù, phảng phất có cái gì lực lượng tích chứa trong đó. Đây là chuyện gì xảy ra, cây súng này đang cùng ta đồng tình. Diệp thần sửng sốt một tí, đi tới thần quyền trên đài, đưa tay cầm thiên đế đoạn hồn thương thân súng. Phong cách cổ xưa lạnh lùng thân súng, bị hắn nắm trong tay, hắn ngay tức thì có dũng khí vô hình cảm giác quen thuộc. Cây súng này, hình như là đích thân hắn chế tạo, hơn nữa còn tự mình sử dụng qua. Đúng rồi, là nguyên thiên đế hơi thở, cùng ta tương thông. Diệp thần nội tâm đại hỉ. Hắn biết, nguyên thiên đế lúc ban đầu là giữa trời đất luồng thứ nhất trí khôn, sau đó tiếm quyền luân hồi, đúc thân xác. Nguyên thiên đế thân xác tướng mạo. Cùng Diệp thần cái này luân hồi chi chủ, rất có chỗ tương tự. Từ phương diện nào đó mà nói, nguyên thiên đế hơi thở, cùng Diệp thần là tương thông. Năm đó nguyên thiên đế, đạt được luân hồi phép tắc đủ loại chỗ tốt. Hôm nay Diệp thần, cũng có thể được nguyên thiên đế đủ loại chỗ tốt.
phàm là Nguyên Thiên Đế tiếp xúc qua đồ, thần thông công pháp, binh khí pháp bảo vân. Vân, Diệp Thần lại tiếp xúc, thì có thể sản sinh ra một cổ mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Ngày này đế đoạn hồn thương, chính là Nguyên Thiên Đế tự tay đúc. Hiện tại, Diệp Thần tiếp xúc tới Thiên Đế đoạn hồn thương, vậy cổ cảm giác quen thuộc, lần nữa hiện lên. Cả cây Thiên Đế đoạn hồn thương, cũng cùng hắn đồng tình đứng lên, tựa như chính là hắn sử dụng qua nhiều năm binh khí. Nếu như là vậy võ giả, dám đụng chạm Thiên Đế đoạn hồn thương thân súng, chỉ có bị giết khí cắn trả kết quả. Nhưng hiện tại, Diệp Thần không có gặp phải bất kỳ cắn trả. Ngược lại, hắn có một loại đặc biệt cảm giác ấm áp, thật giống như lần nữa lấy về mình đã từng là đồ. Đây là thuộc về ta binh khí. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, tay nắm giữ thân súng, nhẹ nhàng vừa kéo, cơ hồ là không phí nhiều sức, dễ dàng, liền đem Thiên Đế đoạn hồn thương, từ dưới lòng đất rút ra. Ô à à à, Thiên Đế đoạn hồn thương vừa ra, một cổ cực kỳ mãnh liệt, cực kỳ khủng bố, cực kỳ nhọn tiếng kêu thảm thiết, liền từ trong hư không bộc phát ra. Đó là hồn Thiên Đế trước khi chết tiếng kêu thảm thiết. Năm đó hắn bị Thiên Đế đoạn hồn thương đóng đinh, chết được vô cùng là thảm thiết, trước khi chết kêu rên kêu thảm thiết không ngừng. Hôm nay, Diệp Thần rút ra Thiên Đế đoạn hồn thương, cổ xưa thiên cơ bị kích động, ngày xưa hồn Thiên Đế kêu thảm thiết, lại có thể nổ đi ra, hỗn loạn nhân tâm. Toàn trường tất cả võ giả, nghe được hồn Thiên Đế tiếng kêu thảm thiết, tại chỗ liền hộc máu, sắc mặt trắng bệch, tất cả mọi người đạo tâm, đều bị to lớn chấn động. Thiên Đế đoạn hồn, cho ta trấn áp. Diệp Thần tay cầm Thiên Đế đoạn hồn thương, hơi chấn động một chút, thân súng liền bộc phát ra một cổ đợt sóng vậy nguyên khí. Cái này cổ nguyên khí mang theo Nguyên Thiên Đế uy áp, ngay tức thì liền đem hồn Thiên Đế tiếng kêu thảm thiết, chấn áp xuống đi. Thời khắc này Diệp Thần, chấp trưởng Thiên Đế đoạn hồn thương, đúng như Thiên Đế sống lại vậy, khí thế vô cùng bá đạo. Trong tay hắn Thiên Đế đoạn hồn thương, đen nhánh phong cách cổ xưa, thấm ra hồng hoang khí tức bất hủ, giống như ở địa ngục rèn luyện qua, hiện ra thâm trầm khí sát phạt. Cả cây thương là bằng đá, đầu thương giọt máu, mang theo mãi mãi sát khí, để cho người nhìn một cái, liền cảm thấy tinh thần bị biến dạng. Một thương nơi tay, Diệp Thần có thể khẳng định, nếu như mình có thể phát huy ra Thiên Đế đoạn hồn thương uy lực, sợ rằng đối mặt thần đạo cảnh cường giả, đều có thể tranh tài đánh một trận. Bất quá muốn phát huy Thiên Đế đoạn hồn thương uy lực sợ rằng không đơn giản như vậy. Làm sao có thể? Thiên nữ thấy Diệp Thần rút ra Thiên Đế đoạn hồn thương, thậm chí ung dung chấp trưởng hình dáng, sắc mặt ngay tức thì thay đổi. Diệp Thần bắt được như vậy thần binh lợi khí, tương lai quyết chiến, nàng làm sao còn là địch thủ? Ung ung! Chu thần chiến trường bầu trời, nguyên bản xanh thẳm thương khung, theo Thiên Đế đoạn hồn thương rút ra, cũng thay đổi được hắc ám đứng lên. Mây đen cuồn cuộn, có sấm sét đang nổi lên, khí tượng đặc biệt nguy nga. Mà thiên địa hư không, các loại quy luật, không gian, thời gian, sinh mạng vân. Vân, cũng đang kịch liệt vặn vẹo, thật giống như mảnh thiên địa này, không chịu nổi Thiên Đế đoạn hồn thương uy áp vậy. Dùng đá lớn xây dựng mà thành thần quyền đài, giờ khắc này ở nhanh chóng sụp đổ, loạn thạch tung tóe. Diệp Thần phi thân rơi xuống, cảm thấy chung quanh không gian đều ở đây vặn vẹo. Sụp đổ, phải đi hướng hủy diệt. Kịch liệt vặn vẹo, thậm chí để cho Diệp Thần tinh thần, vậy rơi vào hoảng hốt bên trong. Hắn tinh thần, hoảng hốt chợt lúc đó, thật giống như bị đẩy vào một phiến sương mù mịt mờ thế giới. Ở nơi này phiến sương mù mịt mờ trong thế giới, Diệp Thần thấy được một đạo thân ảnh già nua, đứng chắp tay. Đạo thân ảnh kia, để cho Diệp Thần cảm thấy hết sức quen thuộc, đó chính là Nguyên Thiên Đế bóng người. Nguyên Thiên Đế xoay người lại, hắn lúc này, giống như một cái tầm thường ông già, quanh thân cũng không có thần quang bùng nổ khí tượng, cho nên Diệp Thần có thể thấy rõ hắn dung mạo. Quả nhiên cùng mình tướng mạo, hơi có mấy phần tương tự, hình như là già đi mình. Luân hồi chi chủ, chúng ta lại gặp mặt. Nguyên Thiên Đế mỉm cười cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Thần trong tay Thiên Đế đoạn hồn thương, nói. Không nghĩ tới ngươi lại có thể rút ra ta binh khí, thật là lợi hại. Diệp Thần nhìn Nguyên Thiên Đế, trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, không biết đối phương có ý đồ gì, hắn nghe được Nguyên Thiên Đế mà nói, liền đáp lại. Nguyên Thiên Đế tiền bối, đều là ngươi ban phúc, nếu không, ta lại làm sao có thể dung chuyển như vậy thần binh. Nguyên Thiên Đế cười nói, bất kể như thế nào, ngươi có thể rút ra ta binh khí,
đều là giỏi lắm tồn tại, ta rất là bội phục. Dừng một chút, Nguyên Thiên Đế nhưng đổi câu chuyện, nói, bất quá, cây súng này không thể cho ngươi, ngươi vẫn là giao trả lại cho ta đi. Nghe vậy, Diệp Thần kinh ngạc, nói cái gì? Nguyên Thiên Đế cười nói, cái này cầm Thiên Đế đoạn hồn thương, năm đó ta dùng để đánh chết hồn Thiên Đế, binh khí này bên trong mang theo ta bổn mạng nguyên khí, nếu như bị người chấp trưởng mà nói, giống như ta tánh mạng, cũng phải bị người cầm nặn, người rõ ràng ta ý tứ sao? Thật ra thì ta ở trên cây súng này mặt, khắc rất nhiều giết hại minh văn, lại bày ra cấm chế dày đặc, người bình thường căn bản là không thể nào dung chuyển, nhưng ngươi cùng ta hơi thở tương thông, ngươi cũng không bị cấm chế ảnh hưởng, trực tiếp rút ra cây súng này, là ta tính sai. Diệp Thần sửng sốt một tí, vậy rõ ràng Nguyên Thiên Đế ý. Lúc đầu, Nguyên Thiên Đế cho đòi gặp hắn, là muốn thu hồi binh khí. Bởi vì cái này cầm Thiên Đế đoạn hồn thương, mang theo hắn tánh mạng tinh hoa, bổn mạng nguyên khí, nếu là người khác chấp trưởng thương này, rất có thể sẽ tổn thương đạt tới hắn tánh mạng, đây là hắn không cách nào tiếp nhận. Diệp Thần tự nhiên có thể hiểu, nhưng nghĩ tới Thiên Đế đoạn hồn thương, phải bị Nguyên Thiên Đế thu hồi, hắn tâm lý vẫn là vô hạn tiếc nuối, thở dài một tiếng nói, được rồi, thật là đáng tiếc. Nguyên Thiên Đế nói, xin lỗi, là ta tính sai, luân hồi chi chủ, ngươi cầm Thiên Đế đoạn hồn thương trả cho ta, cần gì thù lao, xin cứ mở miệng. Diệp Thần lắc đầu một cái, đem trong tay Thiên Đế đoạn hồn thương, trả lại cho Nguyên Thiên Đế, nói, không cần, tiền bối, đây vốn chính là binh khí của ngươi, ngươi muốn thu hồi, ta cũng không thể nói gì được. Thấy Diệp Thần rộng lượng như vậy, Nguyên Thiên Đế mặt đầy áy náy, hơi có chút áy náy, trầm tư một hồi, liền nói, như vậy đi, thành tựu báo đáp, ta vì ngươi luân hồi trận doanh, hộ đạo nửa năm như thế nào? Cái này trong vòng nửa năm, bỏ mặc ai muốn tổn thương ngươi luân hồi trận doanh người, ta cũng sẽ xuất thủ bảo vệ. Nguyên Thiên Đế là hết sức là thần bí nhân vật lớn, hắn cũng là quan hệ lâu đời gian hiếm thấy siêu phẩm Thiên Đế, đã vượt qua cấp 9 Thiên Đế tồn tại, hắn ngày thường rất ít nhúng tay thế gian nhân quả. Hiện tại, vì báo đáp Diệp Thần, hắn nguyện ý ra tay, bảo vệ luân hồi trận doanh nửa năm thời gian, cái này đã biểu đạt ra thiên đại thành ý. Ngươi muốn là luân hồi hộ đạo nửa năm. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, hắn cùng Thiên Nữ quyết chiến sắp tới, hắn lo lắng nhất, chính là mình thất bại, luân hồi trận doanh người, bạn hắn và hậu cung cửa, sẽ gặp phải Thiên Nữ tàn sát. Nói thật, hôm nay cùng với tương lai, luân hồi trận doanh cũng rất nguy hiểm. Hiện tại, Nguyên Thiên Đế chịu hứa hẹn, bảo vệ luân hồi trận doanh nửa năm, vậy Diệp Thần cũng chưa có nỗi lo về sau. Hơn nữa, Nguyên Thiên Đế ngang dọc chư thiên, ở không không lúc nào không cũng có cực lớn thế lực, chân lý sẽ chính là hắn sáng lập. Nhâm Phi Phàm, Thiên Địa Huyền Hoàng bốn yêu, võ tổ đám nhân vật, đều là thuộc về luân hồi trận doanh. Nếu như Nguyên Thiên Đế chịu ra tay bảo vệ, chỉ ít cái này nửa năm thời gian, bọn họ thì sẽ không có nguy hiểm. Đúng vậy, người thấy thế nào? Nguyên Thiên Đế mặt đầy thành khẩn nói. Đa tạ tiền bối, ngươi chịu là luân hồi hộ đạo, ta tất nhiên cảm kích khôn cùng. Diệp Thần chắp tay nói cảm ơn. Nguyên Thiên Đế khẽ mỉm cười, phất phất tay ở giữa Thiên Đế đoạn hồn thương, nói, ngươi chịu đem này binh quay về trả cho ta, ta lại là cảm kích. Như vậy cứ như vậy đi, chúng ta nhân quả thanh toán xong, ngươi trả lại binh khí, ta vì ngươi hộ đạo nửa năm. Diệp Thần nói, được. Cái này tốt chứ rơi xuống, Diệp Thần liền cảm thấy hoàn cảnh chung quanh, nhanh chóng vặn vẹo, Nguyên Thiên Đế vậy không tồn tại nữa. Hắn tinh thần, lần nữa trở lại thế giới hiện thật, vẻ mặt hoảng hốt liền một tí, chỉ cảm thấy mới vừa trải qua hết thảy, tựa như chỉ là một giấc mộng cảnh. Nhưng, Diệp Thần xem hướng mình hai tay, liền thấy mới vừa chấp trưởng Thiên Đế đoạn hồn thương, lúc này đã hóa thành cướp xám, theo gió tản đi, phảng phất từ tới không có tồn tại qua. Hắn mới vừa trải qua sự việc, cũng không phải là huyễn mộng, mà là chân thực tồn tại. Thiên Đế đoạn hồn thương, đích xác là bị Nguyên Thiên Đế thu hồi. Hắn lấy được thù lao, là Nguyên Thiên Đế hứa hẹn. Ở tương lai trong nửa năm, Nguyên Thiên Đế đem sẽ bảo vệ luân hồi trận doanh. Nguyên Thiên Đế thu hồi Thiên Đế đoạn hồn thương. Quả nhiên, như vậy thần binh lợi khí, cho dù là Nguyên Thiên Đế, cũng không muốn truyền cho người ngoài à. Chỗ này sắp băng diệt, đi nhanh đi, đi khởi Nguyên Tiên Trì, đó là cuối cùng một đạo đại cơ duyên. Chung quanh rất nhiều võ giả, còn có Thiên Nữ và Trùng Dương chân nhân,
bọn họ mắt thấy thiên đế đoạn hồn thương hóa thành cướp xám sau đó, đều là vô cùng ngạc nhiên kinh ngạc, từng trận tiếng nghị luận vang lên. Thiên cơ kích động dưới, tất cả mọi người cảm nhận được, cái này cầm thiên đế đoạn hồn thương, đã bị nguyên thiên đế thu hồi. Nhưng, nguyên thiên đế đáp ứng là luân hồi hộ đạo sự việc, đặc biệt bí mật, còn không người theo dõi đến. Trùng Dương chân nhân cười khổ một tí, sờ một cái râu, hướng Diệp thần nói, luân hồi chi chủ, xem ra ngươi khí vận tuy thịnh, nhưng muốn bắt được thiên đế đoạn hồn thương, sợ rằng còn chưa đủ. Thiên nữ hôm nay đế đoạn hồn thương bị nguyên thiên đế thu hồi, nhưng là thở phào nhẹ nhõm, nói, Diệp thần, ta thiếu chút nữa lấy là, ngươi thật có thể nắm trong tay thiên đế đoạn hồn thương, vậy chúng ta quyết chiến, cũng không cần lại so. Thiên đế đoạn hồn thương sát phạt quá đáng sợ, nếu là Diệp thần thật có thể nắm trong tay, thiên nữ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng không cần tỷ võ quyết chiến, nàng có thể trực tiếp nhận thua nhận lấy cái chết. Diệp thần nhún vai một cái, ngày trước đế đoạn hồn thương nội tình thâm hậu, sát phạt ác liệt, hắn chỉ có thiên huyền cảnh tầng thứ 6 tu vi, thật ra thì coi như thật nắm trong tay, cũng không khả năng bộc phát ra nhiều ít lực lượng. Hôm nay đưa cho nguyên thiên đế, đổi lấy nguyên thiên đế nửa năm bảo vệ, hắn cũng không thua thiệt. Chỉ bất quá, những chuyện này, tự nhiên bất tiện cùng người ngoài nói, nếu không thiên cơ tiết lộ, vậy thì phiền toái. Trùng Dương chân nhân cười nói, vậy còn dư lại khởi nguyên tiên trì, cuối cùng này đại cơ duyên, xem rơi vào nhà nào đi. Tiếng nói rơi xuống, Trùng Dương chân nhân chính là nhanh chóng ngự không lên, đi khởi nguyên tiên trì phương hướng bay đi. Cái này phiến thần quyền đại địa giới, theo thiên đế đoạn hồn thương bị rút ra, địa mạch đã cắt đứt, không gian ở vặn vẹo, quy luật ở phai mờ, chu vi mấy trăm dặm vùng, rất nhanh thì phải sụp đổ hủy diệt. Thấy Trùng Dương chân nhân rời đi, thiên nữ cũng là nhanh chóng đuổi theo. Thiên đế đoạn hồn thương cái này đạo cơ duyên, chân thực lớn được ngoại hạng, không người có thể thu lấy. Cùng thiên đế đoạn hồn thương so sánh, khởi nguyên tiên chỉ rõ ràng thích hợp hơn đám người. Rất nhiều các võ giả, cũng là rối rít đi khởi nguyên tiên chỉ phương hướng bay đi. Ở khởi nguyên tiên chỉ bên kia, tiếng đánh nhau cũng chưa có dừng lại, còn có loại nào đó đổ sộ đại khủng bố tiếng thú gào, phảng phất có đến từ không không thời không thần thú, hạ xuống đến mảnh chiến trường này. Diệp thần trong lòng động một cái, hắn biết Ngụy Dĩnh, Hạ Nhược Tuyết các nàng, còn ở cùng Tiêu Tinh Hà, Cô Tô Vũ các người tranh đấu trước, còn có ngàn trăm cái võ giả, cũng muốn cướp đoạt khởi nguyên tiên trì. Nơi đây nhân quả đã xong, Diệp thần cũng muốn lao tới khởi nguyên tiên trì, tham dự cướp đoạt. Mộ chủ đại nhân, chậm đã. Nhưng vào lúc này, luân hồi mộ địa bên trong, nhưng truyền tới thất huyên thanh âm. Tiền bối, thế nào? Diệp thần hỏi. Thất huyên chân mày nhíu chặt, nói, mộ chủ đại nhân, chu thần chiến trường ba đạo đại cơ duyên, ngươi đã lấy được hai đạo, vận khí đã đủ rồi, cuối cùng này một đạo cơ duyên, ta xem ngươi cũng không cần cướp, làm người nên biết đủ, quá mức tham lam không phải là chuyện tốt. Diệp thần nghe được thất huyên lời này, không nhịn cười được một tí, nói tham lam sao? Tiền bối, ta cũng chưa thấy được, ta cảm thấy còn chưa đủ, dẫu sao thiên đế đoạn hồn thương đã bị nguyên thiên đế thu hồi. Thất huyên sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt nhìn về sắp hủy diệt thần quyền đài địa giới, nói, mộ chủ đại nhân, ngươi cố ý phải đi nói, ta cũng không cản ngươi, ta chỉ muốn nhờ ngươi một chuyện. Diệp thần nói, chuyện gì? Thất huyên ở luân hồi mộ địa bên trong đi qua đi lại, chân mày càng nhíu càng sâu, nói ta trí nhớ đã mài mòn quá nhiều, rất nhiều chuyện cũng không nhớ nổi. Nhưng ta còn nhớ, ta năm đó chết ở chu thần chiến trường, thi thể hẳn ở lại thần quyền đài vùng lân cận. Ta muốn ngươi đi tìm ta thi thể, thích đáng an táng, nếu như có thể thấy ta thi thể, ta trí nhớ, có lẽ cũng có thể khôi phục một ít. Thần quyền đài chu vi mấy trăm dặm địa giới, sắp muốn hủy diệt, không gian ở vặn vẹo, mặt đất đang nứt nẻ, vô số nham thạch nóng chảy ràn rụa, âm phong thảm đạm, một phiến ngày tận thế cảnh tượng. Một khi cái này mảnh đất giới tiêu diệt, thất huyên thi thể, cũng phải hoàn toàn vẫn diệt. Đến lúc đó, hắn mất đi nơi có đầu mối, trí nhớ cũng chưa có khả năng khôi phục. Diệp thần khẽ cau mày, hiện tại bày ở trước mặt hắn, có hai con đường. Cũng phải trực tiếp đi khởi nguyên tiên trì, tham dự cơ duyên tranh đoạt. Hai là trợ giúp thất huyên, hoàn thành hắn tâm nguyện, tìm được hắn thi thể, giúp hắn khôi phục trí nhớ. Được, tiền bối, ta đáp ứng ngươi là được. Diệp thần cơ hồ không có cái gì do dự, rất nhanh liền đáp ứng. Bởi vì hắn biết,
Thất Huyên thi thể, là một cái đầu mối trọng yếu, nếu như tìm được, có lẽ có thể giúp Thất Huyên khôi phục trí nhớ. Lập tức, Diệp Thần phong tỏa Thất Huyên hơi thở, lại bắt thiên cơ, quả nhiên ở nơi này mảnh đất giới bên trong, mơ hồ bắt được Thất Huyên thi thể hơi thở chỗ. Ở bên kia, Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, lập tức dọc theo thiên cơ hơi thở phương hướng, ngự gió chạy cướp đi. Mặt đất sụp đổ, không gian vặn vẹo, khắp nơi đều là chảy loạn gió bão. Cái này mảnh đất giới, đang nhanh chóng sụp đổ hủy diệt. Diệp Thần một đường bay vút, liền thấy dọc theo đường, rất nhiều vong linh oan hồn, đều đang kêu rên kêu thảm thiết, tại không gian chảy loạn gió bão xé nát. Có chút cường đại vong linh, liền hướng ngoại giới chạy thục mạng. Không cần thiết đã lâu, Diệp Thần ngay tại một phiến đã thiêu hủy trong rừng rậm, tìm được Thất Huyên thi thể. Thất Huyên năm đó, không biết là cấp bậc gì cường giả, hắn thi thể, năm tháng kinh niên, lại còn không có hóa thành xương trắng, chỉ là bị hắc ám dơ bẩn dính, tràn đầy không rõ tội nghiệt hơi thở. Mặt đất rạn nứt, Thất Huyên thi thể, bị từng luồng nham thạch nóng chảy quấn vòng quanh, không được an bình. Luân hồi mộ địa bên trong, Thất Huyên thấy được mình thi thể, ánh mắt nhất thời sáng lên, rồi sau đó thoáng qua một chút mờ mịt cùng thống khổ. Hắn phủ đầy bụi trí nhớ, khi nhìn đến thi thể nháy mắt tức thì, tựa hồ muốn hồi phục. Tiền bối, người trí nhớ, có phải hay không khôi phục? Diệp Thần liền vội vàng hỏi. Thất Huyên mới vừa muốn nói chuyện, nhưng ở hắn trên thi thể, lại có một món hắc ám đục ngầu hơi thở, bốc lên, hóa thành một đạo oán linh hình dáng, phát ra nhọn ác liệt bào hiếu. Hống! Oán linh gào thét, trong tay tà khí nổ, hóa ra một cái thương, hung hăng hướng Diệp Thần quét tới. Đột ngột đánh tới oán linh, để cho được Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, bất quá hắn phản ứng cực nhanh, ở oán linh cầm thương giết đến ngay tức thì, hắn cũng đã rút ra luân hồi thiên kiếm, đang đích một tiếng ngăn trở. Oán linh gặp Diệp Thần kiếm đạo cường hãn, liền lui về phía sau hai bước, yên lặng một tí, rồi sau đó lại là một tiếng bảo hiếu, trong tay súng trường bộc phát ra vực sâu vậy hơi thở, lại có mênh mông ảo tưởng quy luật chập chờn, tựa như có thể để cho trần thế tan thành mây khói, khí thế đặc biệt hung mãnh. Cái này hung mãnh thương thuật, chính là cuồn cuộn không ngừng, như vực sâu đợt sóng vậy, hướng Diệp Thần đánh lén tới. Là Thất Huyên huyễn thế thương, ta học hỏi thiên đế đoạn hồn thương, lĩnh ngộ được võ kỹ. Luân hồi mộ địa bên trong, Thất Huyên thấy vậy oán linh sử ra thương thuật, liền lên tiếng nhắc nhở Diệp Thần nói, giọng khá là ngưng trọng. Vậy oán linh, thật ra thì chính là hắn năm đó bị giết oán khí biến thành, vô tận kỷ nguyên tới nay, dính liền hắc ám không rõ hơi thở. Oán linh bộc phát ra Thất Huyên huyễn thế thương, uy năng cũng là vô cùng là hung mãnh. Diệp Thần gặp vậy thương thuật hung mãnh bá đạo, như vực sâu tựa như biển, cũng biết cái này thương thuật bất phàm. Nếu như cứng đối cứng, hắn chưa chắc có thể chiếm đúng lúc. Hơn nữa, hắn phải tốc chiến tốc thắng, nếu không thời gian chỉ hoãn quá lâu, khởi nguyên tiên chỉ bên kia cơ duyên, liền cướp đoạt không tới. Mặt trời gay gắt huy quang, chiếu sáng đi. Diệp Thần nắm chặt luân hồi thiên kiếm, điều động một chút liệt nhật mệnh tinh năng lượng. Dĩ nhiên, hắn cũng không có đem liệt nhật mệnh tinh cho gọi ra tới, chỉ là điều động ra một chút năng lượng. Cái này một chút liệt nhật mệnh tinh năng lượng, bơm vào đến luân hồi thiên kiếm bên trong, nhất thời để cho được luân hồi thiên kiếm, toát ra vô cùng là sáng chói ánh sáng nóng rực. Ở nơi này của tia sáng chiếu rọi xuống, vậy oán linh phát ra kêu thảm thiết, thân thể suy suy vang dội, các loại oán khí cùng tà ác đều bị mặt trời gay gắt huy quang bốc hơi rớt. Oán linh thương thuật uy thế, cũng là lập tức suy yếu xuống. Rất tốt, giải quyết tận gốc. Luân hồi mộ địa bên trong, Thất Huyên thấy Diệp Thần thủ đoạn, cũng là tán thưởng đứng lên. Diệp Thần không có cứng đối cứng, mà là đi công kích oán linh bản thân, ngược lại là vô cùng tuyệt diệu phương pháp. Vậy đạo oán linh, căn bản không chịu nổi liệt nhật mệnh tinh ánh sáng, cả người lệ khí tà khí, oán niệm oán khí đều bị bốc hơi, lực lượng chí ít suy yếu 90%. Phá! Diệp Thần thừa dịp này cơ hội, huy động luân hồi thiên kiếm, nhanh giết lên, chỉ một kiếm, liền đem vậy oán linh chém chết hết. Ở chém chết liền oán linh sau đó, cái này phiến địa giới vặn vẹo khí tượng, càng mãnh mãnh liệt, hết thảy, đều phải sụp đổ cùng phai mờ. Thất Huyên thi thể, vậy sắp bị tiêu diệt. Tiền bối, đem người thi thể, an táng ở luân hồi thiên đường bên trong. Người thấy thế nào? Diệp Thần hướng Thất Huyên hỏi, vừa nói, liền một bên triệu hoán ra luân hồi thiên đường.
Luân hồi thiên đường ánh sáng lóng lánh, bên trong có hàng tỷ tín đồ, ở thờ phụng Diệp Thần Điêu xem. Đây là Diệp Thần lý tưởng ở giữa đất nước, ký thác hắn nguyện vọng. Đem thất huyên thi thể, chôn ở trong đó mà nói, cũng có thể để cho hắn đạt được yên nghỉ. Thất huyên nhìn luân hồi thiên đường bàng bạc khí tượng, ánh mắt cũng là mang chút kích động, nói có thể. Diệp Thần gật đầu một cái, lập tức liền đem thất huyên thi thể, an táng ở luân hồi thiên đường bên trong, hơn nữa là hắn lập bia, lại nói tiền bối người yên tâm, chờ ta tương lai thực lực vậy là đủ rồi, ta sẽ đem ngươi sống lại. Thất huyên nói, ngươi có phần tâm tư này, ta rất là cảm kích, ta năm đó lĩnh ngộ thương thuật, thất huyên huyễn thế thương, hôm nay liền truyền thụ cho ngươi, hy vọng ngươi có thể phát huy. Dứt lời, thất huyên cong ngón tay bắn ra, một đạo linh quang bắn vào Diệp Thần đầu óc bên trong. Hắn năm đó lĩnh ngộ thương thuật, thất huyền huyễn thế thương đủ loại bí ẩn, liền ngay tức thì truyền vào Diệp Thần đầu óc bên trong. Oanh! Diệp Thần đầu óc một hồi chấn động, chỉ cảm thấy cái này thất huyền huyễn thế thương, vô cùng huyền ảo khoáng đạt, có vực sâu đại hải vậy hơi thở, bá đạo mênh mông bên trong, lại mang theo như mộng như ảo vậy ý cảnh, có thể nói là cương nhu gom lại, vô cùng là cường hãn. Đa tạ tiền bối truyền công, ta tương lai nhất định sẽ đem ngươi sống lại. Diệp Thần lĩnh ngộ thất huyền huyễn thế thương, chiến lực rất có tăng tiến, lập tức hướng thất huyền chắp tay nói cảm ơn. Thất huyền khẽ mỉm cười, nói, mộ chủ đại nhân, cùng chu thần chiến trường lịch luyện sau khi kết thúc, không biết ngươi có thể hay không tìm thời gian đi thủ vọng xâm lâm một chuyến. Diệp Thần sửng sốt một chút, có chút bất ngờ, liền hỏi nói, thủ vọng xâm lâm là cái gì? Thất huyền ngẩng đầu lên, nhìn về phía thương khung, lâm vào nhớ lại, rồi sau đó mới nói, thật ra thì, trước đây ta hư hại trí nhớ, nhưng, hôm nay khôi phục rất nhiều. Ta nhớ, ta từng là thủ vọng xâm lâm thủ vọng người. Vậy thủ vọng xâm lâm, truyền thuyết là đệ nhất thảo thần tự tay trồng, sau đó đệ nhất thảo thần chết, cánh rừng rậm này địa giới, đánh rơi đến thái thượng thế giới, là ta cố hương, ta từ nhỏ liền ở thủ vọng xâm lâm lớn lên, cũng cuối cùng trở thành một tên thủ vọng người. Ở lúc ban đầu thời điểm, thủ vọng xâm lâm là không không thời không thánh địa, có vô số tình nhân, cũng đến thủ vọng xâm lâm cầu nguyện, hy vọng có thể đạt được ban phúc, chứng đạo thành thần. Thất huyên nhớ lại qua lại sự việc, đã từng là thủ vọng xâm lâm, là không không lúc nào không bên trong tình nhân thánh địa, mỗi năm đều có rất nhiều nhiều tình lữ, tới đây cầu nguyện, trông chờ có thể được đệ nhất thảo thần ban phúc, chứng đạo đột phá. Bởi vì ở không không lúc nào không bên trong, có vượt qua nửa số người tu vi, cũng còn chưa tới thần đạo cảnh, cho nên muốn chứng đạo thành thần nhân, đặc biệt nhiều. Mà thủ vọng xâm lâm, là đặc biệt nổi danh tình nhân thánh địa, tự nhiên hấp dẫn vô số tình nhân tới. Sau đó, theo đệ nhất thảo thần chết, thủ vọng xâm lâm đánh rơi đến thái thượng thế giới, chuyện này lữ thánh địa truyền thuyết, vậy dần dần chưa từng không lúc nào không bên trong dần dần không nhìn thấy. Nhưng, cánh rừng rậm này, dẫu sao là đệ nhất thảo thần trồng. Mà đệ nhất thảo thần nhất đỉnh cấp thời điểm, lực lượng thậm chí so với nham thần thiên tôn mạnh hơn. Cho nên, thủ vọng xâm lâm dựa vào đệ nhất thảo thần di trạch, như cũ có thâm hậu nội tình. Diệp Thần nói, tiền bối, người muốn trở về thủ vọng xâm lâm. Thất huyên nói, đúng vậy, đó là ta cố hương, ta muốn trở về xem, năm đó cầm ta ép đến tuyệt lộ vậy mấy cái lão gia, hẳn tất cả đều không có ở đây chứ. Diệp Thần nghe thất huyên trong lời nói. Tựa hồ có thâm ý khác cùng ẩn tình, vội hỏi, tiền bối, năm đó ngươi ở thủ vọng xâm lâm, trải qua cái gì? Thất huyền yên lặng chốc lát, rồi sau đó ha ha cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, đều đi qua, năm đó đệ nhất thảo thần chết, mới thảo thần là cái kêu thanh niên tiểu hoa hoa, bề ngoài nhìn như chỉ có 7-8 tuổi, hoàn toàn không có đệ nhất thảo thần bá đạo cùng uy nghiêm. Trong rừng rậm có mấy cái lão gia, liền muốn đổi tín ngưỡng, thờ phượng đà đế cổ thần. Ta không đồng ý, liền bị bọn họ khắp nơi chèn ép gây khó khăn, ta tất cả tài nguyên tu luyện, cũng bị bọn họ không thu, bên người đi theo người ta, không giải thích được lục tục chết bất đắc kỳ tử. Ta biết, ta nếu như không đi nữa, ta cũng muốn bị độc thủ. Không thể làm gì dưới, ta chỉ có thể bị buộc rời đi rừng rậm, thử nghiệm vượt biên đi không không lúc nào không, bởi vì lúc ấy ở thế giới hiện thật, đã không có ta đất đặt chân. Ta chỗ ở cái đó niên đại. Thủ vọng xâm lâm chính là lớn nhất bá chủ, ta một thân một mình, quả quyết không thể nào cùng nắm trong tay rừng rậm vậy mấy cái lão gia chống lại. Thất huyên nói tới chuyện cũ, giọng bình tĩnh mà đạm như vậy.
những cái kia kinh tâm động phách qua lại, ở tang thương năm tháng lưu chuyển hạ, đã không thể lại kích động hắn tâm cảnh. Diệp thần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Thất Huyên đi qua, lại là như vậy trắc trở, tiền bối, ngươi là vượt biên đi không không thời không. Thất Huyên gật gật đầu nói, đúng vậy, muốn chứng đạo thành thần, cực kỳ khó khăn, ta không thể làm gì khác hơn là vượt biên, trời tội nghiệp, ta vượt biên thành công, hơn nữa lấy được thảo thần thanh niên che chở, ở không không lúc nào không bên trong, vậy coi là đứng vững vàng gót chân, chỉ là ta tạm thời xung động, mạo hiểm bước vào chu thần chiến trường, cuối cùng đưa tới chết, vậy cũng không trách được người ngoài. Ta hôm nay, chỉ muốn trở về Thủ Vọng Xâm Lâm xem, nếu như rừng rậm thật thay đổi tín ngưỡng, đi tín ngưỡng đà đế cổ thần, vậy ta nhất định phải làm chút gì. Nói xong lời cuối cùng, Thất Huyên trong tròng mắt lướt qua một chút ác liệt mũi nhọn. Hắn từng nhận thảo thần ân huệ, dĩ nhiên là phải báo đáp. Diệp thần bàn tư một hồi, liền đáp ứng nói, được, tiền bối, chờ ta ra chu thần chiến trường, ta nhất định sẽ mang ngươi hồi rừng rậm. Hiện tại ở chu thần chiến trường bên trong, còn có một đạo đại cơ duyên, Diệp thần cần phải đi tranh đoạt. Đó chính là, khởi nguyên tiên trì. Hắn sự chú ý, lần nữa trở lại chiến trường bên trong. Vì giúp Thất Huyên tìm thi thể cũng an táng, Diệp thần hao phí không ít thời gian, hôm nay khởi nguyên tiên trì bên kia, tiếng đánh nhau đã ngưng. Tranh đấu đã kết thúc. Diệp thần trong lòng rét một cái, nếu là khởi nguyên tiên trì, rơi vào ở trong tay người khác, vậy thì phiền toái. Thất Huyên cười nói, mộ chủ đại nhân, làm người nên biết đủ, người đã thu hoạch không thiếu cơ duyên, quá mức tham lam không phải là chuyện tốt. Diệp thần lắc đầu bật cười, nói cơ duyên tạo hóa, nơi nào sẽ ngại nhiều. Hắn không nói gì thêm, trực tiếp ngự gió bão cướp ra, đi khởi nguyên tiên chỉ phương hướng bay đi. Rất nhanh, Diệp thần bay đến trung ương chiến trường thành phố Great Falls trước. Thác nước hai bên, nguyên thiên đế và hồn thiên đế điêu xem, nguy nga cao vút, cắm thẳng vào trời cao, lộ vẻ được đặc biệt nguy nga, đại khí bàng bạc. Điều này thành phố Great Falls là khởi nguyên tiên chỉ một tia linh khí hơi nước biến thành. Giờ phút này, thác nước đang nhanh chóng khô héo, ở Diệp thần đến sau không lâu, thác nước liền hoàn toàn ngừng chảy, thật giống như ngọn nguồn khởi nguyên tiên trì, đã không còn tồn tại vậy. Diệp thần trong lòng ngầm kinh, vội vàng bay về phía thác nước bầu trời phù không tiên đảo, đó là khởi nguyên tiên trì ở địa phương đó. Làm Diệp thần đi tới phù không tiên đảo phía trên, liền thấy có ngàn trăm cái võ giả, đang đứng xem, xì xào bàn tán. Tiên đảo trên sinh trưởng rất nhiều dược liệu, đều bị những võ giả này hái sạch sẽ, tất cả vật liệu đều bị rời hết. Vậy võ giả không lấy được khởi nguyên tiên trì, thiên đế máu như vậy đại cơ duyên, nhưng chu thần chiến trường tầm thường thiên tài địa bảo, cũng đủ thỏa mãn bọn họ. Ở rất nhiều võ giả vây xem bên trong, Diệp thần thấy được Hạ Nhược Tuyết và Ngụy Dĩnh, các nàng mang luân hồi trận doanh cường giả, còn có 5 cái vạn hỏa giới sứ giả, ở vây khốn trước hai người. Vậy mấy cái vạn hỏa giới sứ giả, mặt đầy khô cào tiều tụy, hình tiêu cốt lập, hình như là chiến đấu tiêu hao quá độ, tất cả máu thịt tinh hoa đều bị đã tiêu hao hết. Ở phía sau bọn họ, ngồi xổm nằm sấp một đầu toan nghê cự thú, cả người ngọn lửa lượn lờ, uy thế bá đạo, thân thể nhưng mơ hồ, không biết là phân thân vẫn là ảo tưởng hình chiếu. Mà bị Hạ Nhược Tuyết các người, vây khốn trước hai người, nhưng là Trùng Dương Chân Nhân và Tiêu Tinh Hà. Tiêu Tinh Hà hai tay bao một cái hũ, già nua thân thể nơm nớp lo sợ, nơi nơi sợ hãi cùng không biết làm sao. Trùng Dương Chân Nhân nắm hắn đầu vai, từng luồng mây đen hơi thở quấn đi vòng qua, đó là bán vĩ hơi thở. Ở bán vĩ uy áp hạ, Tiêu Tinh Hà đạo tâm tựa như đã hỏng mất, giờ phút này hoàn toàn không có một đời thiên quân lão tổ uy nghi, thật giống như chỉ là một gần đất xa trời, chật vật nghèo khổ, tuyệt lộ phổ thông cụ già. Diệp thần ngắm nhìn bốn phía, nhưng gặp tiên đảo bên trên, trống trơn như vậy, cũng không có khởi nguyên tiên trì tồn tại. Khởi nguyên tiên trì, đã bị người cướp đi. Thiên nữ và cô Tô Vũ, cướp đi khởi nguyên tiên trì. Diệp thần ánh mắt đông lại một cái, mơ hồ bắt được thiên cơ, cũng biết không ổn. Thiên nữ và cô Tô Vũ, đã đoạt được khởi nguyên tiên trì, hơn nữa rời đi. Đoạt được khởi nguyên tiên trì, thiên nữ thực lực tất nhiên đại tăng, quyết chiến sợ rằng khó mà dự liệu. Tiêu Tinh Hà trong tay có một cái hũ, là Vũ Hoàng Cổ Đế ban thưởng, có thể chứa biển cả. Ở khởi nguyên tiên chỉ bị đoạt trước khi đi, hắn đã sắp xếp tràn đầy một hũ tiên nước. Giờ phút này,
Tiêu Tinh Hà xít sao bao vẩy hũ, đem vẩy hũ tiên nước xem làm là vận mệnh vậy, cho dù đạo tâm đã tan vỡ, cả người cũng đang phát run, hắn cũng không có chút nào ý muốn buông tay. Trùng Dương chân nhân nhìn về phía Tiêu Tinh Hà trong tay hũ, trong mắt cũng là lướt qua một chút nóng rực ý, hướng Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh các người nhìn một mắt, nói các vị luân hồi trận doanh các bạn, mời thả ta rời đi. Hạ Nhược Tuyết tiến lên trước một bước, ánh mắt vậy liếc liếc về Tiêu Tinh Hà trong tay hũ, nói Trùng Dương chân nhân, người muốn có thể đi, nhưng Tiêu Tinh Hà là chúng ta trước bắt, người không thể mang đi hắn. Trùng Dương chân nhân ha ha cười một tiếng, nói các người bắt, nhưng để cho hắn trốn thoát, rơi vào ta trong tay, đó chính là ta tạo hóa, trong tay hắn khởi nguyên tiên thủy, quay về ta. Hạ Nhược Tuyết cắn răng nói, người muốn mang đi khởi nguyên tiên thủy, trừ phi giết tất cả chúng ta. Lúc đầu nàng cùng Trùng Dương chân nhân, muốn tranh đoạt, cũng không phải là Tiêu Tinh Hà đây, mà là người sau trong tay vậy hũ khởi nguyên tiên thủy. Hôm nay khởi nguyên tiên trì, đã bị thiên nữ và cô Tô Vũ mang đi, còn dư lại Hạ Tối Hậu một lon nguồn nước, ngay tại Tiêu Tinh Hà trong tay, nàng không muốn bỏ qua. Trùng Dương chân nhân vậy không muốn bỏ qua, hắn hôm nay tuy hàng phục bán vĩ, nhưng đuôi thú oán khí quá nặng, hắn mang theo bên người, áp lực cũng là to lớn, cần dùng khởi nguyên tiên thủy hóa giải. Ta và Luân Hồi Chi Chủ, cũng coi là đồng minh, ta sẽ không giết các ngươi. Nhưng, nếu như các ngươi cố ý muốn ngăn trở ta, vậy ta cũng chỉ tốt cho các ngươi một chút dạy dỗ. Trùng Dương chân nhân thanh âm lạnh lùng nói, mắt đồng chỗ sâu có bữa đế kim thua kim quang lững lờ. Nghe được Trùng Dương chân nhân mà nói, Hạ Nhược Tuyết người nơi này, đều là sắc mặt trầm xuống. Con sư tử kia cự thú, lại là tức giận gầm nhẹ một tiếng, muốn đứng dậy xuất chiến. Nhưng tựa hồ là trước đây chiến đấu tiêu hao quá lớn, chỉ có thể tiếp tục nằm. Diệp Thần nghe đến chỗ này, không thể kiềm được, lớn tiếng nói, Trùng Dương chân nhân, người muốn dạy bảo ai? Thanh âm hắn vang lên, toàn trường võ giả đều kinh hãi. Vây xem các võ giả, rối rít nhường ra một con đường, quay đầu vừa thấy, liền thấy Diệp Thần sải bước đạp tới, cả người tự có một cổ bá đạo uy nghiêm, làm người ta không dám ngẩng mặt. Diệp Thần! Hạ Nhược Tuyết và Ngụy Dĩnh các người, thấy Diệp Thần tới, đều là đại hỉ, muốn nói rõ tình huống. Diệp Thần khoát tay một cái nói, không cần nói, ta đều biết. Lúc này Diệp Thần đã dòm ngó gặp tất cả nhân quả, vây quanh khởi nguyên tiên chỉ tranh đấu, đúng là đã kết thúc. Thiên nữ và cô Tô Vũ, thành sau cùng bên thắng, khởi nguyên tiên chỉ bị các nàng mang đi. Hiện tại sau cùng nguồn nước, ở Tiêu Tinh Hà trong tay. Hạ Nhược Tuyết các người muốn mang đi Tiêu Tinh Hà, Trùng Dương chân nhân vậy muốn mang đi, hai bên vì vậy bùng nổ mâu thuẫn. Luân Hồi Chi Chủ. Trùng Dương chân nhân thấy Diệp Thần tới, diễn cảm nhất thời cứng đờ, cười nói, ta còn lấy vì ngươi lấy được Ngạo Thiên Đế máu, lại thông qua Thiên Đế đoạn hồn thương, đạt được Nguyên Thiên Đế cho đòi gặp, đã hài lòng rời đi, không nghĩ tới ngươi khẩu vị lớn như vậy, liền cái này khởi nguyên tiên trì, ngươi cũng muốn cướp đi. Diệp Thần cười nói, ai kêu ta trẻ tuổi, khẩu vị chính là lớn như vậy. Trùng Dương chân nhân ánh mắt híp lại, bàn tay như cũ nắm Tiêu Tinh Hà đầu vai, cười nói, vậy chúng ta là muốn sống chết gặp nhau. Tiêu Tinh Hà gặp Diệp Thần tới, trong mắt dấy lên một tơ hy vọng ánh sáng ban mai, chỉ theo sau vừa tối đạm liền đi xuống. Bởi vì hắn biết, Diệp Thần đi tới nơi này, vậy chỉ là muốn trong tay hắn khởi nguyên tiên thủy, cũng không phải là phải cứu hắn. Hắn là vạn khư người trong, Diệp Thần là luân hồi lãnh tụ, hai bên thế thành nước lửa, Diệp Thần không động thủ giết người, đã coi như là nhân từ. Diệp Thần nghe Trùng Dương chân nhân mà nói, trong mắt con mắt cũng là lạnh lùng xuống, yên lặng sau một chút, liền cười nói, sống chết gặp nhau ngược lại không cần, chúng ta tỉ thí một chiêu như thế nào. Một chiêu bên trong, nếu như ngươi có thể thắng qua ta, ngươi có thể mang đi nguồn nước. Nếu như ngươi thua, liền đem nguồn nước lưu lại đi. Hắn cùng Trùng Dương chân nhân, tương lai còn muốn hợp tác đối kháng Đạo Đức Thiên Tôn, tự nhiên không thể giết lẫn nhau. Nhưng cuối cùng này nguồn nước, hắn muốn, Trùng Dương chân nhân cũng muốn, khác nhau không cách nào giải quyết, vậy cũng chỉ có tỷ võ quyết thắng. Tỷ thí một chiêu sao? Trùng Dương chân nhân ánh mắt chớp động, hắn nghĩ thầm, Diệp Thần thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa lá bài tẩy rất nhiều. Nếu quả thật sống chết gặp nhau, trường kỳ kháng chiến đấu, hắn chưa chắc là Diệp Thần địch thủ. Nhưng nếu như, chỉ là so đấu một chiêu mà nói, hắn dẫu sao là tiên đế cao thủ,
hơn nữa vừa có thể mượn dùng tương lai người lực lượng, bây giờ không có thua đạo lý. Được, vậy thì tỉ thí một chiêu. Trùng Dương chân nhân gật đầu đáp ứng. Chung quanh các võ giả, nghe được Trùng Dương chân nhân muốn cùng Diệp Thần tỉ thí, nhất thời hứng thú, ánh mắt tập trung ở trên hai người. Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh các người, đều là giật mình, tuy nói các nàng đồng ý Diệp Thần thực lực, nhưng muốn một chiêu thắng được Trùng Dương chân nhân, như vậy nói dễ vậy sao? Ừ. Diệp Thần gật đầu một cái, sải bước đi đến Trùng Dương chân nhân trước mặt. Chung quanh các võ giả, rối rít tránh lui, nhường ra cũng khá lớn không gian. Trùng Dương chân nhân ánh mắt híp lại, tùng buông tay ra liền Tiêu Tinh Hà. Tiêu Tinh Hà yên lặng đi qua một bên, trầm mặc xem cuộc chiến, ngược lại không có ý tưởng chạy trốn. Bởi vì ở Trùng Dương chân nhân và Diệp Thần mí mắt phía dưới, hắn không thể nào chạy thoát. Tiền bối, ta cần ngươi trợ lực. Diệp Thần hít sâu một hơi, câu thông luân hồi mộ địa bên trong Thất Uyên. Hắn nói qua, chẳng muốn quá mức lệ thuộc vào luân hồi mộ địa lực lượng, nhưng, ở nguy cấp, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này đạo lá bài tẩy. Trùng Dương chân nhân rất mạnh, hơn nữa có tương lai người trợ lực, các loại thần thông quy luật, biến hóa vô cùng. Diệp Thần muốn ở một chiêu bên trong thắng được hắn, cơ hồ là không có khả năng sự việc. Nhưng nếu như, có luân hồi đại năng trợ lực, cái này chuyện không thể nào, cũng đem biến thành có thể. Thất Uyên nghe Diệp Thần muốn mượn dùng mình lực lượng, nhất thời đại hỉ, nói, có thể là mộ chủ đại nhân phân ưu, là ta vinh hạnh. Lập tức, Thất Uyên trực tiếp thả ra tự thân linh khí, bơm vào đến Diệp Thần kinh mạch bên trong. Diệp Thần kinh mạch linh khí bạo tăng, xúc thế đãi phát, cảm thụ trong cơ thể mênh mông lực lượng, hắn khóe miệng cũng không khỏi lộ ra một nụ cười, hướng Trùng Dương chân nhân nói. Trùng Dương chân nhân, ngươi chuẩn bị xong chưa? Trùng Dương chân nhân xem Diệp Thần vậy nụ cười tự tin, nội tâm nhất thời rét một cái, mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng đương thời giây phút, vậy không có lùi bước đạo lý, liền nói, ngươi ra tay đi, ta đây muốn xem, ngươi một chiêu có lợi hại dường nào. Tiếng nói rơi xuống, Trùng Dương chân nhân trực tiếp mượn dùng tương lai thân cùng thiên đế kim tua lực lượng, cả người nổ lên kim quang, mắt đồng thành màu vàng kim nặng đồng, như có nhật nguyệt xa vào, chung quanh một phiến không khí tường phong tỏa, đó là nhân quả luật cấm chế. Rất tốt, tiếp chiêu đi. Thất Uyên huyễn thế thương, phá cho ta. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên ác liệt, sải bước ra, trong tay linh khí cô đọng hội tụ, hóa thành một chuôi súng trường, rồi sau đó hoành thương cuồng quét ra. Cái này một súng càn quét, liền như vực sâu cuộn sạch, trần thế tan thành mây khói, thương thế bá đạo ác liệt, lại mơ hồ lại có thiên đế đoạn hồn đại khí phách. Năm đó Thất Uyên học hỏi thiên đế đoạn hồn thương, lĩnh ngộ cái này Thất Uyên huyễn thế thương, cái này thương thuật dĩ nhiên là mang theo thiên đế đoạn hồn thương giết hại chập chờn, uy thế cực kỳ khủng bố. Giờ phút này, Diệp Thần mượn dùng Thất Uyên lực lượng, vung thương cuồng quét, bắp cánh tay nổi lên, gân xanh như cù long, cái này một súng lại có thể ngắn ngủi bạo phát ra thần đạo cảnh khí thế, như thiên thần càn quét tinh không, không thể ngăn trở. Mặc dù thực lực không có thần đạo cảnh như vậy khủng bố, chỉ có khí thế, nhưng vậy không bước vào thần đạo cảnh võ giả, căn bản không có thể bộc phát ra loại khí thế này à. Đám người trong lòng chỉ có một nghi vấn, luân hồi chi chủ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đám người không biết, Diệp Thần ở Thất Uyên trợ lực hạ, lại có thần đạo cảnh uy nghiêm, có thể tưởng tượng được, Thất Uyên đỉnh cấp thời điểm thực lực, có cường hãn dường nào. Cái gì, thần đạo cảnh? Trùng Dương chân nhân sắc mặt cuồng biến, hoàn toàn không nghĩ tới. Diệp Thần bộc phát ra thương thế, lại có thần đạo cảnh uy nghiêm. Cái này một súng, là vực sâu cơn ác mộng một súng, là ảo diệt trần thế một súng, là thiên thần càn quét tinh không, thiên đế đoạn tội diệt tà một súng, thân súng càn quét hư không, mang theo kịch liệt âm bạo, điều điều long ảnh cùng mặt trời gay gắt huy quang, ở trên thân súng tách thả ra, khí tượng đặc biệt nguy nga, vậy là vô cùng bá đạo. Diệp Thần vì có thể ở một chiêu bên trong, thắng được Trùng Dương chân nhân, thậm chí vận dụng một chút long đằng mệnh tinh và liệt nhật mệnh tinh lực lượng. Trùng Dương chân nhân thần sắc bộ dạng sợ hãi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần có thể bộc phát ra cường hãn như vậy một súng. Hắn là làm sao làm được, chính là thiên huyền cảnh tầng thứ 6, lại bạo phát ra thần đạo cảnh uy lực. Trùng Dương chân nhân nội tâm hỗn loạn, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Chung quanh xem cuộc chiến các võ giả, cũng là bộ dạng sợ hãi kinh ngạc. Một phiến rung động cùng xôn xao. Diệp Thần cái này một súng, quá bá đạo,
đơn giản là càn quét trần thế vô địch, không người nào có thể ngăn cản. Bình bịch bịch, thương thế như vực sâu đợt sóng, cuộn sạch hướng Trùng Dương chân nhân. Trùng Dương chân nhân quanh thân bày ra không khí tường, rất nhiều nhân quả luật cấm chế bảo vệ, ở ngay tức thì liền toàn bộ bạo diệt, hoàn toàn không ngăn được Diệp Thần thế công. Cổ thần nói, thiên kiếm diệt tà. Nguy cấp bên trong, Trùng Dương chân nhân quát to một tiếng, mượn dùng tương lai người lực lượng, bóp một cái kiếm quyết. Ung ung, bầu trời bên trong, một cái khoáng đạt viễn cổ thiên kiếm, mang kinh khủng khí tức giết hại, bạo giết xuống. Đó là Trùng Dương chân nhân tương lai thân, tán thần thiên tôn thủ đoạn, là cổ thần đạo thần thông. Cái gọi là tán thần nhất mạch, thật ra thì chính là cổ thần. Ngày xưa rất nhiều cổ thần, nhỏ yếu nhất những cái kia cổ thần, bão đoàn thành lập thế lực. Những thứ này nhỏ yếu cổ thần, có chút thậm chí liền không thời không hỗn loạn quy luật, cũng không chịu nổi, cần chạy nạn đến thế giới hiện thật. Những thứ này nhỏ yếu cổ thần cửa, liền bị gọi là tán thần, tu luyện thần thông, cũng là cổ thần đạo một môn. Chỉ là, hôm nay tán thần nhất mạch, đi qua 5 tháng sinh sôi, huyết mạch nội tình đã cường đại rất nhiều, tuyệt không thể khinh thường. Trùng Dương chân nhân thiên kiếm diệt tà, chính là cổ thần nhất mạch thần thông, sát phạt cực kỳ ác liệt. Diệp Thần thấy vậy một cái viễn cổ thiên kiếm, bạo rơi xuống, không sợ chút nào, vẫn là nắm chặt súng trường, một súng tích đi giết. Oanh! Diệp Thần thất huyền huyễn thế thương, cùng Trùng Dương chân nhân diệt tà thiên kiếm, hung hăng đụng vào nhau, kịch liệt nổ, ngay tức thì bùng nổ. Bá đạo thương mang, kiếm khí bén nhọn, va chạm nhau nổ dẫn phát động trời đợt khí, tiên đảo phía trên bầu trời, ngay tức thì bị chấn bể, xuất hiện rất nhiều hư không kẽ hở, khí lưu hu hu vang dội. Thương cùng kiếm giao kích, tựa như dung chuyển thiên địa đại lộ, làm thời không mất đi, vạn pháp bể tan tành, các loại thủy hà lưu quang phun ra, Diệp Thần cùng Trùng Dương chân nhân giao thủ trung tâm, bị xé kéo ra một cái kinh khủng lỗ xoáy đen, đủ để mai táng tiên đế. Diệp Thần rên lên một tiếng, cảm thấy to lớn chấn động truyền tới. Nhưng, hắn thân thể, như cũng như cây lao vậy thẳng tắp, như núi cao vậy trầm ổn, cũng không lui lại nửa bước. Ở thất huyên trợ lực hạ, Diệp Thần giống như là một tôn thần đạo cảnh chân thần, vô cùng thô bạo cùng cường hãn, cho dù đối mặt Trùng Dương chân nhân cổ thần thiên kiếm nhất kích, cũng là không chút nào dao động. Nhìn lại Trùng Dương chân nhân, chính là có chút chật vật lui về sau ba bước, tóc vậy tán loạn liền xuống. Hắn tuy mượn tương lai người lực lượng, nhưng cùng Diệp Thần thần đạo cảnh một súng so sánh, vẫn có điểm chênh lệch. Trùng Dương chân nhân, đa tạ. Diệp Thần ôm quyền, lui về phía sau một bước. Mới vừa một chiêu giao phong, hắn hơi thắng một nước, nhờ có thất huyên trợ lực. Thất huyên lực lượng, đủ để áp chế Trùng Dương chân nhân, có thể tưởng tượng được, vị này đại năng đỉnh cấp thực lực, có kinh khủng dường nào. Bất quá cho dù như vậy, Diệp Thần biết mình còn là bị một chút nội thương, bất quá hôm nay hắn tự nhiên không thể biểu hiện ra. Trùng Dương chân nhân cười khổ một tí, đặc biệt tò mò nhìn Diệp Thần, nói, ngươi thắng, luân hồi chi chủ, ta vẫn là xem thường ngươi. Ta biết ngươi có rất nhiều lá bài tẩy, nhưng ngươi luôn là có thể bộc phát ra mới lá bài tẩy, thật là làm ngoài ý người bình thường à. Bất quá, đây cũng là chuyện tốt, tương lai đối kháng đạo đức thiên tôn, liền xem tài năng của ngươi. Dứt lời, Trùng Dương chân nhân lại nhìn Tiêu Tinh Hà một mắt, hơi có chút không biết làm sao thương tiếc hình dáng, rồi sau đó liền xoay người bay khỏi đi. Thấy Trùng Dương chân nhân nhận thua rời đi, toàn trường người đều là khiếp sợ, vô cùng rung động nhìn Diệp Thần. Diệp Thần lại có thể bộc phát ra thần đạo cảnh uy thế, một chiêu đánh lui Trùng Dương chân nhân, đơn giản là vô địch. Bá đạo như vậy Diệp Thần, dõi mắt toàn bộ thế giới hiện thật, còn có ai có thể đè ép được hắn? Không thiếu võ giả trố mắt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, trong lòng đều có đầu dựa vào luân hồi trận doanh ý. Mà theo Trùng Dương chân nhân rời đi, Tiêu Tinh Hà tâm thần hơi khôi phục như cũ, nhưng vẫn là mặt đầy như đưa đám, ôm trước hũ hai tay, còn đang run rẩy. Tiêu tiền bối, đem cái này khởi nguyên tiên thủy cho ta đi. Diệp Thần nhìn về Tiêu Tinh Hà, nói. Tiêu Tinh Hà diễn cảm phức tạp, thở dài một tiếng, nói ta không thể phản bội Vũ Hoàng Cổ Đế. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói ta cũng không kêu ngươi phản bội hắn, đem ngươi cái này khởi nguyên tiên thủy cho ta, liền có thể rời đi. Hạ Nhược Tuyết tiến lên một bước, nói Tiêu tiền bối, Vũ Hoàng Cổ Đế canh nhiệt thiếu tình cảm, không chuyện ác nào không làm. Ngươi tại sao còn muốn là hắn cống hiến?
không bằng quy thuận chúng ta luân hồi trận doanh thôi. Tiêu Tinh Hà lắc đầu cười khổ, nói Tiêu gia ta tộc nhân, đều bị Vũ Hoàng Cổ Đế nắm trong tay, ta nào dám phản bội. Hơn nữa ta trong thức hải mặt, chỉ đầu mình, sớm bị Vũ Hoàng Cổ Đế trồng hồn ấn, ta một khi có phản bội ý niệm, ta liền muốn chết. Diệp Thần biết, mọi người có riêng mình duyên phận cùng nỗi khổ tâm, hắn vậy không bắt buộc Tiêu Tinh Hà quy thuận, liền nói Tiêu tiền bối, người buông xuống khởi nguyên tiên thủy, liền có thể đi. Diệp Thần là người trọng tình trọng nghĩa, hắn cố niệm cùng Tiêu Tinh Hà tình xưa, cũng không muốn động sát thủ, chỉ cần đối phương chịu buông xuống khởi nguyên tiên thủy. Cái này một hũ khởi nguyên tiên thủy, là sau cùng nguồn nước, nếu như bị Vũ Hoàng Cổ Đế cầm đi, vậy thì phiền toái. Lấy khởi nguyên tiên thủy linh khí năng lượng, đủ để cho Vũ Hoàng Cổ Đế đột phá. Vũ Hoàng Cổ Đế đã là tiên đế đỉnh cấp cao thủ, hắn lại đột phá, đó chính là thần đạo cảnh, là chân chánh thần minh. Một khi Vũ Hoàng Cổ Đế thành chân thần, đó đúng là Diệp Thần ngày tận thế. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể để cho cái này hũ khởi nguyên tiên thủy rơi vào Vũ Hoàng Cổ Đế trong tay. Tiêu Tinh Hà vẫn là mặt đầy đắng chát, nói cái này hũ khởi nguyên tiên thủy, ta nếu là cho liền ngươi, đợi trở lại vạn khư, Vũ Hoàng Cổ Đế trách phạt xuống, ta hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Hôm nay Tiêu Tinh Hà lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Không giao ra khởi nguyên tiên thủy, hắn không thể nào rời đi. Nhưng nếu là giao ra, trở lại vạn khư sau đó, hắn chỉ có chết. Diệp Thần chau mày, trầm ngâm một hồi, liền nói, Tiêu tiền bối, ngươi nếu là không chê, vẫn là quy thuận ta thôi, Vũ Hoàng Cổ Đế trồng hồn ấn, ta có thể nghĩ biện pháp vì ngươi giải quyết. Còn như ngươi Tiêu gia tộc nhân, nếu là bọn họ bị giết, ta cũng có thể nghĩ biện pháp sống lại. Nghe được Diệp Thần mở ra điều kiện, Tiêu Tinh Hà con mắt khẽ nhúc nhích, nhưng chợt tất cả ánh sáng, cũng yên tĩnh lại, nói thật ra thì Vũ Hoàng Cổ Đế là ta Hải Đăng, hắn truyền thụ ta Phạm Thiên Thần Công, truyền thụ ta Binh Tự Quyết, cấp dưỡng Tiêu gia ta triệu tộc nhân, đối với ta ân tình cực lớn, ta sẽ không thuộc phản bội hắn. Coi bói nói ta lên ứng Thiên Khải Tinh, là trời xanh luyện khí kỳ tài, nhưng ta nghĩ, ở thế giới hiện thật, đã không có thể chứa ta địa phương. Cái này hũ tiên nước, liền cho ngươi thôi. Tiêu Tinh Hà sử dụng trong tay hũ, giao ra Diệp Thần, rồi sau đó nhắm mắt lại, hắn thân thể, khí huyết bốc cháy, cả người rất nhanh bị liệt hỏa bọc. Nếu ta lên ứng Thiên Khải Tinh, như vậy, hôm nay hồn trầu trời khải, cũng là chuyện đương nhiên. Vũ Hoàng Cổ Đế, ta không có phản bội ngươi, chỉ là trở lại ta hẳn trở lại địa phương. Đúng rồi, Luân Hồi Chi Chủ, ngươi hiện tại có chút thương thế, ta cảm giác trong bóng tối có mấy cặp mắt nhìn chằm chằm ngươi, chú ý. Tiêu Tinh Hà lẩm bẩm nói nhỏ, giống như mớ, hắn thân thể, rất nhanh ở trong liệt hỏa cháy hết, trong phút chốc hóa thành một món cướp xám, một luồng khói xanh bay lên, bay về phía rất xa thời không. Hắn tựa hồ thật muốn hồn trầu trời khải tinh. Thiên Khải Tinh, chính là trong truyền thuyết Thiên Khải Chí Tôn. Tiêu Tinh Hà luyện khí thiên phú cực cao, tin đồn hắn là trên ứng Thiên Khải Tinh, trời xanh đạt được Thiên Khải Tinh chúc phù hộ. Tiêu tiền bối. Diệp Thần tiếp lấy vậy hũ, thấy Tiêu Tinh Hà hóa thành cướp xám, hoàn toàn vẫn diệt, nội tâm cũng là một hồi chấn động. Mười đại thiên quân lão tổ bên trong, đỉnh đỉnh nổi danh kiếm thần lão tổ, tám đại thiên kiếm núp người, Tiêu gia thiên quân chí tôn, hôm nay vẫn diệt thành cho. Rào 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 rào. Dưới bầu trời nổi lên mưa máu, phảng phất là Tiêu Tinh Hà chết đi mà rên rỉ. Bất quá Tiêu Tinh Hà câu nói kế tiếp tiếng nói là ý gì? Trong bóng tối có mấy cặp mắt nhìn chằm chằm mình. Là chỉ ai? Vũ Hoàng Cổ Đế, Trùng Dương Chân Nhân, Đạo Đức Thiên Tôn, vẫn là những người khác. Chẳng lẽ cái này Chu Thần chiến trường còn có những người khác nhìn chằm chằm mình? Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, còn muốn vậy nghĩ không ra suy nghĩ. Nếu thật có kẻ địch, hắn liền đánh một trận. Bất quá mới vừa rồi cùng Trùng Dương Chân Nhân nhất kích, trên người hắn còn có chút thương thế. Hơn nữa thương thế đang không ngừng lan tràn, phải mau sớm hồi tinh nguyệt giới điều chỉnh. Nếu không nếu có người âm thầm ra tay, hắn cũng sẽ không quá dễ chịu. Cùng lúc đó, Chu Thần chiến trường cửa vào một mảnh đất giới. 10 vị tiên đế cường giả hai tròng mắt đóng chặt, đang bố trí trước cái gì. Bọn họ tựa như ở xây dựng ảo tưởng, lại tựa như đang cùng không lúc nào không đúng, là cùng Chu Thần chiến trường đồng tình. Chu Thần chiến trường vô số oán khí, nguyên khí, thần đạo cảnh sát ý,
thậm chí còn hắc ám lực cũng tràn vào bọn họ bố trí một phiến ảo tưởng bên trong. Kết quả là dạng gì đồ, muốn 10 vị tiên đế liên hiệp bày trận. Thậm chí, bọn họ cũng dâng ra một phần chia bổn mạng máu tươi. Giá phải trả to lớn. Đột nhiên, một cái áo bào tím trung niên mãnh mở mắt ra, lộ ra một đạo quỷ mị nụ cười, luân hồi chi chủ hẳn mau ra đây. Luân hồi chi chủ khí vận vô địch, lần này chúng ta 10 người bày ra đồ, hắn còn có thể vô địch sao? Hắn có thể đắc tội Vũ Hoàng Cổ Đế, có thể đắc tội Đạo Đức Thiên Tôn, có thể đắc tội Trùng Dương Chân Nhân, nhưng hắn không nên đắc tội chúng ta Huyễn Môn. Đại trưởng lão nguyện ý tha ngươi, chúng ta có thể không muốn. Chúng ta bố trí lâu như vậy, cũng nên đưa luân hồi chi chủ bước vào luân hồi đồ. Cùng lúc đó, Tiêu Tinh Hà chết, thậm chí xúc động không không lúc nào không. Tử thần giáo đoàn bên trong, nội chiến vẫn còn tiếp tục. Thiên Khải Chí Tôn và Ma Nữ, hai đại trận doanh tất cả theo một khối, hai bên giằng co, liên tục đánh trận dưới, hai bên đều là chết thảm trọng, hôm nay chỉ là đối lập, không có lại bùng nổ chiến đấu mới. Nhưng lúc này, Thiên Khải Chí Tôn trận doanh bên này, chủ soái cung điện bên trong. Thiên Khải Chí Tôn thân thể câu lũ, co rúm ở một tấm đại y trên, trước đây hắn bị ma nữ nhốt, chịu hành hạ khổ sở, quả thực không nhẹ, cho dù bị người thủ hạ cứu ra, nhưng cho tới bây giờ cũng còn không khôi phục. Bỗng nhiên, Thiên Khải Chí Tôn cảm nhận được liền thiên cơ kích động, cảm nhận được liền Tiêu Tinh Hà chết. Tiêu Tinh Hà chết, liên quan Chu Thần chiến trường rất nhiều hình ảnh, rất nhiều nhân quả, toàn bộ tràn vào Thiên Khải Chí Tôn đầu óc bên trong, hắn trong nháy mắt bắt được tất cả thiên cơ. Đồng hồ cát chảy đi Chu Thần chiến trường, bị Tam Vĩ mang đi. Không có đồng hồ cát chảy, ma nữ lấy cái gì cùng ta đối kháng? Người đâu, lập tức lướt đi ma nữ trận doanh, chém chết ma nữ, nhất thống giáo phái, liền ở hôm nay. Thiên Khải Chí Tôn câu lũ thân thể, lập tức thẳng tắp, con mắt đổi được vô cùng sắc bén, đã biết ma nữ lai lịch. Đồng hồ cát chảy Trang Hiểu Nguyệt, là ma nữ cánh tay phải cánh tay trái. Trang Hiểu Nguyệt bị mang đi, vậy ma nữ trận doanh tất nhiên rơi vào trống rỗng, tuyệt đối không cách nào cùng hắn chống lại. Hình ảnh quay về, ở Chu Thần chiến trường bên trong, Diệp Thần tự nhiên không biết không không thời không thay đổi, cũng không biết Huyễn Môn ẩn núp hồi lâu, rốt cuộc phải đối hắn ra tay. Đối hắn mà nói, Chu Thần chiến trường cơ duyên tranh đoạt chiến, đã kết thúc. Diệp Thần kiểm kê được mất, phát hiện mình thu hoạch vậy là không tệ. Đầu tiên, hắn lấy được Ngạo Thiên Đế máu, dung hợp đến Thanh Liên phân thân bên trong. Hôm nay Thanh Liên phân thân đã khôi phục trẻ tuổi, bề ngoài cùng hắn giống nhau như đúc, hơn nữa hơi thở thật to tăng lên, phỏng đoán mới có thể có Diệp Thần 60% thực lực. Diệp Thần 60% thực lực, vậy đủ để ung dung nghiền ép phổ thông vô lượng cảnh cao thủ. Rồi sau đó, hắn còn chiếm được Nguyên Thiên Đế cam kết, tương lai nửa năm thời gian, Nguyên Thiên Đế sẽ là luân hồi trận doanh hộ đạo. Cái này tự nhiên là thiên đại hảo sự, giải quyết hắn nỗi lo về sau. Bất quá Nguyên Thiên Đế hộ đạo, chỉ là luân hồi trận doanh, không vì mình. Dĩ nhiên, Diệp Thần vậy không hy vọng Nguyên Thiên Đế vì mình hộ đạo. Luân hồi chi đạo, vốn là nghịch thiên mà đi. Cuối cùng, hắn còn lấy được một hũ khởi nguyên thiên thủy, cái này có thể dùng để rèn luyện thân xác linh khí, hoặc là rèn luyện binh khí pháp bảo cái gì, có thiên đại chỗ tốt. Ngoài ra, Diệp Thần trước đây ở âm hồn cổ điện bên trong, cũng nhận được một viên thiên long nguyên tinh, nếu như luyện hóa nói, đủ để cho hắn thức tỉnh thiên long nguyên thể, tấn thăng đột phá không là vấn đề. Chỉ bất quá, lần này cơ duyên tranh đoạt, Diệp Thần bên này, cũng là trả giá chút giá phải trả. Vạn hỏa giới vậy mấy cái sứ giả, vì cùng Cô Tô Vũ đối kháng, tiêu hao tự thân khí huyết, cho gọi ra một đầu toan nghê cự thú. Con sư tử kia cự thú, tên là Trời Lửa Toan Nghê. Là vạn hỏa giới thần thú bảo vệ, vô cùng mạnh mẽ. Diệp Thần bắt được đi qua hình ảnh, mình ở thần quyền đài bên kia, cướp đoạt cơ duyên thời điểm, Hạ Nhược Tuyết bên này, vì cướp lấy khởi nguyên tiên trì, đem Lửa Trời Toan Nghê cho gọi ra tới. Lửa Trời Toan Nghê cùng Cô Tô Vũ, bùng nổ kịch chiến. Cô Tô Vũ đã vượt qua bể khổ, là nửa bước thần đạo cảnh cao thủ, đem Lửa Trời Toan Nghê tổn thương nặng. Nhưng Lửa Trời Toan Nghê là vạn hỏa giới thần thú bảo vệ, vậy là vô cùng mạnh mẽ, tuy bị thương nặng, nhưng cũng để cho Cô Tô Vũ bị thương không nhẹ. Nếu như không phải là thiên nữ đến, cái này khởi nguyên tiên trì, rốt cuộc rơi vào nhà nào, còn rất khó nói.
Đột nhiên, Diệp Thần cảm nhận được liền loại nào đó cắn trả, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trùng Dương chân nhân thiên kiếm diệt tà quả nhiên mạnh mẽ, hôm nay đại năng Thất Huyên rời đi thân thể, suy yếu của hắn cảm và thương thế mơ hồ tăng thêm. Một cái vạn hỏa giới sứ giả, hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, người có tốt không? Diệp Thần áp chế thương thế, khoát khoát tay, không có chuyện gì lớn. Vạn hỏa giới sứ giả suy nghĩ hồi lâu, vẫn là nói, vậy thì tốt, luân hồi chi chủ, nếu như ngươi có thể tới sớm một chút là tốt, có lẽ chúng ta có thể đoạt được khởi nguyên tiên trì. Thiên nữ đến lúc tới, Diệp Thần còn ở là Thất Huyên tìm thi thể, khôi phục trí nhớ, thời gian bị trì hoãn. Ta có chút việc phải xử lý, xin lỗi, bất quá, nếu như có thể bắt được một hũ khởi nguyên tiên thủy, cũng không coi là thua thiệt. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng không có hối hận. Bởi vì cơ duyên vật này, bỏ lỡ, sau này luôn sẽ có. Nhưng nếu như không giúp Thất Huyên mà nói, Thất Huyên trí nhớ không cách nào khôi phục, đó đúng là vĩnh viễn tiếc nuối. Mộ chủ đại nhân, thật là, xin lỗi. Thất Huyên than thở một tiếng, biết là mình làm trễ nãi Diệp Thần. Tiền bối, không cần phải nói lời như vậy, người nói, làm người không nên quá lòng tham. Cùng ra chiến trường, ta tìm thời gian sẽ mang người hồi Thủ Vọng Xâm Lâm. Diệp Thần khẽ mỉm cười một cái, cũng không có gì tiếc nuối, lần này Chu Thần chiến trường lịch luyện, hắn thu hoạch đã là khá là phong phú. Hôm nay lịch luyện kết thúc, hắn dự định bước kế tiếp, đi ngay Thủ Vọng Xâm Lâm một chuyến, đó là Thất Huyên cố hương. Đa tạ, Thất Huyên rất là cảm kích. Mà lúc này, vậy vạn hỏa giới sứ giả, nhưng là mặt lộ vẻ buồn rầu, hướng Diệp Thần nói. Luân hồi chi chủ, lần này tranh đoạt khởi nguyên tiên trì, ta vạn hỏa giới tiêu hao to lớn, thần thú bảo vệ lửa trời toan nghe rơi vào yếu ớt, sợ rằng sẽ bị kẻ thù thừa dịp hư mà vào. Phải lập tức mời Tư Thanh cô nương, đi không không lúc nào không, lễ đăng cơ thành thần, chấn giữ vạn hỏa giới, mới khá bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói các ngươi muốn lập tức mang đi Tư Thanh. Vậy vạn hỏa giới sứ giả nói, mời luân hồi chi chủ tác thành. Diệp Thần gặp tại chỗ năm cái vạn hỏa giới sứ giả, người người máu thịt khô cảo, đầu kia lửa trời toan nghe cự thú, cũng là hơi thở yếu ớt hình dáng, cũng biết trận chiến này, bọn họ trả giá quá nhiều. Nếu như không phải là có bọn họ ra tay, sợ rằng Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh các người, đối mặt cô Tô Vũ, chỉ có một con đường chết. Dẫu sao, cô Tô Vũ là nửa bước thần đạo cảnh cao thủ, chân thực cường hãn. Diệp Thần bên này, trừ hắn ra, cũng chỉ có vạn hỏa giới thế lực, có thể cùng chống lại. Các ngươi tối đa còn có thể cho chúng ta nhiều ít thời gian. Diệp Thần thở dài một cái, hỏi. Hắn chân thực không muốn cùng Kỳ Tư Thanh tách ra, nhưng đến lúc này, sợ rằng phân biệt cũng là ở khó tránh khỏi. Vậy vạn hỏa giới sứ giả trầm ngâm một hồi, nói tối đa 10 ngày. Diệp Thần nói, các ngươi đi về trước, ta sau khi trở về sẽ cùng Tư Thanh trò chuyện một chút. Vạn hỏa giới sứ giả và rất nhiều luân hồi trận doanh người dẫn đầu ra Chu Thần chiến trường, trở lại tinh nguyệt giới. Ngay tại Diệp Thần vậy chuẩn bị rời đi Chu Thần chiến trường lúc đó, dị biến nổi lên, đỉnh đầu thương khung một tiếng sấm rơi xuống. Mấy tiếng sau này, Diệp Thần phát hiện, hết thảy trước mắt đổi được mô hồ đứng lên, hư không một phiến. Hắn tựa hồ thân ở một cái mông lung thế giới bên trong. Một khắc sau, ý định giết người đã tới. Liên tiếp tiếng xé gió vang lên, một đạo lại một đạo kiếm khí ngang dọc tới, dày đặc như mưa, hướng Diệp Thần chém chết đi. Kiếm khí trong ngang dọc, một cái dài đến mười mấy trượng màu trắng bạc cự long ở hắn kiếm khí vặn cổ bên trong bào hiếu lao ra, cắn một cái bể từng đạo kiếm khí, tiếp tục hướng Diệp Thần đạp chết tới, dương nanh múa vuốt lúc đó, vậy miệng to lớn bên trong tản ra nồng đậm mùi hôi thối, tựa hồ có thể nuốt cắn người máu thịt. Thậm chí, mang một chút chu diệt chiến trường mùi vị. Thật là nồng đậm mùi máu tanh, còn có một cổ mãnh liệt khí tức tử vong, tựa hồ cũng và Chu Thần chiến trường có liên quan, có người điều động Chu Thần chiến trường một ít thứ. Lớn như vậy bút tích. Cảm ứng được trong không khí huyết tinh khí tức, Diệp Thần cũng là khẽ cau mày, sau đó thân thể vừa chuyển, liền tránh khỏi cái này một sóng lại một sóng kiếm khí công kích, đồng thời Diệp Thần thi triển thần kiếm ngự lôi quyết, sấm sét răng khắp nơi, từng đạo lôi nhận chém về phía trong hư không tàn phá bừa bãi kiếm khí. Oanh! Oanh! Một hồi va chạm kịch liệt, từng đạo ác liệt kiếm khí ở Diệp Thần quanh thân nổ.
Quả nhiên, lại còn có người muốn giết ta. Đây tựa hồ là ảo tưởng. Thế giới hiện thật có thể lấy như vậy ảo tưởng chi đạo giết người, sợ rằng chỉ có huyễn môn. Diệp Thần trong lòng ngầm nói, ngay sau đó dưới chân mãnh dùng sức, trực tiếp đạp không hướng lên, hướng trời cao cướp hành đi, một đường nhanh bay. Hắn vốn là đều quên huyễn môn sự việc, không nghĩ tới, Chu Thần chiến trường sau đó, huyễn môn tay, quả nhiên duỗi tới. Diệp Thần tốc độ thật nhanh, ở trong hư không không ngừng lóe lên lôi mang, thần lôi ngang dọc, từng đợt kiếm khí và sấm sét tàn phá ra, đem vùng lân cận giết mang toàn bộ nghiền. Hừ, luân hồi chi chủ coi như là ngươi thực lực mạnh, có thể ngươi và trùng dương chân nhân đánh một trận, sợ rằng trạng thái không dễ chịu đi. Hôm nay bước chân vào ta huyễn môn kết hợp Chu Thần chiến trường bố trí sát đạo, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cùng cả thế giới chống lại sao? Xem ra, ngươi lá bài tẩy và Chu Thần chiến trường lấy được tài nguyên, sợ rằng cũng sẽ rơi vào trong tay chúng ta. Ngay vào lúc này, chân trời một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, theo thanh âm truyền tới, chỉ gặp một đạo khí tức cường đại người đàn ông trung niên, một tay cầm chuôi kiếm, một cái tay khác thua tại lưng sau đó. Đứng ở không trung, một mặt đạm mạc mắt nhìn xuống phía dưới Diệp Thần. Diệp Thần nghe được đối phương lần này châm chọc, trong lòng cũng sinh ra một chút sát ý, bất quá lại không có biểu hiện ra, hướng về phía đối phương nói, Chu Thần chiến trường không gặp các ngươi, xem ra là núp trong bóng tối làm chút ăn trộm gà trộm chó sự việc. Hôm nay, coi như ta bị thương, chỉ bằng các ngươi những thứ này huyễn môn người, cũng xứng cùng ta ngồi ngang hàng. Ngươi tự tìm cái chết. Bị Diệp Thần như vậy lời nói. Nam tử kia trên mặt nhất thời hiện ra vẻ giận dữ, trong tay màu tím trường kiếm run một cái, nhất thời vô số đạo kiếm cương mãnh liệt lên, hướng Diệp Thần bao phủ đi. Thằng nhóc, người đoán sai rồi, ta có thể không nhận biết cái gì huyễn môn. Vậy người đàn ông trung niên một mặt thâm độc nói. Diệp Thần vậy không ngờ rằng cái này nam tử sẽ lỡ miệng chối. Ha ha, nếu không thừa nhận, vậy ngươi có thể càng không tư cách cản rỡ trước mặt ta. Thấy vậy người đàn ông trung niên ra tay, Diệp Thần vậy không dám thở ơ, vội vàng vẩy tay ngăn cản, mặc dù trong lòng ngầm mắng huyễn môn người thủ đoạn quá vô sỉ, nhưng vẫn là được thừa nhận bọn họ đích xác cường đại đáng sợ. Huyễn môn một mực không hỏi tới thái thượng thế giới sự việc, một mực mượn huyễn đạo và ảo tưởng, nuôi dưỡng rất nhiều tiên đế cấp trưởng lão khác. Xem ra huyễn môn dã tâm không thể so với đạo đức thiên tôn mồi lửa yếu. Nếu như tầm thường, dù là Diệp Thần bị thương, huyễn môn vậy không làm gì được hắn. Nhưng hôm nay cái này ảo tưởng bên trong, tràn đầy Chu Thần chiến trường oán niệm sát ý, tuyệt đối không thể khinh thị. Mình rời đi sau đó, huyễn môn ẩn nhẫn lâu như vậy, thật là xuống một bàn thiên đại cờ. Chu diệt luân hồi cờ. Diệp Thần kiếm mang một kiếm tiếp theo một kiếm chém ra, đem đối thủ từng đạo kiếm cương tất cả đều tích bể. Bất quá những thứ này kiếm cương hiển nhiên cũng không phải là kiếm ý ngưng tụ mà thành. Nhưng uy lực nhưng cũng cường hãn, hơn nữa ngang dọc vô số, Diệp Thần cũng khó mà toàn bộ vặn diệt, trong chốc lát lại rơi vào khổ chiến. Hắn ngắn hạn đã mượn thất huyên lực lượng, bây giờ muốn lại thi triển thất huyên huyễn thế thương, căn bản không có thể. Diệp Thần và vậy người đàn ông trung niên ở trong hư không dây dưa không ngớt, hai người không ngừng đụng chạm, bỏ mặc vậy một bên chiếm cứ thượng phong, vậy người đàn ông trung niên cũng sẽ không ngừng theo sát. Lần lượt va chạm, từng đợt tiếp theo từng đợt kiếm khí, đem không gian hoa nứt ra, hóa thành đen nhánh trống rỗng, Diệp Thần vậy bị bức lui. Cái này, thật quỷ dị thủ đoạn, rõ ràng cũng không phải là kiếm tu, nhưng vẫn mượn Chu Thần chiến trường một ít kiếm ý phục khắc, mưu toan chém ta. Trước mắt cái này bước vào tiên đế người đàn ông trung niên, hiển nhiên ở mình chưa quen biết lãnh vực tác chiến, bị Diệp Thần kềm chế. Một khắc sau, Diệp Thần bừng tỉnh. Những người này rõ ràng chính là huyễn môn người đến, nhưng bởi vì huyễn môn thủ đoạn quá đặc thù, như vậy giống chống khua chiêng hành sát phạt cử chỉ, khó tránh khỏi bị người khám phá, dơ nhân khẩu lưỡi. Lúc này mới ngụy trang thành kiếm tu muốn giết mình. Khó trách, vậy không đâu vào đâu kiếm ý bên trong, uẩn có bá đạo như vậy Chu Thần chiến trường hơi thở. Diệp Thần cũng coi là kiến thức, cái loại này ngụy trang kỹ xảo, thật đúng là cao siêu. Bất quá. Diệp Thần vẫn như cũ không sợ. Luân hồi chi chủ, ngươi liền đừng vùng vẫy, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Phải không, đó cũng không nhất định à, nói không chừng ngươi kiếm ý cũng không được đây. Cái gì, ngươi biết ta kiếm ý? Nghe được Diệp Thần mà nói,
Vậy người đàn ông trung niên trong mắt rõ ràng thoáng qua một chút rung động, mặc dù mới vừa tỉ thí, hắn trong chốc lát không làm gì được Diệp Thần, nhưng là Diệp Thần thi triển thủ đoạn, nhưng cũng để cho hắn trong lòng âm thầm giật mình. Ta dĩ nhiên là biết, ngươi cũng không phải là kiếm tu. Đổi lớp ra tới giết ta, muốn đem huyễn môn lấy đi ra ngoài à? Chính là không biết, ngươi cái này chu diệt chiến trường và ảo tưởng duy trì kiếm ý, có thể kiên trì bao lâu đâu. Diệp Thần khinh thường trước nói, hắn dĩ nhiên biết đối phương là đang đóng phim lừa gạt mình, nhưng là, Diệp Thần đúng là biết huyễn môn thủ đoạn, cho nên cũng không sợ. Huyễn đạo tôn tháp, cũng không phải là đi không. Không chỉ là bởi vì Diệp Thần biết huyễn môn bí mật, trọng yếu hơn chính là, chu diệt chiến trường trải qua lực, hắn thực lực mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Chỉ cần luyện hóa chu thần chiến trường rất nhiều cơ duyên, là được một lần hành động đột phá. Vậy thì như thế nào? Nếu ngươi biết ta kiếm ý nhược điểm, vậy ngươi hẳn rõ ràng ta muốn giết ngươi quyết tâm, ta ngược lại là không ngại hiện tại sẽ đưa ngươi quy thiên, để cho ngươi hồn phách trở về luân hồi. Cái này người đàn ông trung niên đáy mắt run lên, kiếm trong tay khí càng phát ra sắc bén. Mặc dù là một tên tiên đế cường giả, nhưng Diệp Thần nhưng là không sợ. Hắn hôm nay, cũng muốn kiểm nghiệm, mình chịu tổn thương sau đó, không mượn rất nhiều lá bài tẩy, mình chân thật chiến lực. Ta nhớ ở huyễn môn, vậy chém chết qua các ngươi trưởng lão bên trong một người, ta không ngại lại hơn một cái. Diệp Thần đạm đạm nói. Ngươi, luân hồi chi chủ, nếu rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy ta liền để cho ngươi biết cái gì gọi là làm hối hận. Người đàn ông trung niên nghe vậy, nhất thời giận dữ. Con kiến hôi, chịu chết đi. Theo hắn dứt lời hạ, vậy người đàn ông trung niên trong tay màu tím trường kiếm giương lên, vô số kiếm ảnh. Ùn ùn kéo đến hướng Diệp Thần vọt tới, uy thế vô cùng khủng bố, tựa hồ là có thể đem hư không biến dạng. Hừ! Diệp Thần vậy hừ lạnh một tiếng, một cổ khí thế kinh khủng từ trên người hắn xông ra. Phá! Theo Diệp Thần vung tay lên, vô số kiếm khí ngay tức thì bể tan tành, mà vậy người đàn ông trung niên thân thể, cũng là bị Diệp Thần một chưởng chụp được té bay ra ngoài, ở trong hư không phun ra một đoàn đỏ tươi xương máu. Phốc suy! Mà đang ở hắn bay rớt ra ngoài trong nháy mắt, miệng phun máu tươi nháy mắt, trên người hắn vạt áo vậy bắt đầu vỡ nát, lộ ra vậy dữ tợn vết thương, mà ở hắn nơi lồng ngực, bất ngờ một đạo kiếm tổn thương, dữ tợn đáng sợ, sâu thấy tới xương. Chính là Diệp Thần kiếm ý, trực tiếp gai thấu hắn thân xác. Ngươi thua. Diệp Thần thu hồi luân hồi thiên kiếm, đạm đạm nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên. Cái này, làm sao có thể? Cảm thụ trước ngực đau nhức truyền tới, người đàn ông trung niên khó tin trợn to hai tròng mắt, trong miệng lẩm bẩm nói, kinh hãi trong lòng khó mà hình dạng. Lão Lục, sớm nói rồi cái này luân hồi chi chủ không đơn giản, ngươi nếu không phải là hơn này một lần hành động, à. Một khắc sau, người đàn ông trung niên bên người, chín đạo thân ảnh ngang trời mở ra, như ma thần vậy lập rất. Cái gì? Cái này một tí, liền liền Diệp Thần cũng là lông tóc dựng đứng, thần sắc ngưng trọng. Đó là ước chừng 10 tên tiên đế cường giả. Cùng một màu áo bào tím nghênh gió vù vù, đầy ắp hài hước mấy người nhíu mày nhìn cách đó không xa Diệp Thần, chỉ có vậy trước ra tay, nhưng không ở Diệp Thần trong tay chiếm được nửa tốt một chút chỗ trung niên sắc mặt tái xanh. Các ngươi, vậy được gọi là lão lục tiên đế cường giả tựa hồ là trách oán mấy người quấy rầy mình, có lẽ là hận thực lực mình không tốt, lại liền một người còn không bước vào vô lượng tiểu tử đều không có thể bắt lại. Đừng coi thường luân hồi chi chủ, trùng dương chân nhân cũng có thể bại với dưới một chiêu, tuyệt không bình thường. Nếu chúng ta không có tiêu phí to lớn giá phải trả và trải qua, cùng với mượn chu thần chiến trường oán niệm và lực lượng, sợ là chúng ta đều không cách nào địch qua luân hồi chi chủ. Diệp Thần dưới con mắt mọi người, chém một tên huyễn môn trưởng lão truyệt, trước đây tất cả mọi người đều thấy được, lúc này mới dẫn được nhiều cường giả như vậy ra tay chân áp. Có thể không nghĩ tới ban đầu đại trưởng lão lại sợ hãi luân hồi chi chủ danh tiếng, lựa chọn thả hổ về rừng. Khiêu khích ta huyễn môn, hôm nay há có thể cho ngươi còn sống rời đi. Cầm đầu áo bào tím nam tử khoát tay một cái, nhìn chằm chằm Diệp Thần ánh mắt bộc phát lạnh lùng, trò chơi đến đây chấm dứt, giết luân hồi chi chủ, lập tức hồi huyễn môn. Sau lưng mấy người đều là gật đầu lĩnh mệnh, liền lúc trước đối bại với Diệp Thần tay lão lục không biết làm sao. Cũng chỉ được rên lên một tiếng, gật đầu nói phải. Oanh. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Một khắc sau, 10 tôn tiên đế cường giả có bao vây thế, lại nữa nương tay, thẳng hướng Diệp Thần đánh tới. Diệp Thần khẽ nhíu mày, mặc dù đã sớm ngờ tới sẽ là như vậy, nhưng lại vậy vẫn là xem thường bọn họ. Hắn không dám khinh thường, thốn kình, khai thiên. Diệp Thần một quyền bạo giết ra, mặt trời gay gắt ánh sáng lóng lánh, hung hăng đánh phía trước. Nếu không phải liên tục vận dụng liệt nhật mệnh tinh, hôm nay khó mà cử động nữa. Hắn đủ để dùng mau hơn thủ đoạn chu diệt đám người. Bành! Thốn kình khai thiên cùng vậy 10 tôn tiên đế cường giả quyền kính đụng nhau, phát ra từng cơn nổ âm, không gian kịch liệt chấn động, vô tận kẽ hở từ trong khuếch tán ra. Bất quá những thứ này cũng chỉ là da lông thôi, ở đó 10 tôn tiên đế cường giả hợp lực thế công hạ, kiếm kia mang nhìn như thanh thế cuồn cuộn, thực thì nhưng ở mắt thường có thể thấy được tấc tấc vỡ nát, hóa thành hư không biến mất. Làm sao có thể? Nhìn một màn trước mắt này, huyễn môn tất cả người đáy lòng khiếp sợ vạn phần. Đây chính là 10 tên tiên đế cường giả liên hiệp công kích, lại trong chốc lát vẫn bị Diệp Thần chặn lại, điều này thật sự là nghe nói quá kinh người chứ. Hừ, chính là con kiến hồi đồ vậy mưu toan cùng chúng ta là địch, ta đây muốn xem, người có thể chống đỡ được qua mấy chiêu. Nhìn Diệp Thần chặn lại mình công kích, cái này 10 tên tiên đế cường giả sắc mặt càng phát ra khó khăn xem, căm tức nhìn Diệp Thần, cầm đầu trung niên trầm thấp quát lên. Diệp Thần khẽ nhíu mày. Bàn tay khẽ nhúc nhích, luân hồi thiên kiếm vô căn cứ kinh hiện. Luân hồi thiên kiếm, vạn kiếm thần tinh. Theo đầu ngón tay hắn nhẹ một chút, cách không một họa, nguyên bản hoành lập trên không thân kiếm bộc phát thâm thúy, ngay chớp mắt hóa là muôn vạn kiếm ảnh lóe lên thương khung, u ám lại mũi nhọn lộ ra. Những thứ này kiếm ảnh đều là sâu hắc vẻ, tựa như bóng tối tinh không ngưng tụ mà thành, ở vô biên bóng đêm bên trong lộ vẻ được phá lệ quỷ dị. Diệp Thần trong tay luân hồi thiên kiếm và vạn kiếm thần tinh tán làm muôn vạn kiếm ảnh đâm ra sau đó, liền hóa thành bay múa đầy trời loạn mưa, che đậy ở đám người, vậy che đậy nguyên phiến tinh vũ. Chi chít kiếm mưa, trên không trung vạch qua từng đạo tàn ảnh, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai bắn về phía 10 tôn tiên đế cường giả, như vậy ác liệt cảm giác, giống như là lưỡi hái tử thần, ở hướng mỗi một người cua múa. Thứ gì, những thứ này kiếm ảnh làm sao có thể sẽ nhanh như vậy? Những thứ này kiếm bóng dáng tốc độ quá nhanh, thậm chí vượt xa tiên đế dung mạo, 10 tôn tiên đế cường giả đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thượng không cùng 10 người phản ứng, chi chít thâm thúy kiếm ảnh, ngay tức thì đem cái này 10 tôn tiên đế cường giả chiếm đoạt. Phốc, 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 từng cổ một máu đỏ tươi sương mù tràn ngập ở tinh không dưới, cái này 10 tôn tiên đế cường giả, đều là ở nháy mắt tức thì chính là có người bị thương. Được nghĩ biện pháp. Diệp Thần ngước mắt khắp nơi ngắm nhìn, hắn biết cho dù là hắn vận dụng vạn kiếm thần tinh lực lượng, vậy đỉnh hơn chỉ hoãn tạm thời mà thôi, dẫu sao hôm nay trạng thái và hạn chế, muốn chu diệt 10 người tuyệt không dễ dàng. Oanh! Một tầng kinh khủng ý chí từ hư không bay lên, chỉ là vậy cường thịnh uy áp phủ xuống ngay tức thì, liền đem vậy che đậy tinh không kiếm ảnh ầm ầm đánh nát. Mặc dù 10 người này liên thủ cũng không phải là tuyệt đối có thể chết người. Có thể dẫu sao là 10 tôn tiên đế đồng thời ra tay. 10 người này liên thủ uy lực, vậy đủ để cho phần lớn tiên đế cường giả chết cái 7-8 lần. Bỏ mặc nói thế nào, những người này cũng là tiên đế, dù là có chỉ là sơ kỳ, cũng không phải tầm thường cường giả có thể so sánh, huống chi là 10 tên tiên đế, hơn nữa một vị trong đó, thực lực vượt qua 9 người. Luân hồi chi chủ, ngươi là ở tìm sơ hở sao? Đáng tiếc. Vậy thì để cho ngươi nếm thử một chút chúng ta chuẩn bị hồi lâu kết hợp chu thần chiến trường khủng bố. Cầm đầu áo bào tím trung niên cười lạnh nói. Tại chỗ 10 người đều là mắt lộ ra dùng mình, trừ nguyên bản cùng Diệp Thần chiến đấu, tiêu hao không ít lão lục hơi có vẻ chật vật ra, còn lại mấy người, đều là bị thương nhẹ. Cái này cùng thương thế, ở trong mắt của bọn họ, không đáng giá để ra. 10 tôn tiên đế cường giả, cùng nhau thi triển ra tiên đế oai. Hơn nữa chu thần chiến trường lực lượng, đủ để đến gần nửa bước thần đạo cảnh. Ngay tức thì để cho mảnh thiên địa này đổi được khói mù vô cùng, vậy cuồng bạo uy áp tràn ngập ra, tựa hồ phải đem thiên địa này cũng ép vỡ. Loại tình cảnh này hạ nếu không phải Diệp Thần có vạn kiếm thần tinh, sợ rằng liền ngăn cản một hồi lực lượng cũng không có. Được, vậy thì xem ai có thể phá hỏng cục này. Diệp Thần khóe miệng dâng lên vẻ sát ý. 10 đạo đủ loại bóng sáng mang theo ý định giết người tới, ở trong tinh không vạch qua từng cái ngân xà,
mang kinh khủng ý chí hướng Diệp Thần cuốn tới. Cảm nhận được vậy đập vào mặt kiếm ý, Diệp Thần tâm thần rét một cái, không dám khinh thường. Vù vù, kiếm cương từ Diệp Thần vạn kiếm thần tinh bên trong nhô lên ngang dọc, vô số kiếm ảnh nổi lên, tạo thành một tấm lưới trời, cùng vậy 10 đạo ý chí mạnh mẽ mở ra đánh cờ. Keng, keng, thương, xiết mang cùng võng kiếm, kịch liệt đụng vào nhau, bộc phát ra từng cơn chói tai tiếng va chạm. Cái này 10 tên tiên đế cường giả ý chí đúng là cực kỳ bá đạo, Diệp Thần vạn kiếm thần tinh mặc dù không tục, nhưng đối mặt như vậy cường tuyệt sát ý, liền hắn đều là cảm thấy tim quý. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần tâm thần được ảnh hưởng, vốn là bền bỉ lưới trời, bị xé ra một vết thương, trong nháy mắt, giết mang hạ xuống, tinh điểm bắn thân, liền đem hắn thân xác suýt nữa tạc xuyên. Trong mấy hơi thở, cũng đã là quanh thân lớn nhỏ ước chừng mấy chục cái lỗ máu. Không hổ là luân hồi chi chủ, khó trách ngươi cũng như này tự tin. Nhìn Diệp Thần, vậy áo bào tím trung niên trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, không khỏi được trầm giọng nói, chỉ là, người thủ đoạn thật so chúng ta những thứ này tiên đế càng hơn sao. Phá! Một chữ quát lạnh, Diệp Thần vạn kiếm thần tinh bảo vệ kiếm ý ngay tức thì cáo phá, vô số kiếm cương kích động loạn vũ, Diệp Thần thân thể bắn thủng một tòa lại một tòa cự phong, đập rơi xuống đất. Đúng rồi, đừng nghĩ vận dụng người khác lá bài tẩy, phù quỷ mẫu xào cũng không được. Nơi này không gian sớm bị chúng ta làm tay chân. Diệp Thần nghe được câu này, con người lạnh lẽo. Bất quá hắn lá bài tẩy có thể quá nhiều. Thật ra thì không dùng tới liệt nhật mệnh tinh và cái khác lá bài tẩy, còn có một cái thủ đoạn có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Đó chính là khởi nguyên tiên chỉ tiên nước. Nhưng mà khởi nguyên tiên chỉ tiên nước giá trị chân quý, hắn có thể không muốn lãng phí ở 10 người này trên mình. Ngay tại Diệp Thần suy tính biện pháp nhanh chóng kết thúc chiến cuộc lúc đó, một đạo thanh âm khàn khàn ở bên tai đột nhiên vang lên. Thanh âm này lại đến từ Chu Thần chiến trường. Thằng nhóc, người ta có thể hợp tác một lần. Diệp Thần ngẩn ra, không biết thanh âm kia đến từ nơi nào. Ngươi muốn cái gì? Diệp Thần nói. Thanh âm kia trầm ngâm hồi lâu, mới nói, ta chỉ muốn mượn ngươi phù quỷ mẫu xào dùng một chút, yên tâm, đối ngươi vô hại. Ta muốn ngắn ngủi cuộc sống ở phù quỷ mẫu xào bên trong. Ngươi nắm giữ quyền chủ động, dẫu sao là ở ngươi phù quỷ mẫu xào bên trong, ta nếu có hại ngươi dự định, ngươi tùy thời là được đem ta tru diệt, không phải sao? Diệp Thần có chút bất ngờ. Một khi cái này không biết lai lịch ra hỏa tiến vào phù quỷ mẫu xào, hoàn toàn là mình nhất niệm là được giết. Bất quá hắn cũng đoán được đối phương mục đích. Đối phương bất quá là muốn sống mà thôi. Chu Thần chiến trường lập tức phải biến mất. Đến lúc đó, tên này còn muốn thấy mặt trời lần nữa, chẳng biết lúc nào. Lựa chọn mình phù quỷ mẫu xào, không thể nghi ngờ là lựa chọn duy nhất. Diệp Thần suy tính chốc lát, nói, được. Một giây kế tiếp, Diệp Thần liền cảm giác được phù quỷ mẫu xào bên trong tràn vào một đạo không thể danh trạng tồn tại. Đồng thời, hắn cảm giác được mình tựa hồ có thể điều khiển đối phương một phần chia lực lượng. Diệp Thần khóe miệng phát họa một đạo nụ cười, xem ra Chu Thần chiến trường cuối cùng, còn có bất trắc cơ duyên. Một giây kế tiếp, một cổ bạo ngược hơi thở lao ra Diệp Thần thân thể. Mà lúc này, 10 vị huyễn môn tiên đế ý định giết người đã hạ xuống. Cái gì? Tại chỗ 10 người tất cả giật mình, cổ khí tức bạo ngược kia, làm bọn họ đều là cảm thấy một hồi da đầu tê dại. Đó rốt cuộc là thứ gì? Áo bào tím trung niên gầm lên tiếng. Kiếm chỉ hướng Diệp Thần một phe tay đều ở đây hơi run rẩy, vậy là tới từ đáy lòng chỗ sâu nhất quý động. Keng! Một chuôi tuyệt thế sát ý từ Diệp Thần thiên linh chỗ bay xoáy lên, mênh mông giết hại ý chí ngay tức thì chính là làm được 9 tầng trời dị tượng hiện ra. Mây kiếp răng đầy lôi biển rơi xuống mấy đạo thần phạt, kinh khủng ánh sao cho dù là vô lượng cảnh sơ kỳ người, cũng là dính tất diệt, liền liền cái này 10 tôn tiên đế, đều là cao mày chạy trốn xa, không muốn dính nghiệp quả. Thẻ xem kỹ. Mục dục lôi hải phát ra âm thanh, là Diệp Thần đỉnh đầu một đôi tròng mắt. Bóng tối con ngươi. Con ngươi phủ văn lưu chuyển, ngay tức thì hóa là không thể danh trạng tồn tại. Rồi sau đó hóa là một thanh kiếm. Tà ác kiếm. Vèo. Từng đạo kiếm thế phá thể ra, Diệp Thần quanh thân tựa hồ nhận chịu cực lớn áp lực, giống như là một phá vỡ đếm chỗ rách quả banh ra vậy, máu tươi văng khắp nơi. Có thể gặp lực lượng này nơi tay, ở phệ máu thịt. Cũng may luân hồi thần thân thể mạnh mẽ,
rất nhanh chính là khôi phục như vậy. Vậy là đủ rồi, lại tiếp tục như vậy, người còn sẽ bị thương. Vậy thanh âm khàn khàn vang lên. Cùng lúc đó, vậy tà ác tới giữa hung quang đại trán, ở Diệp Thần trong tay, giống như là một con rồng hung ác vậy dữ tợn, muốn thoát khốn chém giết. Ngươi! Ngươi lại cùng như vậy tà vật nhập bọn. Huyễn môn 10 tôn tiên đế trưởng lão đều là trợn to đồng lỗ, cái này Diệp Thần thủ đoạn, có chút hoàn toàn ra bọn họ dự liệu. Tà vật, các ngươi đại biểu huyễn môn, danh môn nhà có thể được lỗi lạc chuyện. À đúng rồi, bằng các ngươi 10 cái rác rưởi, vậy không đại biểu được huyễn môn. Diệp Thần thanh âm giờ phút này đạm mạc lại cuồng ngạo, tựa hồ vậy tà ác kiếm, vậy ảnh hưởng kỳ chủ tâm tính, hắn thâm thúy trong con ngươi, là vô tận lạnh như băng cùng không che giấu chút nào sát ý. Cuồng vọng ra hỏa, ngươi lại dám coi rẻ chúng ta. Áo bào tím trung niên khí được cả người run rẩy, một cổ vô hình uy áp tràn ngập ra, vậy là tới từ tiên đế hậu kỳ cường giả có 102 uy nghiêm. Ngươi, tự tìm cái chết. Người đàn ông trung niên trong ánh mắt tràn đầy khói mù. Ha ha ha, tự tìm cái chết. Các ngươi thật coi mình là huyễn môn môn chủ. Hôm nay, ta liền thay trời hành đạo, đem các ngươi đám này ngụy quân tử chém tại dưới kiếm. Diệp Thần đỉnh đầu nổ bắn ra một đạo chói mắt hắc mang, một cổ kinh khủng kiếm khí, từ vậy tà kiếm trên nổ bắn ra, tựa hồ phải đem cái này một phiến bầu trời tích thành hai nửa. Giết! Áo bào tím trung niên tay cầm trường kiếm hướng Diệp Thần nghênh đánh tới, sắc bén dị thường lại hàm chứa kinh khủng sát ý, cùng Diệp Thần tà ác kiếm cứng trọi cứng đối kháng một cái. Bành! Hai đạo kiếm ý đụng thẳng vào nhau, phát ra to lớn tiếng nổ, gió lớn tràn ra, cuốn lên thiên địa non sông, phân bay loạn vũ. Áo bào tím trung niên kiếm trong tay chấn động một cái, rời tay mà bay, rớt xuống bao la mặt đất, nhìn lại Diệp Thần một bên, chỉ là lui về phía sau một bước, thần sắc đạm như vậy. Tên này thực lực làm sao đổi được mạnh như vậy? Áo bào tím trung niên sắc mặt ngưng trọng, hắn ánh mắt chăm chú nhìn Diệp Thần, trong lòng cảm thấy một loại sâu đậm kiêng kỵ. Ta xem không chỉ là trở nên mạnh mẽ, một vị khác một vị tiên đế trầm ngâm nói. Thằng nhóc này trên mình tà khí rất nồng, tựa hồ là được kỳ ngộ nào đó, và cái này giết sâu chiến trường cùng với không không lúc nào không có liên lạc. Không tệ, người này không thể lưu. Lúc trước bại với Diệp Thần tay lão lục cũng là tán thành, hôm nay Diệp Thần cho bọn họ rất mạnh cảm giác nguy cơ. Ha ha, các ngươi muốn giết ta, vậy thì mỏi mắt mong chờ. Diệp Thần cười nói, nhưng khóe miệng nhưng là dâng lên lạnh lùng ý. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Áo bào tím trung niên híp cặp mắt hỏi. Ta chỉ là trình bày một sự thật, các ngươi hành vi, đã xúc phạm huyễn môn quy tắc, ta là muốn thay trời hành đạo. Hơn nữa ngươi vẫn là huyễn môn trưởng lão, ta chẳng qua là đại biểu huyễn môn công bình chấp pháp thôi. Diệp Thần lạnh lùng nói. Giỏi một cái công bình chấp pháp, vậy bổn trưởng lão liền để cho ngươi xem, ngươi công bình chấp pháp, rốt cuộc có mấy cân mấy lượng. Áo bào tím trung niên thanh âm run lên, kinh khủng quyền ý tóe ra. Rào 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 rào. Áo bào tím trung niên thân hình chớp mắt, hai quyền hoành mở, đánh nát hư không bắn tung tóe dậy vô tận mảnh vỡ. Tựa hồ là từng cây một châm nhỏ tựa như, hướng Diệp Thần chạy nhanh đến. Những cái kia châm nhỏ đến mức, không gian sụp đổ, tựa hồ liền thế giới đều phải vỡ vụn, vô cùng đáng sợ. Chấn. Nhưng mà Diệp Thần, chỉ là quát lạnh một chữ, trong tay lực lượng tà ác lóe lên nhỏ mang, thoáng qua một chút đỏ tươi, giống như người nổ lên gân xanh mạch lạc, một kiếm vung ra, thiên địa quý động. Ung ung. Một kiếm chém ra, trời đất quay cuồng, sơn hà văng tung tóe. Một phiến hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Phốc suy, phốc suy. Một hồi thanh âm chói tai vang lên, áo bào tím trung niên thân thể bay rớt ra ngoài, vừa đối mặt liền bị Diệp Thần một kiếm chém trúng, hắn cả người áo khoác nổ tung, máu rầm rề từng cục da thịt sao 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 bên ngoài, nhìn như cực độ kinh người. Áo bào tím trung niên trong mắt, tràn đầy khiếp sợ cùng kiêng kỵ. Hắn thực lực dõi mắt thái thượng thế giới vậy coi là nhất lưu. Làm sao liền bị thương luân hồi chi chủ một chiêu cũng không ngăn nổi. Cái này luân hồi chi chủ rốt cuộc vận dụng bài tẩy gì? Chẳng lẽ là tử thần giáo đoàn lực lượng? Không thể nào. Vậy thì là ai? Làm sao có thể, tiểu tử này tu vi không có đột phá, chu thần chiến trường tài nguyên vậy không luyện hóa, lại bị trùng dương chân nhân nhất kích, làm sao có thể thời gian ngắn thay đổi mạnh hơn? Bất quá, hắn mạnh hơn nữa. Chỉ sợ cũng có loại nào đó hạn chế,
chúng ta liên thủ vẫn là có thể đem hắn bắt lại. Mọi người không cần lưu tình, giết hắn. Vậy áo bào tím trung niên trong lòng, một cổ sát ý mãnh liệt hiện lên, hướng về phía đám người ra lệnh. Nháy mắt tức thì, từng đạo tia sáng màu đen từ áo bào tím trung niên trong cơ thể tóe ra, hóa thành từng cái viên luân, mỗi một cái vòng tròn luân cũng hàm chứa kinh khủng lực lượng, mang vô cùng mũi nhọn, hướng Diệp Thần hung hãn oanh đập xuống. Những cái kia viên luân càng ngày càng nhiều, ùn ùn kéo đến công kích, giống như là một cái lưới lớn vậy, hướng Diệp Thần bao phủ tới đây. Những thứ này viên luân là huyễn môn sử dụng thần thông bí kỹ, gọi là huyễn thần khóa. Một khi thi triển ra, liền có thể đem địch nhân thân xác trói buộc ở, hơn nữa để cho địch nhân mất đi sức chiến đấu. Đây chính là huyễn môn độc môn bí thuật, uy lực vô cùng cường đại, coi như là tiên đế cường giả cũng không dễ dàng phá giải. Tứ trưởng lão bí bảo, ta xem hắn lấy cái gì phá giải. Cái này luân hồi chi chủ đúng là không đơn giản, nhưng như cũng không thể trốn cởi bị trói buộc vận mệnh. Lần này xem hắn còn chạy đàng nào. Rất nhiều huyễn môn trưởng lão, đối huyễn thần khóa cực độ tự tin. Huyễn thần khóa công kích, mặc dù lợi hại, nhưng là cũng không quá chỉ có thể đem địch nhân thân xác trói buộc, cũng không thể giam cầm thần hồn của địch nhân. Cho dù là động dùng thủ đoạn, dù là sau chuyện này bị nhìn ra đầu mối, cũng không cách nào nương tay, cái thằng nhóc này có cổ quái, trước hết giết hắn. Áo bào tím trung niên quát to, một khi vận dụng huyễn môn bí bảo, vậy thì đồng nghĩa với lần này ám sát bày đến trên mặt nổi tới. Người sáng suốt chỉ cần xem chiến đấu này giấu vết một mắt, liền có thể nhìn ra đầu mối, nhưng hôm nay cho dù không cách nào lừa gạt được luân hồi trận doanh, vậy được ra tay. Theo huyễn thần khóa công kích lan tràn, những cái kia viên luân, cũng là từng cái muốn nổ tung lên, hóa thành vô số mảnh vỡ, nhưng ở áo bào tím trung niên cùng rất nhiều trưởng lão dưới sự khống chế, những thứ này mảnh vỡ nhưng giống như là sống lại tựa như, nhanh chóng tổ hợp chung một chỗ, hóa thành một viên hơn nữa to lớn vòng tròn. Phải đem cái này phiến hư không chấn khóa, cầm Diệp Thần kể cả cái này một phương thiên địa cùng nhau tế luyện, hóa thành hư không. Huyễn thần khóa chính là huyễn môn bí bảo, chính là do rất nhiều huyễn môn đời trước, tiêu phí vô cùng tâm huyết, hao phí rất lâu năm tháng, mới cuối cùng luyện chế mà thành, uy lực không phải chuyện đùa, chính là đỉnh cấp tiên đế, nếu là không có phòng bị, cũng sẽ bị cái này bí bảo trói buộc ở. Mất đi sức chiến đấu. Nghe nói huyễn thần khóa thiết kế nguồn là không không lúc nào không chung một kiện truyền thuyết Phật. Năm đó Thiên Khải Chí Tôn cũng đối hắn nghiên cứu vô tận năm tháng. Áo bào tím trung niên bàn tay vung lên, viên luân nhanh chóng trở nên lớn, hóa thành một tòa núi nhỏ, hướng Diệp Thần chèn ép tới đây. Đánh chết luân hồi chi chủ sau đó, đoạt được hắn lá bài tẩy cùng với Chu Thần chiến trường chiến lợi phẩm, rồi sau đó nhanh chóng mang theo huyễn hoàng lệnh chạy trốn xa. Huyễn thần khóa uy năng sẽ đem lúc trước che giấu nơi đây thiên cơ cùng luyện hóa, trong môn tất cả mọi người đều sẽ giật mình. Áo bào tím trung niên quát lên. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, đôi mắt hơi rét một cái. Huyễn thần khóa. Tà ác kiếm, lại lần nữa huy động, một kiếm cua múa lúc đó, kiếm quang tàn phá ra, những cái kia vòng tròn, trực tiếp bị xé nát. Làm sao có thể? Vậy hắc ám lực lượng ngưng tụ kiếm lại ung dung đem huyễn thần khóa xé nát. Chẳng lẽ hắc ám lực lượng đến từ không không thời không chí cường? Diệp Thần cử động, đưa tới 10 tôn tiên đế cường giả xôn xao. Hắn cử động quá quỷ dị, để cho người khó mà tin tưởng. Nhưng là tùy ý của múa một kiếm, đem Tiêu Kiền Thiên Bàng thân bí bảo kích phá. 10 tôn tiên đế dắt tay nhau bày ra ảo tưởng trận pháp trong phút chốc vỡ nát. Kể cả nơi đây thiên địa nhật nguyệt, đại tinh xa vào, vạn pháp tàn phá, hủy diệt. Cùng lúc đó, huyễn môn một tòa cung điện bên trong. Ngồi xếp bằng đại trưởng lão nhướng mày một cái, cảm giác được cái gì, đây là huyễn thần khóa. Những tên kia lại muốn dùng này đối phó luân hồi chi chủ. Ở Chu Thần chiến trường. Đáng chết. Cụ già chân đạp sao rơi, thân hình ngay tức thì tại chỗ biến mất. Huyễn môn. Hành vân đỉnh trước. Huyễn môn tam trưởng lão ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, đồng lỗ ngay tức thì phóng đại gấp mấy lần. Huyễn thần khóa, Tiêu Kiền Thiên, ngươi dám. Hình ảnh quay về. Chu Thần chiến trường ra. Một kiếm phá trận, một kiếm khai thiên. Nơi đây hư không mảnh vỡ kích động, 10 tôn tiên đế cường giả đều là tạm lánh mũi nhọn, kinh khủng kia dư âm, cơ hồ liền bọn họ đều không cách nào chống cự. Dính thì phải rơi vào cái trọng thương kết quả.
ta nói, muốn thay Huyễn Môn công bình chấp pháp, thanh lý môn hộ. Diệp Thần lạnh lùng quăng ra một câu nói, chợt tung người tiến vào tàn phá bừa bãi hư không chảy loạn bên trong, tìm kiếm 10 tôn tiên đế bóng người, trong tay vậy tràn đầy bóng tối kiếm tranh minh không ngừng, gào thét đánh gãy vạn dặm sơn xuyên. Kiếm quang lóe lên, từng cái tàn ảnh bể tan tành. Không! À, thần hồn của ta! Tiếng kêu thảm thiết, vô cùng thê lương tiếng gào, vang khắp lên. Ngươi lại đem Huyễn Thần khóa làm hỏng. Đáng chết, ngươi hủy xấu xa Huyễn Môn chí bảo, ta phải giết ngươi. Áo bào tím trung niên lửa giận ngút trời. Nhưng mà, tà ác kiếm chỗ đi qua, máu tươi cùng theo không gian bể vết biểu bắn, không chỉ là 10 tôn tiên đế cường giả, thậm chí liền vùng lân cận hết thảy đều phải bị chém chết, hết thảy đều phải hóa thành bụi bẩm phiêu tán tại giữa trời đất. 10 đạo khí tức mạnh mẽ, chỉ là Diệp Thần giơ tay lên gian mấy kiếm của múa, đã qua hơn nửa, 5-6 tôn tiên đế Huyễn Môn trưởng lão, bị miễn cưỡng xóa bỏ. Diệp Thần thời khắc này vạt áo lần nhuốm máu tí, giống nhau hòa thoát thoát một tôn địa ngục trở về ma thần, tay cầm tà ác kiếm, một bước bước ra, bước ngang qua vạn trượng khoảng cách, một đường đuổi giết còn thừa lại mấy tôn tiên đế cường giả, chỗ đi qua không có một ngọn cỏ. Đây là hung hãn bực nào lực lượng? Cổ lực lượng này tuyệt không phải thuộc về thế giới hiện thật. Những người còn lại giờ phút này tâm kinh đảm hàn, muốn khóc cũng không nước mắt. Bọn họ làm sao cũng muốn không rõ ràng, bị thương luân hồi chi chủ lại có thể như vậy nghịch thiên. Ngươi lại vẫn còn sống. Diệp Thần kinh ngạc nhìn trước mắt đám người trong miệng lão Lục, chính là lúc trước cùng hắn một mình đấu một vị kia tiên đế cường giả, lúc này người sau tứ chi đã qua hai, mái tóc dài phân tán, muốn quỳ xuống đất, nhưng phát hiện mình nửa người dưới đã sớm lâm vào là bùn máu. Luân hồi chi chủ, ta sai rồi, không nên giết ta, hết thảy các thứ này đều là Tiêu Kiền Thiên chủ ý à, ta. Lời nói chưa dứt, Diệp Thần chính là một kiếm chém tới liền hắn đầu lâu, thê thảm lời nói im bặt. 10 tôn tiên đế, đã qua thứ 7. Còn dư lại 3 tôn tiên đế, thấy Diệp Thần kinh khủng kia giết hại khí thế, trong lòng cũng dâng lên từng cơn sợ hãi chi tâm, không qua bọn họ cũng không phải người vô dụng, một tiếng giống giận, trên mình hơi thở cuồng bạo cuộn sạch ra. Bọn họ biết mình hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ có thể đem hết toàn lực liều chết đánh cuộc một lần. Oanh oanh oanh, hư không chấn động. 3 tôn tiên đế công kích, mênh mông vô cùng, tựa như hóa thành 3 ngọn núi lớn, từ 4 phương 8 hướng chèn ép tới đây. Giết! Diệp Thần trong tay tà ác kiếm toát ra lóa mắt kiếm quang, từng đạo kinh khủng kiếm khí, giống như núi cao vậy xông lên đụng tới, ầm ầm xông lên bể 3 đại tiên đế công kích. Ùm ùm! 3 đại tiên đế liên thủ công kích, lại chỉ là để cho Diệp Thần thân thể hơi chấn động một chút, căn bản không có bị bất kỳ tổn thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn 2 vị đồng bạn chết. Không thể nào, tại sao có thể như vậy? Áo bào tím trung niên mặt đầy vẻ hoảng sợ, ánh mắt chừng được tròn trịa, nhìn Diệp Thần bóng người, không tốt. Đi mau! Bá! Tà ác kiếm càn quét mà qua, một kiếm đem hắn thân thể xuyên thủng, làm bộ liền muốn chém thần hồn. Thằng nhóc! Ngươi dám! Ngay tại lúc này, Tiêu Kiền Thiên giận dữ tiếng vang khắp cả tòa thương khung, một cổ mênh mông như ngân hà vậy hơi thở ngay tức thì đè xuống, liền liền Diệp Thần trong tay tà ác kiếm đều là hơi chậm lại. Luân hồi chi chủ, ta thực lực đang không ngừng suy thoái, hiện tại tới cái lão gia hỏa này thực lực có thể không bình thường. Vậy thanh âm khàn khàn lần nữa truyền tới, có nồng nặc ngưng trọng, ở một chớp mắt kia, Diệp Thần tuy có chần chờ, nhưng vẫn là lựa chọn một kiếm đi ngang qua. Hoàn toàn chém tới liền áo bào tím trung niên đầu lâu. Đến đây, Tiêu Kiền Thiên dùng để vây quét Diệp Thần 10 tôn tiên đế cường giả, Huyễn Môn ước chừng 10 tên trưởng lão, tất cả đều nuốt hận tại chỗ. Tiêu Kiền Thiên vẫn là tới trễ một bước, hắn nhìn trước mắt cái này lãnh đạm nam tử, một bộ vạt áo rách dưới không chịu nổi, máu tươi ánh thấu quanh thân, hòa thoát thoát một cái người máu. Luân hồi chi chủ, ngươi thật là thủ đoạn, Tiêu Kiền Thiên sắc mặt tái xanh. Nhìn thẳng Diệp Thần lãnh đạm ánh mắt, tựa hồ hận không được đem người trước mắt sống quả. Lẫn nhau, lẫn nhau. Không nghĩ tới cao cao tại thượng Tiêu trưởng lão, vậy sẽ hành cái này cùng bẩn thỉu thủ đoạn. Diệp Thần liếc mắt, nhìn trước mắt cụ già áo bào đen, có chút ngưng trọng. Hắn mặc dù mượn vậy thanh âm thần bí lực lượng, nhưng cũng có giá cực lớn. Hắn hiện tại có thể cảm nhận được một cổ đến từ thân thể chỗ sâu gánh vác. Thậm chí liền trùng dương chân nhân một kích kia sinh ra tổn thương vậy nặng hơn. Hôm nay hắn tốt nhất không động thủ,
chỉ phải kiên trì đến Huyễn Môn đại trưởng lão và tam trưởng lão tới, hết thảy tự nhiên giải quyết. Ngươi lấy là lão phu sẽ kiêng kỵ ngươi luân hồi chi chủ danh tiếng. Tiêu Kiền Thiên mặt lộ sát ý, chớ nói Nhâm Phi Phàm đã phi thăng không không lúc nào không, cho dù hắn thân ở chỗ này, lão phu cũng phải từ trong tay ngươi lấy lại Huyễn Hoàng lệnh và Chu Thần chiến trường chiến lợi phẩm, lấy ngươi mạng chó. Đi chết đi. Rắc rắc. Tiêu Kiền Thiên bước chân di động lúc đó, mau đến mức tận cùng, kéo vang trời đạo ý chí cùng rơi xuống, nhìn như nhẹ bỗng một trường, thực thì ẩn chứa vạn năm đại lộ. Phịch. Kết kết thật thật một trường in ở Diệp Thần ngực, ở sống chết trước mắt để gặp, thần bí kia lại lực lượng tà ác truyền tới một tiếng quát lên. Ta cũng không chịu nổi, ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Diệp Thần thân hình thụt lùi vạn trượng, trong tay tà ác kiếm hoành tại trước ngực, thay hắn đỡ được một trường. Oanh! Lúc trước không thể một đời hung kiếm giết mang nháy mắt khắc gian chôn vùi. Hơn nữa lui trở về Diệp Thần phù quỷ mẫu xào bên trong. Như một trường này, như chính giữa, tuyệt đối không chết vậy tổn thương. Huống chi Diệp Thần liền lật chiến đấu, trạng thái rất là gay gâu. Ồ! Tiêu Kiền Thiên kinh nghi một tiếng, lực lượng kia không thuộc về thế giới hiện thật, chẳng lẽ là không không lúc nào không? Tiêu Kiền Thiên, ngươi dám! Ngàn dặm bên ngoài, tam trưởng lão tiếng hét phẫn nộ vang lên, Tiêu Kiền Thiên nhưng là đầy vô tình nhìn về Diệp Thần, nói, hôm nay, ai cũng không cứu được ngươi. Như luân hồi chi chủ chết tại ta tay, sợ rằng Huyễn Môn cách cục lúc này thay đổi. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại lần nữa lại gần đi lên, lại là một cái ảo tưởng trưởng ấn oanh đánh tới. Đông! Ừ! Đột nhiên, Tiêu Kiền Thiên sửng sốt một chút, chợt ánh mắt do vốn là sát ý, dần dần đổi được rung động, hắn làm sao có thể nghe không ra, đó là tổ tiên đạo âm. Huyễn Hoàng lệnh bên trong, lại có một món tổ tiên ý chí. Tiêu Kiền Thiên cắn chặt hàm răng, ngay tại hắn do dự ở một chớp mắt kia, tam trưởng lão thân hình đã là chắn Diệp Thần trước người. Hắn bỏ lỡ cơ hội cuối cùng. Có trước mắt cụ già ở đây, Tiêu Kiền Thiên hôm nay thì không cách nào lại đối Diệp Thần ra tay. Tiêu Kiền Thiên, người thật là lớn uy phong. Áo gai cụ già tròng mắt híp một cái, nhìn về Tiêu Kiền Thiên, cả người kiếm cốt. Leng keng vang dội, nhìn như còng lưng cụ già, lúc này là giữa trời đất sắc bén nhất một thanh kiếm. Cho dù là ở Huyễn Môn tổ tiên ý chí trước, như cũ không nhúc nhích như chung, mình mông như biển. À, quả nhiên, Huyễn Hoàng lệnh tặng cho tay ngoại nhân, ta cũng biết sẽ sống lại rắc rối. Khẽ than một tiếng, một đạo kim quang ngưng tụ thành hư ảnh chậm rãi hiển hóa, chính là Huyễn Đạo Tôn Tháp bên trong, Diệp Thần đã gặp một vị kia, đem không không lúc nào không một tòa đại lục miễn cưỡng xé ra người tàn nhẫn, cũng chính là Huyễn Môn Lão Tổ. Tổ tiên! Nhưng vào lúc này, Huyễn Môn năm đại trưởng lão toàn bộ tập trung đông đủ, rối rít quỳ một chân trên đất. Gặp qua tổ tiên, đại trưởng lão run rẩy tiến lên mấy bước, tổ tiên. Lời nói bên trong, không biết là kích động vẫn là kiêng kỵ. Huyễn Môn chủ sự, ra mà nói chuyện. Huyễn Môn lão tổ hừ lạnh một tiếng, nhìn vòng quanh bốn phía, một hồi lâu sau, không gặp có người đứng ra, hắn lúc này mới đưa mắt nhìn sang cầm đầu đại trưởng lão. Ngươi là đương thời Huyễn Môn tông chủ. Hắn ánh mắt, như có như không liếc về hướng tam trưởng lão, lại nhìn xem đại trưởng lão, thấy người sau gật đầu, sắc mặt rõ ràng không tốt lắm xem. Ta là Huyễn Môn trưởng lão ghế thủ lãnh, tông chủ dạo chơi bên ngoài, Huyễn Môn do ta tạm thời thay mặt quản lý. Đại trưởng lão cung kính nói. Huyễn Môn lão tổ nghe vậy, sắc mặt lúc này mới hơi có vẻ bình tĩnh, nhưng mà vừa mở miệng, nhưng là thẳng kinh sát tất cả người. Các ngươi, tại sao lá gan làm khó ta Diệp Thần tiểu hữu? Nghe được nhà mình lão tổ như vậy tựa như nói dẫn giọng, tại chỗ tất cả người vẻ mặt đều là đổi được vi diệu đứng lên. Trừ tứ trưởng lão Tiêu Kiền Thiên sắc mặt âm trầm ra, bao gồm chạy tới đại trưởng lão ở bên trong mấy tôn tiên đế cường giả, đều là bình tĩnh nhược thủy, không nói ứng đối. Đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, vị lão tổ tông này là muốn ra sức bảo vệ Diệp Thần, lão nhân gia ông ta đối với Diệp Thần yêu thích trình độ. Không cho bọn họ lần nữa cản rỡ. Huyễn Hoàng lệnh, là ta tặng cho Diệp Thần, các ngươi, có gì dị nghị không? Huyễn Môn lão tổ ngắm nhìn bốn phía, vậy đạo linh thể ánh mắt như có như không quét về phía Tiêu Kiền Thiên, xem được người sau một hồi ra đầu tê dại, hắn Tiêu Kiền Thiên mặc dù có thiên đại lá gan, cũng không dám đối nhà mình lão tổ được không kính cử chỉ. Hồi bẩm lão tổ, chúng ta không dám.
Tiêu Kiền Thiên vội vàng khom người nói. Đại trưởng lão còn muốn nói gì, nhưng ngại vì Huyễn Môn lão tổ uy thế, vậy tất cả khom người nói, hồi bẩm lão tổ, không có dị nghị. Nghe được đám người lời này, Diệp Thần cũng là ám thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi mình trạng thái gay gâu, vốn định vận dụng tiên nước, thật may Huyễn Môn lão tổ kịp thời chạy tới. Ha ha ha! Đột nhiên, Huyễn Môn lão tổ ngẩng đầu thét dài, mặt mày tươi cười nhìn Diệp Thần, không tệ không tệ, ngươi rất tốt. Ta cũng biết ngươi nhất định bất phàm, Chu Thần chiến trường cũng có thể thu hoạch rất nhiều, xem ra ánh mắt lão phu sẽ không sai, ngươi quả thật là một cái tuyệt thế kỳ tài. Thế giới hiện thật đối ngươi mà nói, vẫn là quá nhỏ. Thấy Huyễn Môn lão tổ ánh mắt tán thưởng, Diệp Thần cũng là một mặt khiêm tốn nói, lão tổ mâu phần thưởng, ta chỉ là may mắn mà thôi, không đáng nhắc đến. Ngươi có thể nguyện nhập ta Huyễn Môn. Đột nhiên, Huyễn Môn lão tổ ném ra cành ô liu, tựa hồ rất là không muốn bỏ qua trước mắt Diệp Thần, hắn dừng một chút, chợt bổ sung nói. Không phải làm đệ tử, mà là trưởng lão, ở Huyễn Môn tông chủ trở về chủ trì đại cuộc trước, thay lão phu, ràng buộc Huyễn Môn trên dưới. Cụ già ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, dư quang nhìn về một bên đại trưởng lão, hắn ý nói chính là ta đối ngươi thái độ, rất là bất mãn. Đại trưởng lão sắc mặt không hề bận tâm, phủ đầy lão nếp nhăn trên mặt không nhìn ra bất kỳ tâm trạng chập chờn, hắn nhìn thẳng phương xa, không biết lòng bên trong ở đắn đo cái gì. Thấy Diệp Thần do dự, Huyễn Môn lão tổ lại là nói thẳng, không biết lúc trước vị kia tiểu hữu còn ở đây, hắn nhưng mà buông xuống hào ngôn, muốn thay ta Huyễn Môn thanh lý môn hộ. Kiếm chém đầu lâu một khắc kia, nhưng mà hào sảng rất sao. Cụ già chế nhạo nói. Cái này một lời, Diệp Thần ngược lại có chút không biết làm sao. Ha ha ha, lão phu lại nữa trêu ghẹo ngươi chính là, như vậy đi, ngươi có thể nguyện làm chúng ta bên trong vinh dự trưởng lão. Huyễn Môn lão tổ thu liếm nụ cười, nói. Không cần bị hạn chế bởi Huyễn Môn tông quy ràng buộc, cũng không cần ở sơn môn chấn giữ, cũng chính là nhiều nhất coi là một khách khanh nhân vật. Hơn nữa, cùng Nguyệt Như Nha đầu tỉnh lại, Huyễn Môn trên dưới, muốn đến nàng cũng cần ngươi trợ giúp. Thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, ta Huyễn Môn cũng trở thành luân hồi trận doanh. Nhiều năm qua như vậy, Huyễn Môn không hỏi tới hết thảy, nhưng thực lực chỉ sợ cũng không kém. Đây đối với luân hồi trận doanh khí vận gia trì cũng không nhỏ nha. Bao gồm đại trưởng lão đám người ở bên trong, tất cả mọi người đều là cảm nhận được liền một cổ vô hình uy áp quanh quẩn ở trong lòng, đây là một loại cảnh cáo. Không nghi ngờ chút nào, nếu như lúc này dám can đảm có người xách lên thanh âm phản đối, gặp phải nhất định là nghiêm trị. Trước mắt vị cụ già này, nhưng mà miễn cưỡng biến dạng không không lúc nào không chung bộ phận thời không đỉnh núi tồn tại, đó là tuyệt đối nói một không hai. Không cho có cái thứ hai thanh âm xuất hiện người tàn nhẫn. Vừa là như vậy, vãn bối đẩy nữa cởi, đổ lộ vẻ được có chút không tán thưởng. Diệp Thần bèn cười ha ha, coi như là nhận lời cụ già đề nghị. Luân hồi chi chủ quả nhiên thức đại cuộc. Cụ già trong mắt tràn đầy một đạo quang. Đây là duy nhất phương pháp phá cuộc. Huyễn Môn người đối luân hồi chi chủ ra tay, đây là phá hoại Huyễn Môn và luân hồi tới giữa liên lạc. Nếu như luân hồi chi chủ không chết hiểu, Huyễn Môn mối thù này, tuyệt đối là bại bút. Huyễn Hoàng lệnh ở trong tay ngươi, ta đây vậy yên tâm, thằng nhóc, ngươi lúc trước đáp ứng lão phu truyền thừa là một, có thể còn nhớ. Cụ già hỏi. Diệp Thần gật đầu một cái, nói tự nhiên, chuyện chỗ này, cái này Huyễn Hoàng lệnh, theo ta cùng rời đi, đợi đến người có duyên xuất thế. Được. Cụ già trong mắt bên trong lóe lên một chút tinh mang, ước chừng nói một chữ. Như gặp không thể địch khó khăn, vậy thì bể cái này cái Huyễn Hoàng lệnh, lão phu cái này đạo linh thân, cũng muốn lãnh giáo một chút, hôm nay thái thượng ra cái nào người tài giỏi hạng người. Huyễn Môn, lão tổ, vị này không thể một đời bướng bỉnh cụ già, cuối cùng nhẹ bỗng lưu lại một câu nói, chính là giống như khói xanh vậy tản đi, từ đó tiêu tán ở thế gian. Tiền bối, Diệp Thần thậm chí có chút hoài nghi, như vậy ưu việt cụ già, phải chăng thật chưa từng chết? Trong bóng tối rình rập trước cái gì? Cái đó, Diệp Thần, Diệp trưởng lão, lúc trước là chúng ta lỗ mãng, hết thảy các thứ này là cái hiểu lầm, nếu lão tổ ra mặt làm sáng tỏ, mong rằng ngài. Đại trưởng lão cảm nhận được giữa trời đất vậy một món uy áp hoàn toàn tiêu tán, hắn lúc này mới xoay người lại, nhìn Diệp Thần ánh mắt bên trong, có một chút nóng bỏng vẻ. Đại trưởng lão ngài khách khí, Nguyệt Như là bạn của ta,
Huyễn Môn tự nhiên cũng phải. Nếu như không có chuyện gì, ta vậy thì rời đi. Diệp Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, hàn huyên nói. Làm trò đùa, địa phương quỷ quái này, hắn nhưng mà một khắc cũng không dám lưu lại nữa, ai biết Tiêu Kiền Thiên cái đó người điên còn biết hay không lại cắn bậy người. Phải, Diệp trưởng lão. Đại trưởng lão ha ha cười một tiếng, giơ tay lên gian hai ngón tay cầm lên quay về gộp lại lau một cái thiên địa ý chí, trong khép mở một tiếng thanh thúy long ngâm vang khắp thiên địa. Keng! Long linh này cũng coi là lão phu lau một cái đạo vận mà thành, để cho hắn bảo vệ ngươi hồi tinh nguyệt giới, như gặp nguy nan, ta cũng sẽ thời gian đầu tiên cảm giác. Đại trưởng lão hành động này, cũng là vì bảo đảm, tương tự Tiêu Kiền Thiên sự việc, tuyệt sẽ không xảy ra lần nữa ở hắn trên đầu. Diệp Thần trong lòng hừ lạnh một tiếng, biết là biết, nhưng có thể tới hay không được đạt tới cứu viện, vậy coi như chưa chắc có thể biết. Đa tạ đại trưởng lão, Diệp Thần cái này liền rời đi, đợi đến Nguyệt Như Nha đầu tỉnh lại để gặp, ta từ sẽ về lại một chuyến Huyễn Môn. Diệp Thần ôm quyền cung kính nói. Chu thần chiến trường thiên địa, đang kịch liệt lay động, màu đen sương mù, mang năm tháng thê lương hơi thở, không biết từ nơi nào toát ra. Dần dần phải đem toàn bộ chiến trường chìm ngập. Diệp Thần biết, Chu thần chiến trường sắp lần nữa bị trần phong, chờ lần sau bỏ phong tỏa, cũng không biết phải tới lúc nào. Rất nhiều võ giả, cũng là lục tục rời đi Chu thần chiến trường. Tất cả mọi người đều không biết nơi này sự tình phát sinh. Diệp Thần vậy truyền tin nói cho luân hồi trận doanh nơi đây chuyện, hơn nữa sẽ thời gian đầu tiên trở lại tinh nguyệt giới. Diệp Thần ngồi đàng hoàng ở đầu rồng bên trên. Một mắt mong hết sức cái này mênh mông sơn hà, nhưng lại tựa như cái gì cũng không từng thấy. Tựa như cùng thân ở cái này vô tận thế giới vậy, cái gọi là thực tế, trừ cái này hai chữ ngoài ra, hết thảy đều là không biết. Diệp Thần thử nghiệm câu thông phù quỷ mẫu xào ở giữa vậy đạo lực tính. Nhưng lực lượng kia lại không có đáp lại hắn. Ngay tại lúc này, Diệp Thần tựa hồ là cảm giác được cái gì, Diệp Thần ánh mắt đột nhiên nhìn về thương khung. Bầu trời một nơi, hắc ám chảy loạn phun trào. Chẳng lẽ là bởi vì Chu thần chiến trường mở, thế giới hiện thật và không không thời không quy tắc bị ảnh hưởng. Vậy chảy loạn cuối, có một cổ khí tức vô hình đang lưu truyền. Không, không đúng, đó tựa hồ là không không thời không hơi thở. Diệp Thần hít sâu một hơi, mặc dù yếu ớt, nhưng tuyệt đối không có sai. Giết sâu chiến trường, kiếm thiên đế, ngạo thiên đế trong đám người đều có loại cảm giác này. Đi, qua bên kia. Diệp Thần trong mắt đông lại một cái, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu rồng, tọa hạ ngàn trượng thân rồng tựa hồ là cảm nhận được liền uy hiếp, cực lực kháng cự. Đại trưởng lão ngưng tụ thành cái này cái long linh, bản chính là thiên địa gian một món hắn đối với đại đạo cảm ngộ vận mà thôi, cũng không có chiến đấu có thể, long linh này cảm nhận được liền nguy hiểm, dĩ nhiên là không muốn đi. Cách mấy cái không gian màn hình, vậy từng tia mịt mờ hắc ám lực lượng rỉ ra. Chậm rãi quanh quẩn tưới ở đầu rồng bên trên, ảnh hưởng nó tâm trạng. Càng đến gần vậy vết nứt không gian, loại cảm giác này chính là bộc phát mãnh liệt. Hừ! Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, hai tay đẩy một cái, cường đại lực lượng trào lên đầu rồng, trực tiếp đánh bể vậy một chút giới lực. Long linh được phóng thích, Diệp Thần thân hình chớp mắt, cấp tốc bay vùn vụt đến vậy vết nứt không gian dũng động hơi thở chỗ. Một cổ nồng nặc cao nhất uy áp từ hơi thở kia chỗ cuồn cuộn mở, để cho cả thế giới cũng đang rung động. Chuyện gì xảy ra? Cái này không không thời không hơi thở. Tại sao sẽ ở thế giới hiện thật có cường liệt như vậy dấu hiệu? Diệp Thần kinh hãi nhìn xa xa vậy phiến mông lung không thể nhận ra không gian. Tuyệt đối sẽ không sai. Vậy là tới từ không không thời không giới lực. Người khác có lẽ không cách nào tùy tiện cảm giác, nhưng đối với hắn mà nói. Không thể quen thuộc hơn nữa. Diệp Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu rồng, ngàn trượng thân rồng hóa thành lau một cái lưu quang tràn vào Diệp Thần trong cơ thể, cái này một món đạo vận, hắn phải dẫn. Một khi xảy ra chuyện, cũng tốt thông báo Huyễn Môn đám người. Diệp Thần nghịch không gian chảy loạn lên, không lâu lắm chính là hạ xuống đến một tòa không biết không gian. Ở đó dưới vách đá chỗ, có loại nào đó tồn tại, ngăn cách khí cơ. Mà Diệp Thần lúc trước nơi cảm nhận được không không lúc nào không giới lực, cũng chính là vật này tản ra. Đây là một chuôi tản ra uy nghiêm vô thượng to lớn lưỡi kiếm, thân kiếm chen ngang ở trong hư không. Chuôi trường kiếm màu đen này cao chừng trăm trượng cỡ đó, hắn lưỡi kiếm vô cùng sắc bén,
ở trên đó hiện đầy mịn miếng vảy, mũi kiếm tựa như miệng rắn lẻ lưỡi, mười phần quỷ dị khủng bố. Trên mũi kiếm còn lóe lên nhàn nhạt sáng bạc, nhìn như sắc bén dày đặc. Nguyên thanh kiếm thân, có một con rắn khổng lồ kia bàn lượn quanh, con cự xà kia cả người phủ đầy ánh vàng rực rỡ vảy, nhìn như vô cùng dữ tợn. Đầu rắn trên có ba viên tròn vo con ngươi, lộ vẻ rất quỷ dị, mà nó cái đuôi, nhưng là không gặp cuối, như là đi đôi với lưỡi kiếm hung mang, xuyên qua cả tòa không gian, kéo dài đến chân trời. Suy, Diệp Thần đưa ra đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm, một cổ tới ám hơi thở cửa hàng xoắn tới, giống như là chuôi này màu đen cự kiếm dương ra miệng rắn phải đem hắn chiếm đoạt. Oanh, thật là khủng khiếp ý chí, nếu không phải ta có võ tổ đạo tâm, chỉ là ở một chớp mắt kia, là có thể làm ta thân tử đạo tiêu. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt chuôi này xuyên qua hư không cự kiếm, cái này hung kiếm, rất có thể là một vị không không lúc nào không cường giả binh khí, nhuộm qua vô số đế máu, rèn luyện ra sát ý. Là nó, ngăn cách khí cơ, để cho thái thượng cường giả không cách nào cảm ứng sao. Vậy yếu ớt hắc ám lực lượng, đích xác là không hiện, có chỉ là mênh mông hung mang cùng sát ý vô biên. Như vậy, cái này không gian bên trong, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, có người cố ý phong tỏa cái này mảnh không gian, mà đây chuôi hung kiếm, chính là vì ngăn trở người ngoài đi vào. Cái này cự kiếm hoành lập chỗ, một khi đến gần, cho dù là tiên đế cường giả sợ rằng cũng sẽ bị ăn mòn ý chí, không thế giới hiện thật siêu cấp cường giả không thể rình rập. Đỉnh cấp tiên đế tồn tại, đều là chấn giữ một phe đứng đầu chiến lực, trong lúc rãnh rỗi, tuyệt sẽ không đi thế gian. Tốt tinh vi mưu đồ, đây là đoán được sẽ không bị người phá rối. Nếu không phải Diệp Thần thành tựu luân hồi chi chủ đặc thù, hắn căn bản không cách nào tới gần nơi này khu vực. Xem ra chu thần chiến trường ảnh hưởng một ít thứ, có không không thời không người hạ xuống. Chẳng lẽ là tử thần giáo đoàn? Không đúng, Thiên Khải Chí Tôn và ma nữ hôm nay còn ở đấu, không thể nào ở hạ xuống. Diệp Thần ánh mắt đưa ngang một cái, vượt qua cự kiếm kia hướng không gian bên trong đi tới. Đạp một cái đủ nơi đây, chính là ùn ùn kéo đến mùi máu tanh truyền tới, cho dù là Diệp Thần như vậy gặp sâu liền sống chết người, cũng là mơ hồ có một cổ nôn mửa cảm giác. Đây là một phiến chân chính trên ý nghĩa tử địa. Máu chảy thành sông. Dọc theo con đường này thi thể số lượng, cơ hồ không cách nào tính toán rõ ràng, đây quả thực giống như là một tòa tử thành vậy. Nơi này không có bất kỳ thực vật, chỉ là khắp nơi có thể thấy được cây khô, những thứ này cây khô niên đại đều đã hơn 10.000 trở, trên thân cây hiện đầy vết nứt, tựa hồ tùy thời đều đưa sẽ sụp đổ vậy. Trên mặt đất, một cái lại một cái dài đến 100 mét tả hữu to lớn thi vết, ngổn ngang nằm ở nơi đó, có một ít còn lưu lại từng tia ấm áp, có đã nguội xuống, thậm chí còn có thể ngửi được một chút nhàn nhạt thịt thối giữa vị. Diệp Thần một người đi ở điều này đường máu trên. Thấy toàn bộ đều là tình hình như thế, thậm chí mình cũng hoài nghi có phải hay không đã đến một tòa địa ngục bên trong. Trước mắt những thứ này thời thời khắc khắc đều ở đây ảnh hưởng hắn phán đoán, bởi vì loại cảnh tượng này, thật sự là quá mức quỷ dị. Vô số chân tay gãy hài cốt, chất đống như núi, ở nơi này vũng máu bên trong tản ra từng cơn hôi thối. Mà ở trong này một ít xương gãy đầu trên kệ còn có nạm tay gãy, cái này chỉ đoạn máu trên tay thịt mơ hồ. Hiển nhiên bị rất miễn cưỡng lôi xé đi xuống, loại cảnh tượng này, để cho người không lạnh mà run, không nhịn được muốn chạy trốn nơi này. Nhưng là ở mảnh máu này biển trong vực sâu, nhưng là không có một người có thể thoát đi ma chảo. Tất cả đều chết thảm. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên một người đàn ông chưa từng hết sức trong thi thể đi ra, thân hình hắn cao tráng, da đen thui, cả người cổ đồng sắc da thịt, tràn đầy mạnh mẽ nổ tính lực lượng. Hắn cả người cũng tràn ngập một tầng nhàn nhạt hắc khí, những hắc khí này phảng phất là từng cái du xà như nhau vây quanh ở nam tử bốn phía, để cho hắn lộ vẻ được mười phần quỷ dị cùng thần bí. Ừ, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, hai tròng mắt quay đầu lại gian đánh giá chung quanh hết thảy, tự lẩm bẩm, là ta cảm giác sai rồi sao, tại sao có thể có ngoại lai hơi thở. Nam tử thu hồi ánh mắt quang, ánh mắt lãnh đạm đạp lên nơi này phân bố thi thể xương khô. Hướng phương xa đi tới. Không lâu lắm, Diệp Thần bóng người từng bước từ phương xa đạp tới, nếu như hắn nhịp bước nhanh một chút nữa, rất có thể cùng thần bí kia nam tử gặp mặt. Như không có lực lượng kia ngăn cách, sợ rằng hai người cũng có thể cảm giác được với nhau tồn tại.
Diệp Thần tiến lên bước chân 10 phần chậm chạp, mỗi đặt chân một cổ thi thể, cũng sẽ đem thi thể lật lộn lại, để tại cha xem bọn họ dung mạo. Nơi này có vô số số lượng người chết, hơn nữa đều có nghiêm trọng ngoại thương, trên mình quần áo vậy rách dưới không chịu nổi, có thể thấy rõ ràng ngực của bọn họ và chỗ bụng những cái kia bị đồ sắc bén nơi đâm thủng qua dấu vết. Kỳ quái, cường đại võ đạo hẳn để cho thi thể và thần hồn cũng tan biến mới đúng, vì sao sẽ lưu lại những dấu vết này? Tựa hồ là cố ý làm. Những thứ này đều là chiến đấu qua sau lưu lại. Diệp Thần tự lẩm bẩm. Những người này cũng đã chết, thời gian tuyến đều bị lao đi, trên mình không có bất kỳ dư thừa thương thế, hơn nữa xem ra giống như là bị người nào nhất kích có thể chết người như nhau. Nhìn dáng dấp những người này cũng không phải là chết ở cùng một người trong tay, nhưng là bị giống nhau thủ đoạn đoạt đi tánh mạng, hơn nữa cơ hồ là cùng trong chốc lát. Thậm chí những thi thể này tựa hồ đối với những người đó mà nói còn hữu dụng. Không không thời không người đang tìm cái gì. Diệp Thần ánh mắt híp lại, trong lòng ngầm từ suy nghĩ. Theo hắn đi càng phát ra đi sâu vào, càng đến gần những thi thể này, giờ khắc này Diệp Thần, trong lòng ngược lại thì dâng lên một loại trước đó chưa từng có lửa giận. Hắn cũng không có vội vã rời đi, ngược lại thì vận dụng giới tử Phật Pháp hóa là giới tử, lặng yên không tiếng động hướng phía trước thăm dò đi qua. Mặc dù nói trong lòng mình đã có so đo, nhưng Diệp Thần vẫn là không có hết lấy xem nhẹ, hắn như cũ thận trọng thăm dò trạng huống chung quanh. Bỗng nhiên Diệp Thần chân mày cao lại, bởi vì hắn phát hiện một cổ cực kỳ cường hãn cấm chế phun trào, những cấm chế này đem mình hóa là giới tử hình thái cũng khôi phục như cũ. Hiển nhiên trận pháp này chủ nhân, thực lực tương đương mạnh mẽ. Gay gâu, bị phát hiện. Cơ hồ một khắc sau, Diệp Thần chính là thần sắc ngưng trọng. Có thể bày như vậy cấm chế, tuyệt không phải dòng thế hệ, mình đã bị đối phương phát giác. Rất xa chỗ sâu, có một đạo kinh nghi tiếng vang lên, tại sao có thể có người ngoài xông vào? Nam tử bên người nhất thời chính là có người ngẩng đầu cười nói. Một con kiến hôi mà thôi, mặc dù không biết nơi nào xảy ra sơ suất, nhưng hẳn không hại đến đại thể, ta đi chém chính là. Cầm đầu nam tử khoát tay một cái, nói tìm được trước thứ chúng ta muốn. Chết không ít người, trở về được có cái giao phó mới được, còn như vậy con kiến hôi, trước để cho hắn nhảy nhót một lát đi. Tựa hồ đối với Diệp Thần cái này một tên còn chưa bước vào vô lượng tu giả đến, những người này không hề treo ở trong lòng, bọn họ quan tâm hơn, khác có hắn vật. Đối phương hiển nhiên đã biết được ta đến, có thể nhưng chẳng ngó ngàng gì tới. Diệp Thần nguyên bản muốn thối lui dừng chân một cái, nói, những người này... Để mặc cho ta bất kể nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là bọn họ tựa hồ có so ta còn muốn quan trọng hơn mục đích không có đạt tới. Đám người này kết quả đang tìm cái gì? Và Chu Thần chiến trường có liên quan? Vẫn là nói, đuổi giết một vị chưa từng không lúc nào trên xuống sắp thực tế người. Cũng hoặc là cái này phiến thời không vừa vặn bị chí cường nhất kích đánh rớt ở chỗ này. Dẫu sao Chu Thần chiến trường hạ xuống nơi này, mang theo một loại đặc thù nào đó nhân quả. Diệp Thần cắn răng một cái, nhìn thi thể đầy đất, hắn không chần chờ nữa, hướng vậy chỗ sâu đi. Chấm, Linh Hy, người đi trước. Một đường lảo đảo tới, năm ba tên ông già vây quanh một vị. Ước chừng 10 tuổi cô gái nhỏ vừa đánh vừa lui. Mấy người đều là vết máu phân bố quanh thân, ở giữa vậy bị kêu làm Linh Hy cô gái nhỏ, tựa như tùy thời sẽ vẫn diệt. Mấy vị ra ra, bọn họ mục đích là ta, các ngươi cầm ta giao ra đi. Mộc Linh Hy cắn răng nói, ta không cách nào rời khỏi nơi này, các ngươi lùi thủ cấm địa, còn có một đường sinh cơ, hơn nữa không không lúc nào không tuyệt thần tịch những người đó, sẽ không hại tính mạng của ta. Cầm đầu cụ già quả quyết cự tuyệt nói, chúng ta cái này mấy cầm lão xương, thời gian tuyến đoạn thì đã có sao, bọn họ là hướng về phía ngươi tới. Những cái kia chết đi tộc nhân, toàn cũng là vì bảo vệ ngươi Chu Toàn. Linh Hy, ngươi không thể có chuyện. Đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính mấy tên cụ già đắng chát cười một tiếng, nói cô bé, mang chúng ta tất cả mọi người kỳ vọng còn sống đi, nếu như có một ngày như vậy, đừng quên cho ra ra ta trả thù. Các ngươi thật là có thể trốn. Bỏ lại nhiều tộc nhân như vậy Ninh muốn xếp thành biển máu, cũng không muốn cùng tộc ta hợp tác, cõi đời này thuốc hối hận, cũng không phải là ăn ngon như vậy. Người chưa đến, vậy làm người ta như lâm vực sâu lạnh lẽo thấu xương liền đem cái này bốn phương thiên địa tụ lại. Ở đó rậm rạp âm rừng sâu chỗ, một tên cổ đồng sắc da thịt người đàn ông trung niên bước cao giọng nhịp bước tới.
có lẽ, hiện ở thay đổi chủ ý vậy tới kịp. Dẫu sao ba vị này lại thiệt hết, các người cái này nhất tộc vậy coi như là hoàn toàn lâm vào là qua lại, người nói sao, Linh Hy tiểu thư. Đối mặt ba tôn cường giả mắt lom lom, tên nam tử này tử ngược lại thì hừ nhẹ một tiếng, trên mặt tự nhiên nâng lên nụ cười, tựa như ở đùa cợt bọn họ không biết tự lượng sức mình. Thấy người trước ánh mắt đầu ở trên người cô gái, Mộc Linh Hy trước người ba tên cụ già gắt gao đem nàng ngăn ở phía sau. Mà đây cái nhìn như chỉ có hơn 10 tuổi cô gái nhỏ đáy mắt, nhưng là toát ra loại nào đó phức tạp tình cảm, bình tĩnh, còn có chôn sâu sát ý. Đây cũng không phải là một cái đứa bé nơi có thể có ánh mắt. Tuyệt thần tịch thời không đám xúc sinh, ngươi dám. Ngăn ở Mộc Linh Hy trước người Mộc Bạch hét lớn một tiếng, vừa muốn có động tác, vốn là gương mặt tái nhợt đột nhiên đổi được dữ tợn, từng cái kim thép vậy lớn bằng hắc tuyến ở hắn quanh thân da thịt lưu chuyển từng bước xâm chiếm. Mộc Bạch trưởng lão ho ra một hơi máu đen, kẹp theo phủ tạng khối vụn, mười phần thê thảm. Hừ, cho dù các ngươi năm đó rất mạnh thì như thế nào? Nhiều ít năm tháng, tộc ta giới lực tại các ngươi mà nói, chính là vĩnh hằng không cách nào chống đỡ tồn tại, cá nhập độc biển, yên có thở dốc. Bất quá các ngươi những thứ này lão già kia, xương cốt thân thể ngược lại là cứng cỏi lắm lãng, chính là không biết, còn có thể cùng ta qua mấy chiêu. Tên này đến từ tuyệt thần tịch nam tử nghiêng đầu một chút, hắn sau lưng sột soạt lại là tiếp liền mấy đạo nhân ảnh xúm lại tới. Linh Hy tiểu thư, bây giờ có thể nói chuyện hợp tác liền sao? Hay hoặc là, người thật chuẩn bị dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rốt cuộc, trước đó thuyết minh, ta cũng không có không giết phụ nữ và trẻ con thói quen. Mộc Bạch trưởng lão nhìn về tuyệt thần tịch cả đám ngựa, nguyên bản câu lũ gánh lại lần nữa giơ cao, hướng về phía sau lưng hai người nói. Tuyệt thần tịch thời không tuy so chúng ta mạnh, nhưng hôm nay tựa hồ ở thế giới hiện thật quy tắc tất nhiên hạn chế, đến lúc đó đạo đức thiên tôn thậm chí còn những người khác tất nhiên sẽ phát hiện. Thế giới hiện thật cường giả sẽ xuất thủ. Mộc Bạch phun một cái máu đen trên đất, nhìn trước mắt tu vi hơi thở ước chừng ở nửa bước mộ đạo cảnh bồi trở về 7-8 người đám người, lộ ra một chút đoạn tuyệt vẻ. Bất quá có tộc ta giới lực gia trì, cho dù là từ chém tu vi, đối phó các ngươi cũng đủ rồi. Mộc Linh Hy mang đi, những người khác, một cái không cho phép thả qua. Tuyệt thần tịch nam tử âm nhu cười một tiếng, theo bàn tay hắn rơi xuống. Bên người mấy người là tả cùng nhau động, hướng Mộc Bạch trưởng lão cùng ba người đánh tới. Liều mạng, ta cũng không tin, bằng vào ba người lực còn không làm gì được cái này 7-8 người. Mắt nhìn bên người cường giả cùng đồng bạn bên cạnh từng cái thân tử đạo tiêu, một đường vừa đánh vừa lui, cũng chỉ còn dư lại sau cùng ba người, Mộc Bạch trưởng lão đáy mắt thoáng qua vẻ hung ác. Chúng ta chết chí đã quyết, Linh Hy, ngươi cho ta đi mau. Mộc Bạch trưởng lão ánh mắt nhìn về phía một bên Mộc Linh Hy, hắn là muốn dùng mình lực lượng cuối cùng đi bảo vệ bọn họ Mộc thị tộc nhân tánh mạng, nhưng hiển nhiên, Mộc Linh Hy không hề dự định một người bỏ trốn. Nàng quật cường lắc đầu một cái, một cổ vô hình chập chờn ở nàng quanh mình lan tràn, vậy cổ uy áp, để cho Mộc Linh Hy khí chất trong nháy mắt xảy ra thay đổi long trời lở đất, nàng trên người mặc vậy kiện trang lưỡi liềm váy trắng, lộn hạ hóa thành một phiến phiến bay múa mây trắng, hướng không trung thổi tới. Nếu lần này là ta Mộc thị nhất tộc làm ra lựa chọn sai lầm, như vậy liền hẳn do chúng ta những thứ này lão đầu tử ngu xuẩn phụ trách. Người con bé này, ẩu tả cái gì, chạy nhanh một chút. Mộc Bạch lão lệ tung hoành, hắn biết, nếu không phải trước kia ỷ mình rất cao, bọn họ cái này nhất tộc, Mộc Linh Hy căn bản cũng không sẽ rơi vào hiểm cảnh. Mộc Bạch ra ra, ngài không cần quản ta sớm đã không phải là ban đầu cái đó mặc cho người nắn bóp trái hồng mềm. Đánh một trận, mắt gặp cụ già vành mắt sắp nứt hối tiếc không thôi hình dáng, Mộc Linh Hy hít sâu một hơi nói tiếp, nếu thật làm sóng cuồng vừa đổ, cao ốc đem nghiêng vô vọng, ta sẽ rời đi. Các ngươi ba cái thật là một đám chó điên, lại vì một cái vãn bối, ngay cả mạng cũng có thể không để ý, buồn cười, thật là buồn cười à. Nam Trinh mắt lạnh nhìn chăm chú trước mặt ba tên ông già, sát ý trong lòng nghiêm nghị. Thôi, cũng nên đưa các ngươi lên đường. Lời của hắn mới vừa rơi xuống, chính là có một đạo kinh khủng ý chí võ đạo hướng ba người tấn công tới, đây là do hắn bên cạnh mấy tên sát thủ hợp kích thi triển ra một cái thuật pháp, cái này năm người nhìn như tu vi bị áp chế đến chỉ có đỉnh cấp tiên đế, thế nhưng võ đạo cảm ngộ cùng kinh nghiệm chiến đấu có thể thật thật tại tại không giảm đã từng, ở bọn họ dưới sự liên thủ, một kích này uy lực đã có thể so với thần đạo cảnh tuyệt mạnh nhất kích.
Không tốt. Nhìn một kích này hướng ba người tấn công tới, Mộc Bạch trưởng lão trên mặt lộ ra đắng chát, Câu Lũ thân thể nhưng là chưa từng di động nửa bước, vẫn là kiên định chắn Mộc Linh Hy trước người. Bọn họ không thể để cho cái này nha đầu bị thương tổn, cho dù bọn họ tự thân khó bảo toàn, cũng sẽ không để cho Mộc Linh Hy lại gặp được một chút tổn thất. Hừ. Mộc Linh Hy lãnh xích một tiếng, một cổ khí thế bàng bạc phóng lên cao, trên người nàng dâng lên vậy từng luồng sáng bạc, giống như thực chất vậy ngưng kết chung một chỗ, cuối cùng hội tụ ở mình trước người. Giờ khắc này, ở Mộc Linh Hy dưới chân, tựa như dâng lên một đóa hoa sen, tản ra đạm màu xanh huỳnh quang, cái này một đóa hoa sen, trên không trung nhanh chóng lan truyền, đem vậy tàn phá vô cùng sát phạt thế toàn bộ chặn. Ở Mộc Bạch trưởng lão đám người bên người, một vòng rung động nhộn nhạo lên, đem bọn họ bao phủ vào. Bé gái, thật lấy vì ngươi đủ tư cách sao? Ngay tại lúc này, Nam Trinh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng mọi người, âm nhu cười một tiếng, giơ tay chém xuống, vậy đủ để dung chuyển thiên đạo ý chí một trường cắt ngang, sâu qua hư không văng lên một chút rung động, trừ Mộc Bạch trưởng lão ra, ngoài ra hai người cùng theo hắn chinh chiến cụ già đầu lâu chính là phóng lên cao. Các ngươi, Mộc Bạch trưởng lão trong nháy mắt máu nước mắt đoạt hố mắt, nhìn Nam Trinh ánh mắt, dần dần đổi được mất trí điên cuồng. Người biết ta vì sao không đem những thịt này thân hủy đi. Nhìn tàn sát nhất tộc thi thể, đối với ta cùng mà nói, chính là một loại hưởng thụ. Diêm Tuyệt, còn dư lại giao cho ngươi. Ngay tại Nam Trinh lời nói rơi xuống ngay tức thì, hắn bên cạnh sát thủ Diêm Tuyệt chính là cướp xuất thủ trước, hướng Mộc Bạch trưởng lão lướt đi. Mộc Bạch ra ra. Mộc Linh Hy hô to, nàng trên mình xông ra một đoàn đoàn màu trắng ánh sáng rực rỡ, đem cụ già vững vàng bảo vệ. Cô bé, người đã kinh hết tình hết nghĩa, đi nhanh đi. Mộc Bạch trưởng lão khóe miệng treo lên vẻ khổ sở nụ cười khó coi, nói chúng ta những ông già này nếu như sớm chút tin tưởng ngươi, vậy chưa đến nỗi rơi cái toàn tộc bị tiêu diệt tình cảnh. Cụ già tựa hồ cực kỳ hối tiếc, hắn chậm rãi đứng dậy, đi ra Mộc Linh Hy bày ra vòng sáng, trầm giọng nói. Đã chết hết, hơn ta một cái không nhiều, thiếu ta một cái không thiếu, ta tự bảo vì ngươi tranh thủ thời gian, đi. Có ngươi ở đây, tộc ta sớm muộn có một ngày, sẽ lại đến không không lúc nào không. Mộc Bạch trưởng lão một bước về phía trước bước ra, chợt cả người quanh thân đều là sáng lên sáng chói huyết quang, vô tận khí tức bạo ngược xanh phá vậy tả tơi vạt áo, bắn tung tóe kích động thương khung. Hô! Mộc Linh Hy biết rõ lại ham chiến cũng vô vọng, cụ già chết chí đã quyết, lại không nửa điểm quay về chỗ trống, nàng đành phải hơi khom người nói. Linh Hy! Cùng tiễn Mộc Bạch ra ra về cõi tiên. Oanh! Đồng thời ép tiến lên Nam Trinh cùng Diêm Tuyệt hai người ngửi được cái này một chút huyết tinh khí tức, cũng không miễn thân hình một lần, chân mày vặn dậy. Lão bất tử muốn tự bảo, có thể lưu lại Mộc Linh Hy vậy nha đầu sao? Diêm Tuyệt nói rất ít, từ hạ xuống giới này tới nay, đây là hắn lần đầu tiên cùng Nam Trinh đáp lời, dẫu sao cường giả như vậy tự bảo, rất là khó dây dưa. Ta muốn xem. Cô nàng kia còn có cái gì lá bài tẩy, ta nghĩ, hôm nay nàng vậy lật không dậy sóng hoa. Nam Trinh nhìn cách đó không xa vậy bị Mộc Bạch trưởng lão nổ tung không gian, một góc bên trong hoàn toàn cắn nát, đầy trời hư không mảnh vỡ kích động, vô tận hỗn độn chảy loạn kẹp hắn hủy diệt dư âm ở tầng tầng lật lăn. Nơi cướp chỗ, đều là hóa thành cướp xám. Mộc Bạch ra ra, ta đi trước cáo từ, bất quá, ngài yên tâm, cái thù này, ta sẽ báo, tộc ta truyền thừa. Vậy tuyệt sẽ không đoạn. Nói xong, nàng chính là hướng cụ già tự bạo không gian vậy một phiến kích động xương máu đánh tới. Những máu kia xương mù tựa hồ là cảm nhận được liền cái gì, rối rít tản đi, hóa thành vô số thật nhỏ nước đá, ở trong hư không cấp tốc xoay tròn, cuối cùng đọng lại thành một phương thiên địa, đem nàng bảo vệ ở trong đó. Mà Mộc Linh Hy trên mình, đột nhiên toát ra vô cùng vô tận sáng bạc, đem nàng cả người bọc trong đó, thân thể của nàng. Vậy nhanh chóng phồng lớn, từ lúc đầu bé gái hình dáng, biến thành một tên cao gầy cô gái, nàng da thịt phơi bày ra một loại ngọc thạch lạnh như băng. Mộc Linh Hy áo quần, cũng ở đây nháy mắt tức thì biến thành mảnh vỡ bay xuống, lộ ra bên trong trắng tinh như tuyết thân thể mềm mại, một màn kia màu hồng anh đào tô điểm nàng tròn trịa, mà ở đó đầy đặn chóp đỉnh, một giọt long lanh trong suốt nước mắt tuột xuống. Rồi sau đó, thân hình của nàng, dần dần đổi được hư ảo mờ mịt. Oanh! Diêm Tuyệt cùng Nam Trinh một đánh rớt xuống, đáng ở đó phò hộ Mộc Linh Hy quanh thân lớp băng bên trên,
nhưng là ước chừng lóe lên một chút nhỏ xíu vết rách. Ừ, đây là cái gì thủ đoạn? Nam Trinh ngưng trọng nói. Nàng phải đi. Diêm Tuyệt đạm đạm mở miệng, ánh mắt nhìn về Nam Trinh. Lại không phá ra tầng kia kiên cố lớp băng phòng ngự, bọn họ làm hết thảy, cũng chỉ mất đi ý nghĩa. Nàng không đi được. Nam Trinh thân hình, dần dần đổi được mô hồ đứng lên, tựa hồ cả người quanh thân, cũng cùng theo ban đầu chiến đấu mà sụp đổ bể tan tành không gian cùng nứt ra, tách ra thành một hơi u ám thâm thúy hắc động. Mộc Linh Hy. Một đạo băng hàn cực kỳ thanh âm, giống như cửu u dưới ác ma, từ trên hư không truyền tới. Thanh âm kia bên trong ẩn chứa khủng bố uy thế để cho lớp băng bên trong sắp rời đi Mộc Linh Hy cũng không khỏi khẽ run lên. Cái này hắc động có hình cái vòng đem Mộc Linh Hy bọc đi vào, vậy cổ đáng sợ chiếm đoạt lực lượng ngay tức thì đem Mộc Linh Hy bao phủ. Ở nơi này ngay tức thì, Mộc Linh Hy tựa như cảm giác được sinh mệnh lực của mình đều ở đây cái này hắc động trôi qua. Thẻ xem kỹ. Nguyên bản vẫy ngang qua cả tòa không gian, đem nơi đây thiên cơ che giấu cự kiếm phát ra một tiếng tranh minh, lưỡi kiếm trên miệng rắn lại là chậm rãi lẻ lưỡi, mười phần khủng bố. Đạm đạm kiếm cương lưu chuyển thân kiếm, mũi bên trên, nguyên bản vậy chiếm cứ vô giới hạn rắn khổng lồ chậm chạp đang du động trước, tựa như ở giữa đất trời này lớn, không tha cho nó thân thể phân nửa. Tuyệt thần đại nhân binh khí, muốn động sao? Nam Trinh đại nhân muốn phát huy. Trừ Diêm Tuyệt ra. Cùng theo Nam Trinh các người cùng mà đến mấy người đều là mặt lộ quý động vẻ, dù là biết Nam Trinh sẽ không làm thương tổn bọn họ, cũng không dám nhìn thẳng. Mà giờ khắc này, thần hóa hắc động địa phương, đã sớm không gặp Nam Trinh bóng người, thay vào đó là vô tận chảy loạn ở mãnh liệt. Bá! Nhưng vào lúc này, vậy nguyên bản u ám thâm thúy hắc động một đầu khác, một cái cánh tay chậm rãi đưa ra, nhìn như không khỏi phong xương ra thịt. Nhưng là liền hỗn độn bên trong hư không chảy loạn đều không cách nào tổn thương hắn chút nào. Keng! Ngang qua thiên địa cự kiếm tựa hồ được loại nào đó triệu hoán, nguyên bản cơ hồ có một không hai cả tòa thế giới thân kiếm chậm rãi thu nhỏ lại, có trăm trưởng lúc chính là không lại tiếp tục. Tuyệt thần một kiếm, cho ta lực lượng. Nam Trinh cánh tay dương ra, rồi sau đó vững vàng đem cự kiếm nắm chặt, theo hắn một tiếng gầm nhẹ, cầm kiếm cánh tay kia từ trên xuống dưới vung rơi. Keng! Theo một tiếng thanh thúy giọng run rẩy vang lên, một cổ cuồng bạo cực kỳ hủy diệt sóng gợn mãnh như vậy cuộn sạch mà qua. Phốc thông. Diêm Tuyệt các người bị chấn động bay, vậy cổ cực kỳ cường hãn kinh khí, đem bọn họ toàn bộ lật. Dưới chân trùng điệp vạn dặm núi thây biển máu đều ở đây ngay tức thì nổ tung, hóa là bột. Ung ung. Cả tòa bầu trời đều run rẩy, tựa như tùy thời cũng sẽ sụp đổ. Thẻ xem kỹ. Vậy đem Mộc Linh Hy phò hộ ở chính giữa lớp băng nhất thời vỡ vụn ra, một khối thế giới hóa là muôn vàn mảnh vỡ. Những cái kia mảnh vỡ phân bay lên, hóa thành từng đạo bóng sáng, hướng bốn phương tám hướng tản ra mở, giờ khắc này Mộc Linh Hy hoàn toàn sợ hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Nam Trinh còn triệu hoán liền tuyệt thần thanh kiếm kia. Đáng chết! Mộc Linh Hy chỉ là một cái nhìn thoáng qua, vậy cổ to lớn lực lượng ngay tức thì biến mất, hắn hóa thành nguyên bản thon nhỏ hình dáng. Rơi vào bụi bặm. Ung ung. Cả tòa không gian kịch liệt lay động, vô số đạo màu đen kẽ hở hướng bốn phía lan đi, cả thế giới tựa hồ cũng mau tan vỡ. Không tốt. Một kiếm này quá mạnh mẽ, phương này ảo tưởng thiên địa muốn bể. Diêm Tuyệt các người nhìn về quanh mình, rối rít bay ngược về phía sau đi, bọn họ bên trong vẫn có người bị kiếm quang kinh khủng kia ảnh hưởng đến, bị kéo đi nửa vách đá thân xác, mười phần chật vật. Trong chốc lát, cả tòa không gian rơi vào vô cùng hỗn loạn bên trong. Ở kinh khủng này tuyệt thần dưới một kiếm, nguyên bản cũng đã mình đầy thương tích ảo tưởng thế giới hơn nữa yếu ớt. Bất luận một kiếm này nhắm ngay chính là ai, không có người có thể ngăn cản được, thậm chí căn bản không biết như thế nào chống cự. Chỉ là kiếm quang dư âm, liền đủ để cuộn sạch tiêu diệt chỗ tòa này không gian. Đây chính là tuyệt thần tịch thời không chí cao chiến lực. Dưới một kiếm. Hết thảy sắp khôi phục lại bình tĩnh. Bắt giữ cái đó nha đầu, đi. Diêm Tuyệt các người thấy vậy miệng hắc động chậm rãi khép lại, lộ ra nguyên bản Nam Trinh hình dáng, nổ tính bắp thịt đường cong góc cạnh rõ ràng, cổ đồng sắc ra thịt bên trên, giờ phút này loang lổ vết rách phân bố. Nam Trinh miệng to thở dốc mấy lần, đang muốn đem ý thức dần dần tan rã Mộc Linh Hy bắt giữ mang đi, nhưng là đột nhiên cảm nhận được một cổ sát ý. Suy rồi. Nam Trinh theo bản năng né tránh,
một đạo khủng bố kiếm quang chính là ngay tức thì phá vỡ bả vai hắn bên trong máu thịt, suýt nữa chém xuống hắn đầu lâu. Xuất thủ không phải người khác, chính là Diệp Thần. Mặc dù Diệp Thần không biết đám người này vì sao sẽ hạ xuống ở thế giới hiện thật vùng lân cận, cũng không biết trong đó ân oán. Nhưng luân hồi trực giác nói cho hắn, cái cô gái này phải cứu. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không hổ là không không thời không cường giả, cho dù bị thế giới hiện thật áp chế, lại thi triển ra như vậy nghịch thiên thủ đoạn sau đó, phản ứng như cũ không giảm, nếu như lại vào một tấc, nói không chừng có thể chặt đứt Nam Trinh một ít thời gian tuyến. Ngươi chính là vậy con kiến hôi, ta không tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại dám đến cửa. Nam Trinh ngay tức thì chính là rõ ràng, cái này, chính là lúc trước mình cảm giác bên trong, cái đó thiên huyền cảnh tầng thứ 6 con kiến hôi. Ngươi không nên dính phần này nhân quả, coi như thế giới hiện thật Vũ Hoàng Cổ Đế và Đạo Đức Thiên Tôn đều sẽ không dính, ngươi biết chưa? Diệp Thần nghe được câu này, ngược lại là không có bất luận phản ứng gì, mà là đạm đạm nói, nếu như ta nhất định phải quản đâu. Ngươi, các ngươi hôm nay là không mang đi được. Nam Trinh sắc mặt run lên, giơ bàn tay lên ra vẻ thì phải bóp chết trước mắt cái này con kiến hôi, nói thẳng nhóc, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai sao? Diệp Thần thấy vậy, nhưng là đuổi vội vàng khoát tay nói. Không không lúc nào không, tuyệt thần tịch thời không, Nam Trinh đúng không? Hiện tại ngươi trạng thái cũng không tốt, nhất định phải tiếp tục. Nam Trinh các người ngẩn ra, mới vừa muốn nói cái gì? Diệp Thần đột nhiên ra tay. Mới vừa rồi Diệp Thần ở đám người đại chiến lúc đó, hơi điều chỉnh một phen, hắn lại là trao đổi Thất Huyên tiền bối. Hôm nay sau khi điều chỉnh, hẳn còn có thể lại thi triển một lần Thất Huyên huyễn thế thương. Ước chừng nhất kích. Sau một kích, phải lập tức rời đi. Thất Huyên huyễn thế thương. Giờ khắc này Diệp Thần trong tay linh khí cô đọng hội tụ, hóa thành một chuôi súng trường, rồi sau đó hoành thương cuồng quét ra. Cái này một súng càn quét, giống như trần thế tan thành mây khói, thương thế bá đạo ác liệt, lại mơ hồ lại có thiên đế đoạn hồn đại khí phách. Bất quá một kích này, so với trước đó đối mặt trùng dương chân nhân nhất kích yếu đi mấy phần. Cái gì, đây là, nửa bước thần đạo cảnh. Nam Trinh đám người sắc mặt đại biến, bọn họ không phải chưa từng thấy thiên tài, ở không không lúc nào không, có nguyên thể thiên tài, bọn họ cũng gặp qua rất nhiều. Nhưng thiên huyền cảnh tầng thứ 6 bùng nổ thần đạo cảnh, bọn họ chưa bao giờ gặp qua à. Thế giới hiện thật người lúc nào như thế kinh khủng. Bọn họ quá mức khinh địch, đưa đến bọn họ phản ứng cũng chậm. Vô tận ánh sáng sau đó, bọn họ mở mắt ra, phát hiện Diệp Thần và Mộc Linh Hy đều biến mất. Không tốt, vậy tiểu tử mang đi Mộc Linh Hy. Đáng chết. Tìm lần thái thượng thế giới và thiên ngoại thiên. Dù là đem thế giới hiện thật moi cái để hướng lên trời cũng phải tìm được bọn họ. Đợi một chút, chúng ta trước tìm một chỗ điều chỉnh trạng thái, sợ rằng Đạo Đức Thiên Tôn cùng với thế giới hiện thật cao thủ muốn phát hiện chúng ta trước ẩn núp. Đi một bước xem một bước. Cùng lúc đó, thái thượng thế giới nơi nào đó trong góc. Diệp Thần hơi thở ra một hơi, những người đó tựa hồ không đuổi theo. Hắn con người híp lại, nhìn một cái trước mặt cô gái. Hiếu Kỳ nói, ngươi kết quả là ai? Bọn họ tựa hồ kêu ngươi Mộc Linh Hy, ngươi vì sao sẽ bị đuổi giết? Nhưng mà Mộc Linh Hy mới vừa muốn nói chuyện, chính là ngã trên đất. Nàng trạng thái quá tệ. Nếu không phải con bé này có loại nào đó nguyên thể, chỉ sợ sớm đã bỏ mình. Diệp Thần do dự hồi lâu, vẫn là cho ăn đối phương một giọt luân hồi máu. Ước chừng 4 tiếng, đối mới chậm rãi mở mắt ra. Mộc Linh Hy nhìn Diệp Thần, mặc dù có chút cảm kích, nhưng rất nhanh thì trở nên được cảnh giác. Ở nàng trong mắt, trừ tộc nhân, cũng không thể tín nhiệm. Ngươi thương thế rất nặng, tiếp theo cái gì dự định? Diệp Thần hỏi. Mộc Linh Hy nhìn một cái Diệp Thần, nói, mặc dù là ngươi cứu ta, phần ân tình này ta sẽ trả lại cho, ta tên gì, kế tiếp dự định, không cần ngươi quản. Ta có biện pháp tìm bảo dược chữa thương. Diệp Thần ngẩn ra. Tuyệt đối không nghĩ tới con bé này tính cảnh giác như thế cao, xem ra trên mình tuyệt đối lưng đeo nghịch thiên bí mật. Không không lúc nào không chạy tới thế giới hiện thật, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được. Chẳng lẽ là vì Chu Thần chiến trường? Thật giống như cũng không xem. Bất quá nếu đều không muốn mình nhúng tay, Diệp Thần vậy tự nhiên không dự định ở chỗ này lãng phí thời gian. Kỷ Tư Thanh không bao lâu thì phải phi thăng không không thời không, hắn phải mau sớm hồi tinh nguyệt giới gặp Tư Thanh.
Nghĩ tới đây, Diệp Thần không nói nhảm nữa, nói thẳng, là ngươi không muốn ta cứu, vậy cứ như thế, ta rời đi. Vừa dứt lời, Diệp Thần liền biến mất ở Mộc Linh Hy trước mặt. Nhìn trước mắt người đàn ông rời đi, Mộc Linh Hy có chút hối hận, nhưng hai tròng mắt vẫn là tràn đầy kiên định, nàng mới vừa muốn vận công, một hơi đỏ bừng máu tươi phun ra ngoài. Nàng thương thế vẫn là quá nặng. Hôm nay nàng, cần đầy đủ thời gian tu dưỡng, mấu chốt những người đó khẳng định còn không có buông tha tìm mình. Nàng thì như thế nào tìm bảo dược? Giờ khắc này, nàng càng phát ra có chút hối hận. Có lẽ mình thái độ mới vừa rồi khá hơn chút, cái này thần bí người đàn ông sẽ trợ giúp mình. Diệp Thần rất nhanh liền đem Mộc Linh Hy sự việc quên mất, hắn hôm nay đã trở lại tinh nguyệt giới. Kỷ Tư Thanh, Tô Nghệ Thường, Nguyệt Hồn Tiên Tử các người, sớm cảm giác được thiên cơ, ra nghênh tiếp. Vốn là Chu Thần chiến trường kết thúc, Diệp Thần chậm chạp không trở lại, các nàng còn rất lo lắng. Tư Thanh, Diệp Thần thấy Kỷ Tư Thanh, trong bụng kích động, liền đi qua cùng nàng ôm nhau. Kỷ Tư Thanh vậy ôm thật chặt Diệp Thần, rồi sau đó ngước mắt nói, ta đều biết, chờ mấy ngày nữa, ta sẽ đi vạn hỏa giới, cái này còn dư lại thời gian, ngươi cho giỏi tốt phụng bồi ta đi. Diệp Thần nội tâm hơi run run, nói, Tư Thanh, ngươi thật quyết định phải đi vạn hỏa giới. Kỷ Tư Thanh mỉm cười cười một tiếng, nói, lễ đăng cơ thành thần, đó là thiên đại hảo sự, ngươi hẳn là ta cảm thấy cao hứng. Ta sẽ ở không không lúc nào không chờ ngươi. Diệp Thần diễn cảm phức tạp, hắn dĩ nhiên biết, lễ đăng cơ thành thần, sẽ để cho Kỷ Tư Thanh thực lực, lớn đại đột phá tăng trưởng. Nhưng, hỏa thần vương miện, cũng không phải là tốt như vậy đeo. Một khi đeo lên, liền phải chịu đựng cái này đỉnh vương miện sau lưng, vô cùng áp lực. Được, vậy chúng ta liền hẹn xong, tương lai ở không không lúc nào không gặp mặt. Dĩ nhiên. Diệp Thần cũng không phải cái gì rông dài người, nếu Kỷ Tư Thanh quyết ý phải thêm miệng thành thần, hắn dĩ nhiên là chúc phúc. Vậy mấy cái vạn hỏa giới sứ giả, nghe được Kỷ Tư Thanh chịu đi không không lúc nào không, đều là đại hỷ. Một cái sứ giả nói, Tư Thanh cô nương, đa tạ ngươi, ngươi sau này, chính là của chúng ta nữ thần. Dừng một chút, vậy sứ giả lại cung kính hướng Tô Nghê Thường hỏi, hỏa thần thiên tôn, ngươi không về chung vạn hỏa giới hưởng phúc sao? Tô Nghê Thường cười nói, bây giờ trở về vạn hỏa giới, chỉ sợ có vô cùng vô tận phiền toái, nơi nào có cái gì phúc phận có thể hưởng. Ta và muội muội ở lại chỗ này, có luân hồi chi chủ chiếu cố, vậy thì vậy là đủ rồi. Vừa nói, ánh mắt nàng liền hơi có chút ôn nhu nhìn về Diệp Thần, rồi sau đó kéo muội muội Nguyệt Hồn Tiên Tử tay. Nguyệt Hồn Tiên Tử ánh mắt cũng là khá là ôn nhu, nàng ý tưởng và Tô Nghê Thường như nhau, thuộc về bọn hắn thời đại đã qua. Hiện tại các nàng thoái ẩn, do Diệp Thần chiếu cố cấp dưỡng, là tốt nhất lựa chọn. Diệp Thần cười một tiếng, hắn luân hồi trận doanh tài nguyên phong phú, phải nuôi Tô Nghê Thường và Nguyệt Hồn Tiên Tử, tự nhiên không phải vấn đề gì. Còn có ta. Lúc này, lại có một giọng nói, từ bên ngoài truyền tới. Chỉ gặp một cái quần đen cô gái, mặt lộ vẻ nụ cười, ngự gió tới, nhưng là đệ nhị yêu cơ. Yêu cơ. Diệp Thần thấy đệ nhị yêu cơ tới. Nội tâm vui mừng, ngươi nếu không sao. Đệ nhị yêu cơ mặt mũi hồng hào, cười nói, Diệp Thần, ta nếu không sao, từ nay về sau, ta liền ở tại ngươi nơi này, ta muốn cùng mẫu thân ta cùng nhau. Vừa nói, đệ nhị yêu cơ đi tới Nguyệt Hồn Tiên Tử bên người, ôm tay nàng cánh tay. Tô Nghê Thường, Nguyệt Hồn Tiên Tử, đệ nhị yêu cơ, cái này ba phụ nữ đều là đại mỹ nhân, hôm nay tay tay trong tay đứng chung một chỗ, thật là một màn đặc biệt rửa mắt hình ảnh. Được. Diệp Thần gật đầu một cái, nội tâm cũng là mừng rỡ. Trước đây đệ nhị yêu cơ, bị đạo đức thiên tôn nhốt ở mồi lửa bên trong, chịu hết hành hạ, sau đó bị Diệp Thần cứu ra, giao phó cho trùng dương chân nhân chiếu cố. Xem hôm nay đệ nhị yêu cơ, sắc mặt đỏ lan hình dáng, cũng biết trùng dương chân nhân không có bạc đãi nàng. Vậy người phụ thân? Diệp Thần nhớ tới đạo đức thiên tôn, lại hỏi. Đệ nhị yêu cơ sắc mặt. Nhất thời ám đạm xuống, cười khổ một tí, nói, được rồi, ta bỏ mặc, sau này ta chỉ và nương thân chung một chỗ. Vốn là, nàng còn cố niệm trước đạo đức thiên tôn ân tình. Nhưng, đạo đức thiên tôn lại có thể cầm nàng ném tới mồi lửa bên trong, nhưng là hoàn toàn để cho nàng tuyệt vọng. Ừ, yêu cơ, ngươi sau này liền an tâm ở tại ta nơi này, ta sẽ chiếu cố tốt các ngươi. Diệp Thần gật đầu nói,
chuyện đã qua, tương lai bất kể như thế nào, hắn đều sẽ không lại để cho đệ nhị yêu cơ, Nguyệt Hồn Tiên Tử và Tô Nghê Thường các người, bị tổn thương chút nào. Lập tức, đệ nhị yêu cơ liền ở Ngạo Thế Thiên Cung ở. Diệp Thần và Kỳ Tư Thanh, hai người kết bạn đi tới một cái trong gian phòng, hưởng thụ một tí hiếm có một mình cơ hội. Ở hết sức si quấn sau này, hai người đều là cảm thấy vô thượng vui vẻ. Chỉ bất quá, cái này vui vẻ tối đa còn chỉ có mấy ngày thời gian. 10 ngày ước hẹn sau đó, Kỳ Tư Thanh phải đi. Diệp Thần, ngươi lần này đi Chu Thần chiến trường, đều được cái gì? Kỳ Tư Thanh rúc vào Diệp Thần trong ngực, ngón tay ở hắn trên ngực họa vòng vòng, một bên ôn nhu hỏi. Lấy được cái này, ngươi có muốn không? Diệp Thần cười một tiếng, móc ra một khối tinh thạch. Viên kia tinh thạch, nội bộ đóng dấu trước một đạo hình rồng đồ đằng, chính là Long Thiên Đế lưu lại Thiên Long Nguyên Tinh. Viên này Thiên Long Nguyên Tinh, nếu như luyện hóa, đủ để cho người thức tỉnh Thiên Long Nguyên Thể. Ta không muốn, đây là ngươi đồ, ngươi mau luyện hóa đi. Kỳ Tư Thanh bĩu môi, nói. Cũng tốt, nghe nói luyện hóa cái này Thiên Long Nguyên Tinh sau đó, có thể thức tỉnh Thiên Long Nguyên Thể, liền để cho chúng ta xem, ngày này Long Nguyên Thể có bao nhiêu khí tượng. Diệp Thần nhìn trong tay tinh thạch, ánh mắt cũng là hơi đông lại một cái. Cái gọi là nguyên thể, toàn gọi kêu siêu phàm nguyên thể, có thể thức tỉnh nguyên thể người, được gọi là người siêu phàm. Người siêu phàm thiên phú, tốc độ tu luyện, sức chiến đấu, hơn xa người thường. Ở không không lúc nào không bên trong, thậm chí có chút siêu phàm gia tộc, cả gia tộc người, đều là người siêu phàm. Ví dụ như Phong Thần Thiên Tôn và Linh Không Thiên Tôn. Bọn họ chỗ ở không sứt mẻ gia tộc, chính là ngày xưa đỉnh đỉnh nổi danh siêu phàm gia tộc. Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, đầu tiên là ở quanh thân mở ra một mảnh không gian, bởi vì hắn biết, chờ lát nữa hắn luyện hóa Thiên Long Nguyên Tinh, khí tượng tất nhiên to lớn, nếu như không nói trước mở ra không gian, vậy hào hùng khí tượng, sợ rằng sẽ đem toàn bộ gian phòng, toàn bộ Ngạo Thế Thiên Cung cũng xông lên đổ hết. Thẻ xem kỹ. Rồi sau đó, Diệp Thần dùng sức bóp nát trong tay Nguyên Tinh. Theo tinh thạch bể tan tành, từng luồng màu vàng kim hình rồng nguyên khí, bắt đầu từ trong đó dòng nước chảy ra, toàn bộ bơm vào đến Diệp Thần trong cơ thể. Hút! Diệp Thần hít sâu một hơi, liền đem những thứ này hình rồng nguyên khí, toàn bộ hấp thu. Làm hắn đem những thứ này hình rồng nguyên khí, toàn bộ hấp thu sau khi luyện hóa, trong đan điền, linh khí chính là nhanh chóng lớn mạnh, từng cái kinh mạch, lại là nhiều hơn một tầng màu vàng kim màng, tựa như lấy được lực lượng gì bảo vệ. Hơn nữa, Diệp Thần cảm thấy mình cả người mỗi một chỗ, cũng khô nóng lên, thật giống như có vật gì, phá thể ra. Thân thể con người cả người, do vô số tế bào hạt cực nhỏ tạo thành, trong truyền thuyết Thiên Long Nguyên Thể, có thể tu luyện thân thể con người hạt cực nhỏ, đem thân thể con người mỗi một viên hạt cực nhỏ, cũng đổi thành suốt ngày long. Đỉnh cấp cảnh giới, thân thể con người hàng tỷ viên hạt cực nhỏ, toàn bộ hóa long, trăm triệu vạn thiên long bay lượn thiên vũ, đủ để trấn áp thiên đế. Sóng, sóng, sóng. Diệp Thần liền cảm thấy, tại hấp thu Thiên Long Nguyên Tinh nguyên khí sau đó, trong cơ thể hắn ít nhất có 100.000 viên hạt cực nhỏ, ở ngay tức thì biến hóa ra Thiên Long. Từng cái màu vàng kim Thiên Long, mang hào hùng uy áp, ngập trời thụy khí, vô cùng hà thải, từ Diệp Thần trong cơ thể bay vút lên ra, tiếng rồng ngâm chấn thiên. Diệp Thần chung quanh không gian bên trong, nhất thời phơi bày ra vô cùng nguy nga cảnh tượng, 10 vạn Thiên Long bay lượn. Kim quang ngất trời, uy nghiêm bá đạo. Ở rất nhiều thiên long vây quanh, Diệp Thần giống như là một tôn quân lâm thiên hạ thiên đế. Rất tốt, cái này Thiên Long Nguyên Tinh, quả nhiên để cho ta thức tỉnh Thiên Long Nguyên Thể. Diệp Thần trong lòng đại hỉ, từ hôm nay trở đi, hắn cũng là một cái người siêu phàm. Cái gọi là Thiên Long Nguyên Thể, là ngày xưa Nguyên Thiên Đế, học hỏi Long Đằng Mệnh Tinh, chế tạo ra. Cho nên, ngày này Long Nguyên Thể cũng không phải là thiên địa tạo hóa, mà là người là sáng tạo. Nguyên Thiên Đế thì có thực lực này, có thể đoạt thiên địa tạo hóa, xâm nhập huyền cơ nhật nguyệt. Diệp Thần bản thân liền ủng hộ có Long Đằng Mệnh Tinh, ngày này Long Nguyên Thể ở trên người hắn, uy lực tự nhiên có thể bùng nổ đến mức tận cùng, hai người hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, lẫn nhau thành tựu. Trước kia Diệp Thần, chỉ có một viên Long Đằng Mệnh Tinh, nhưng hiện tại, thức tỉnh siêu phàm nguyên thể. Hắn cả người mỗi một cái tế bào hạt cực nhỏ, đều là Long Đằng Mệnh Tinh. Đỉnh cấp cảnh giới, hàng tỷ viên Long Đằng Mệnh Tinh chiếu sáng đi ra ngoài,
còn có ai có thể ngăn cản. Đây quả thực là vô địch. Kỷ Tư Thanh thấy Diệp Thần cả người thiên long vòng quanh thở mạnh voi, cũng là kích động không thôi, nói, Diệp Thần, người hiện đang thức tỉnh nguyên thể, há chẳng phải là thành người siêu phàm. Người siêu phàm cái này ba chữ, sau lưng vậy đại biểu đại khí vận. Diệp Thần trở thành người siêu phàm, không chỉ là thực lực tiến bộ, khí vận cũng lớn lớn tăng lên. Ừ, ha ha, nguyên thiên đế vật lưu lại, quả nhiên là lợi hại. Diệp Thần bộc phát cảm thấy nguyên thiên đế cường hãn, lại có thể sáng tạo siêu phàm, này cùng nghịch thiên tạo hóa công, thế gian cấp 9 thiên đế đều không có pháp tướng so. Đang thức tỉnh liền thiên long nguyên thể sau đó, Diệp Thần tu vi, cũng là mãnh như vậy đột phá, từ thiên huyền cảnh tầng thứ 6 đỉnh cấp bước, đột phá đến thiên huyền cảnh tầng thứ 7 sơ cấp. Tầng thứ 7 và tầng thứ 6, nhìn như chỉ chênh lệch một nước, nhưng là hậu kỳ và trung kỳ khác biệt, chênh lệch lớn vô cùng. Giờ phút này, Diệp Thần bước vào thiên huyền cảnh hậu kỳ, liền cảm thấy tự thân đối thượng vị giả phép tắc lĩnh ngộ, càng đi sâu vào, võ đạo nội tình, đan điền linh khí, đại lộ khí vận, khắp mọi mặt đều có chất tăng lên. Bước vào thiên huyền cảnh tầng thứ 7, rốt cuộc có thể tu luyện hủy diệt kiếm. Diệp Thần trong lòng khá là hưng phấn, sử dụng một phiến ngọc giản, trên ngọc giản có khắc hủy diệt kiếm 4 chữ. Cái này hủy diệt kiếm, là thiên đế năm suy kiếm một trong. Là từ tinh không bờ bên kia lưu truyền ra kiếm pháp, nghe nói sau khi luyện thành, đỉnh cấp cảnh giới, có thể làm thiên đế suy diệt, vô cùng lợi hại. Cái này môn kiếm pháp, là Trùng Dương chân nhân đưa cho Diệp Thần, bởi vì uy lực quá lớn, chỉ có ở Diệp Thần đạt tới thiên huyền cảnh hậu kỳ sau đó, mới có thể tu luyện, nếu không sẽ có gặp cắn trả nguy hiểm. Giờ phút này, Diệp Thần đã bước vào thiên huyền cảnh tầng thứ 7, tự nhiên có tư cách tu luyện cái này hủy diệt kiếm. Diệp Thần tính hạ tâm lai, học hỏi hủy diệt kiếm tu luyện nghĩa sâu xa, chỉ cảm thấy các loại bá đạo hủy diệt kiếm đạo quy luật, không ngừng xông lên đầu, để cho hắn có chút kinh quý cảm giác. Cái này hủy diệt kiếm, đích xác là lợi hại. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng là cảm thấy cái này hủy diệt kiếm bá đạo. Thật may, hắn trước kia tu luyện qua một môn thần thông, kêu hủy diệt đạo ấn, đối hủy diệt phép tắc lĩnh ngộ, cũng là 10 phần đi sâu vào. Giờ phút này, Diệp Thần lại đi học hỏi hủy diệt kiếm, liền cảm thấy nước chảy thành sông, các loại diệu pháp vừa thấy liền sẽ, suy nghĩ một chút liền hiểu được. Chỉ bất quá, cái này hủy diệt kiếm lực sát thương, thật sự là quá đáng sợ, đủ để hủy diệt vạn vật. Diệp Thần ở lĩnh ngộ thời điểm, vậy bị khí tức hủy diệt ăn mòn, nếu như không phải là hắn đã bước vào thiên huyền cảnh tầng thứ 7, cái này cổ ăn mòn, rất có thể liền sẽ thương tổn tới hắn. Diệp Thần hít sâu một hơi, chống cự ở ăn mòn. Nhưng như cũng có chút kinh quý cảm giác, đó là đối khí tức hủy diệt trời xanh kháng cự. Hơi trầm tư một hồi, Diệp Thần chính là sử dụng một cái hũ. Hũ phơi bầy màu đen, bên trong đựng một hũ nước trong, hơi nước hòa hợp, mơ hồ, tràn ra đậm đà nguyên khí. Đây chính là Tiêu Tinh Hà lưu lại một hũ khởi nguyên tiên thủy, nhìn như chỉ có một hũ, nhưng trong thực tế như biển cả vậy vô tận. Ban đầu ở Chu Thần chiến trường bên trong, Cô Tô Vũ và Luân Hồi trận doanh kịch liệt tranh đấu thời điểm, Tiêu Tinh Hà liền len lén chứa đầy một lon khởi nguyên tiên thủy. Vậy khởi nguyên tiên trì, là vĩnh viễn sẽ không làm khô, là không không thời không thần vật, không thể dùng thực tế lẽ thường đi hình dạng. Coi như Tiêu Tinh Hà lấy đi biển cả vậy nguồn nước, nhưng khởi nguyên tiên trì vậy không có nửa điểm khô kiệt. Cô Tô Vũ và Thiên Nữ, lấy được cái này khởi nguyên tiên trì, cơ duyên lớn, có thể tưởng tượng được. Diệp Thần sau này đối mặt các nàng, áp lực tất nhiên là to lớn. Cho nên, hắn vậy phải mau sớm tu luyện trở nên mạnh mẽ, tăng lên thực lực mới được. Đây chính là khởi nguyên tiên chỉ tiên nước sao. Kỷ Tư Thanh nhìn màu đen kia trong hũ nước trong, trong mắt cũng là hơi sáng lên. Đáng tiếc chỉ có một hũ. Diệp Thần lắc đầu một cái, điều động ra một món khởi nguyên tiên thủy, vần quanh tự thân. Ở khởi nguyên tiên thủy vần quanh hạ. Diệp Thần nhất thời cảm thấy một hồi ấm lan linh khí bồi bổ, hủy diệt kiếm sát khí mang tới ăn mòn, ngay tức thì liền bị hóa giải được. Cái này khởi nguyên tiên thủy, có vô cùng là dư thừa khởi nguyên linh khí, có thể tư lan vạn vật. Diệp Thần lại phân ra một món khởi nguyên tiên thủy, như một cái rắn nước vậy, quấn quanh đến Kỷ Tư Thanh trên mình. Kỷ Tư Thanh đạt được cái này khởi nguyên tiên thủy bồi bổ, vậy nhất thời cảm thấy tinh thần sảng khoái, không nói ra được thoải mái, cười nói, đa tạ. Không cần. Diệp Thần cười một tiếng,
Ở khởi nguyên tiên thủy ân cần săn sóc hạ, hắn tiếp tục cảm ngộ hủy diệt kiếm. Thiên đế năm suy, hủy diệt chi đạo, kiếm diệt thiên hạ. Diệp thần đầu óc bên trong, có ác liệt mãnh liệt kiếm đạo ý niệm dung chuyển, từng luồng khí tức hủy diệt, ở hắn quanh thân hội tụ nổ tung. Ở khởi nguyên tiên thủy phò hộ hạ, những thứ này khí tức hủy diệt, cũng không có làm tổn thương đến hắn tự thân. Cuồn cuộn khí tức hủy diệt gào thét, hội tụ thành một món kiếm khí. Cái này tia kiếm khí, tràn đầy kinh khủng hủy diệt quy luật, kiếm khí quanh mình tinh nguyệt xa vào, hư không sụp đổ, đại lộ phai mờ, sát phạt uy năng đặc biệt khủng bố, chính là hủy diệt kiếm. Diệp thần nhìn cái này hủy diệt kiếm sát phạt khí tượng, cũng là hài lòng gật đầu một cái. Cái này hủy diệt kiếm, hủy diệt khí thức giết hại như vậy khủng bố, đủ để ung dung trong nháy mắt giết phổ thông tiên đế, luyện thành kiếm này, sau này Diệp thần đối chiến thiên nữ, phần thắng nhất định thật to tăng lên. Rất tốt, cái này hủy diệt kiếm, rốt cục thì bị ta luyện thành. Diệp thần nội tâm khẽ nhúc nhích, rồi sau đó lại điều động khởi nguyên tiên thủy, bơm vào đến mình liệt nhật mệnh tinh bên trong không gian. Liệt nhật mệnh tinh không gian bên trong, mặt đất bên trên, lần sinh bụi gai, vô số bụi gai bện thành một cái ngai vàng, đó chính là tử thần giáo đoàn quyền bính tượng trưng, kinh cức vương tọa. Kinh cức vương tọa, là 33 thiên thần thuật một trong, vừa là thần thông, lại là pháp bảo. Hàng tỷ kỷ nguyên tới nay, tử thần giáo đoàn triều đại cường giả, cũng sẽ hướng kinh cức vương tọa mảng bái, cung phụng tự thân khí huyết thành tựu tế phẩm. Cho nên, cái này kinh cức vương tọa, hội tụ tử thần giáo đoàn hàng tỷ đời tín ngưỡng máu tươi lực, uy năng cực lớn. Nếu như Diệp thần đi tu luyện kinh cức vương tọa môn thần thông này, tự nhiên có thể lại biến hóa ra một cái ngai vàng, nhưng uy lực cùng nội tình, tuyệt đối không thể nào cùng cái này ngai vàng so sánh. Nếu là có thể chấp trưởng cái này kinh cức vương tọa, Diệp thần ngang hàng là nắm trong tay tử thần giáo đoàn cao nhất quyền bính, chỗ tốt khó có thể tưởng tượng to lớn. Chỉ bất quá, kinh cức vương tọa sát khí, vô cùng là mãnh liệt khủng bố, Diệp thần từ đầu đến cuối không có thể nắm trong tay, thậm chí kinh cức vương tọa sát khí, còn có thể mang cho hắn cắn trả. Thật may, Diệp thần hiện tại có được một hũ khởi nguyên tiên thủy, đủ để chế trụ kinh cức vương tọa sát khí. Trước đây, Diệp thần đi gặp Nham thần Thiên Tôn thời điểm, Nham thần Thiên Tôn liền xuất thủ tương trợ, giúp Diệp thần đè lại kinh cức vương tọa, không để cho hắn tàn phá. Nhưng, Nham thần Thiên Tôn lực lượng, cuối cùng là người ngoài lực lượng, Diệp thần mình không cách nào nắm trong tay, từ đầu đến cuối không yên tâm. Lập tức, hắn đem từng luồng khởi nguyên tiên thủy, điều động đi ra ngoài, toàn bộ dốc vào đến liệt nhật mệnh tinh không gian bên trong. Rào 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 rào. Đại lượng khởi nguyên tiên thủy, như biển cả thác nước, toàn bộ bơm vào đến mệnh tinh không gian bên trong. Rất nhanh, nguyên phiến liệt nhật mệnh tinh không gian, liền bị khởi nguyên tiên thủy lấp đầy, như biển cả giàn giụa. Vậy kinh cức vương tọa, cũng bị vô tận khởi nguyên tiên thủy ngâm, tất cả sát khí đều bị chìm ngập. Như vậy cũng có thể, sau này cái này kinh cức vương tọa, cũng sẽ không lại tàn phá bừa bãi. Diệp thần gật đầu một cái, ánh mắt trở lại thực tế, liền thấy màu đen kia hũ bên trong, nguồn nước đã ít đi một nửa. Mới vừa hắn điều nước bổ túc mệnh tinh thế giới, tiêu hao hết nửa hũ khởi nguyên tiên thủy, hao phí có thể nói là to lớn. Bất quá, có thể chế trụ kinh cức vương tọa sát khí, Diệp thần cũng là khá là hài lòng. Thật ra thì nếu như hắn có cả tòa khởi nguyên tiên trì, thậm chí có thể trực tiếp nắm trong tay kinh cức vương tọa. Chỉ bất quá, vậy khởi nguyên tiên trì, nhưng là rơi xuống thiên nữ và cô Tô Vũ trong tay, không thể không nói là một cái thiên đại tiếc nuối. Nhưng, đúng như Thất Huyên mà nói, làm người không thể quá lòng tham. Diệp thần ở Chu Thần chiến trường bên trong, đã thu hoạch rất nhiều cơ duyên, hắn cũng là khá là hài lòng. Cuối cùng, Diệp thần lại điều động một món khởi nguyên tiên thủy, đi tư nuôi mình Thanh Liên phân thân. Hắn Thanh Liên phân thân, dung hợp ngạo thiên đế máu, hôm nay linh khí nội tình, vô cùng là dư thừa, lại đạt được khởi nguyên tiên thủy bồi bổ, vậy linh khí thì càng là dư thừa, sau này sẽ là Diệp thần một lớn trợ lực. Tu luyện xong, Diệp thần liền tiếp tục bầu bạn Kỷ Tư Thanh. Như vậy qua hai ngày, Kỷ Tư Thanh yếu ớt hướng Diệp thần nói, Diệp thần, ta muốn đi thủ vọng xâm lâm. Cái này thời gian hai ngày, Diệp thần và Kỷ Tư Thanh không lời không nói, vậy nhắc tới thủ vọng xâm lâm sự việc. Thủ vọng xâm lâm, là ngày xưa đệ nhất thảo thần tự tay sáng tạo, là tình nhân thánh địa. Cánh rừng kia, hàm chứa tình một trong chữ bí ẩn. Trong truyền thuyết,
Trí khôn trong sách mặt, nhất khó hiểu trí khôn, chính là tình một trong chữ. Hôm nay tiểu thảo thần thanh niên, chính là không nhìn ra cái này chưa tình, nơi lấy nàng thực lực, từ đầu đến cuối cùng đệ nhất thảo thần Tử Lan, có chênh lệch thật lớn. Tử Lan còn không rơi xuống thời điểm, cũng đã dự cảm đến, tương lai mình truyền nhân, có thể sẽ nhân xâm không ra chưa tình, cho nên nàng nói trước bố cục, sáng tạo ra thủ vọng xâm lâm, chủ ý là để lại cho tiểu thảo thần thanh niên. Chỉ bất quá, nàng chết sau đó, cánh rừng rậm này, đánh rơi đến thái thượng thế giới, nhưng là ra nàng dữ liệu, kế hoạch vậy bị phá vỡ. Nhưng bất kể như thế nào, vậy phiến thủ vọng xâm lâm, đều là đã từng không không lúc nào không chứ danh tình nhân thánh địa. Truyền thuyết, ở trong rừng rậm ương thủ vọng thánh thụ hạ cầu nguyện, có khả năng có được ban phúc, lấy được được thủ vọng thánh quả. Tình nhân hai người cộng thực thủ vọng thánh quả, đồng tâm kết tình, có thể lấy tình chứng đạo, đột phá thành thần.